Mà hắn cái này nhất thế, đã nắm giữ một bộ phận luân hồi thánh hồn trời, nếu bàn về linh hồn một đạo lên thành tựu tất nhiên có thể vượt qua trên nhất thế. Trước mặt mấy đời luân hồi chi chủ nhìn như ứng vận nhi xanh, dị bẩm thiên phú, nhưng trong thực tế đều bị liền thiên đạo quy tắc hạn chế, không cùng kế hoạch lâu dài hoàn thành, đã là đi đời nhà ma. Nhâm Phi Phàm thực lực cao mạnh, kiến thức cũng không cạn, đối với cái này chư thiên vạn giới từ cổ chí kim rất nhiều hưng suy chuyện, hắn cũng đều có nghe thấy. Thiên phú là lục đạo, đối ứng lục đạo luân hồi ý, như vậy diễn hóa thành cụ thể vật, chính là sáu lớn mảnh vỡ. Cái này sáu lớn mảnh vỡ luân lạc nhân gian, cơ hồ ngăn cách ngoại giới hết thảy theo dõi, trăm ngàn năm qua, căn bản không người có thể tìm được hắn tung. Thiên thần hồn nói, tu la hồn nói, vạn thú hồn nói, diệt quỷ hồn nói, địa ngục hồn nói, nhân gian hồn nói, chính là cái này sáu khối mảnh vỡ, hiện ra luân hồi lục đạo trung cực nghĩa sâu xa. Diệp thần thân là luân hồi chi chủ, một khi hoàn toàn luyện hóa luân hồi thánh hồn trời, là được thức tỉnh trung cực trên ý nghĩa luân hồi hồn thể, đủ để ở hồn lãnh vực xưng bá chư thiên vạn giới. Dĩ nhiên, nơi này tranh bá, là chỉ về linh hồn siêu thoát, mà cũng không phải là trên thực tế thực lực. Thí dụ như nói Diệp thần muốn đạt tới linh khí cùng linh hồn kết hợp với nhau, trở thành đời này người thứ nhất, đường phải đi còn rất dài. Có thể nói con đường này chính là Diệp thần định chế. Những người khác muốn đi vậy đi không thông, vô luận là luân hồi thánh hồn thiên vẫn là luân hồi thiên kiếm cũng chỉ có nắm ở Diệp thần trong tay, mới có thể bộc phát ra mạnh nhất uy lực. Để cho ta tới xem nhìn vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Nhâm Phi Phàm linh hồn lực lượng, vừa vặn đột phá một cái nấc thang. Hắn đôi mắt sáng ngời như lửa, tản ra nóng bỏng ý, tựa như có thể xuyên thấu cổ kim, đến xa xôi hư không. Mà đây cầm luân hồi thiên kiếm cùng hắn tới giữa. Cũng có một loại như có như không cảm giác thân thiết. Hoặc giả là bởi vì Diệp thần thân là luân hồi chi chủ, mà Nhâm Phi Phàm lại là luân hồi hộ đạo giả, tự nhiên dính vào chút luân hồi nhân quả. Vì vậy luân hồi thiên kiếm chỉ là lóe lên một món bề ngoài, lưu quang sau đó, liền lại lần nữa bình tĩnh lại. Nhâm Phi Phàm phân hóa ra một món thần niệm, theo luân hồi thiên kiếm lên đường vân, tiến vào trong đó. Mà hắn thế giới trước mắt, vậy đột nhiên đổi được trống trải, tựa hồ là đi tới một phiến vô tận tuyết nguyên, thế giới tuyết phủ trắng xóa, đại tuyết phân bay, dương mắt nhìn không tới cuối, rất xa đường chân trời xa cuối chân trời. Nhâm Phi Phàm trong lòng có chút tò mò, hắn trực tiếp đem cái này tia thần niệm đánh sơ xác, thân là ngăn trở băng tuyết thế giới, nhất thời nứt ra là hai nửa. Ngay sau đó, Nhâm Phi Phàm liền gặp được luân hồi thiên kiếm linh hồn tướng mạo. Hoặc là nói này là luân hồi thiên kiếm quy tắc căn nguyên, đứng một mình tại chư thiên gia, giống như một phiến xương trắng, mờ mịt không rõ. Nhâm Phi Phàm ánh mắt chạm đến luân hồi thiên kiếm căn nguyên, trong thoáng chốc lấy được đáp lại. Mãnh liệt hồn lực, nhất thời dâng trào ra, liền Nhâm Phi Phàm cũng là thần sắc cả kinh. Ngươi tuy là luân hồi lực lượng, nhưng lúc này lại không cách nào dung chuyển ta, biết chưa? Nhâm Phi Phàm có hơi kinh ngạc sau này, khẽ mỉm cười. Rồi sau đó một cái cự kình, hóa là loãng linh lực màu xanh dưới vào trong đó, lấy luân hồi thiên kiếm hồn lực sinh ra kịch liệt va chạm. Cái này một tí coi như là trong cảnh giới áp chế. Luân hồi thiên kiếm không phản kháng nữa. Nhâm Phi Phàm vậy thấy rõ luân hồi thiên kiếm nội bộ cảnh tượng, sáu lớn màu sắc bất đồng khu vực, hối là luân bàn, mơ hồ đứng sừng sững tại ở giữa thiên địa. Đây cũng là luân hồi thiên kiếm kiếm hồn. Nhưng là... Trong đó có ba khu vực lớn là chỗ trống, trắng xóa một phiến, lộ vẻ được phá lệ đột ngột. Xem tới nơi này, Nhâm Phi Phàm hiểu. Nhâm Phi Phàm đã từng tiếp xúc qua luân hồi thiên kiếm, hơn nữa hiện tại tự mình dò xét, hắn phát hiện luân hồi thiên kiếm cũng không phải là nguyên vẹn, thiếu thiếu ba đạo kiếm hồn, hoàn chỉnh luân hồi thiên kiếm có lục đạo kiếm hồn. Thiên thần kiếm hồn, trảm quỷ kiếm hồn, độ nhân kiếm hồn, vạn thú kiếm hồn, tu la kiếm hồn. Cửu U kiếm hồn, đối ứng lục đạo. Cái này luân hồi thiên kiếm lục đạo kiếm hồn cùng luân hồi thánh hồn thiên kém không nhiều, tên chữ có chút tương tự, lại có chút không cùng. Chỉ bất quá luân hồi thánh hồn thiên trong đó, là đạo vận quy tắc thiếu sót, mà hắn nơi này, chính là kiếm thể hồn phách có chút không lành lặn. Đi qua Nhâm Phi Phàm như thế vừa giải thích, Diệp Thần nhất thời hiểu. Lúc đầu lại là như vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Luân hồi thánh hồn thiên cùng luân hồi thiên kiếm hòa làm một thể, bí mật không thể phân. Trước mấy đời luân hồi chi chủ,
không thể thành công nắm trong tay luân hồi thiên kiếm liền cùng này có liên quan, bởi vì bọn họ cũng không có đem luân hồi thánh hồn thiên dung nhập vào linh hồn trong đó. Không chọn vẹn kiếm hồn phân biệt là thiên thần kiếm hồn, tu la kiếm hồn, cửu u kiếm hồn. Diệp thần phải đem cái này không chọn vẹn ba đạo kiếm hồn toàn bộ tìm đủ, mới có thể bổ sung luân hồi thiên kiếm không lành lặn đạo uẩn, hoàn toàn phát huy uy lực. Trừ cái này ra còn có một loại phương pháp, có thể để cho luân hồi thiên kiếm uy lực cao hơn một tầng lầu, thậm chí đánh vỡ thế giới hiện thật hạn chế. Đó chính là đem luân hồi thánh hồn thiên trước bổ sung hoàn toàn, lấy hai người loại khác dung hợp hình thức, thi triển một kích mạnh nhất. Như vậy thứ nhất, thiên địa vạn vật làm chấn nhiếp, cho dù là mạnh mẽ đi nữa thế lực, tông tộc, vậy sẽ cúi đầu xưng thần. Mở thời đại mới thời cơ, có lẽ ngay tại luân hồi chi chủ trên mình. Nhâm Phi Phàm hết sức rõ ràng, cái này ý vị như thế nào? Khó trách vậy hai ông già nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí không tiếc điều động tông môn quân đội đều phải tìm được Diệp Thần bóng người. Thiên phú như vậy cùng tâm tính, đã xa xa vượt qua trước mặt mấy đời luân hồi chi chủ, hơn nữa làm người ta không dám tin tưởng gặp được, đủ để tái nhập sử sách. Nói xong những thứ này sau đó, Nhâm Phi Phàm vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, ta thân vì ngươi hộ đạo giả, cho tới nay, đợi ngươi giống như người thân như vậy, chỉ cần có ta ở một ngày, định sẽ toàn lực bảo vệ ngươi sinh mạng chu toàn. Nhâm Phi Phàm tuy ra đời tại Nhâm gia đại tộc, từ thiên phú nhỏ vượt trội, nhưng chỉ là bị Nhâm gia làm thu liễm danh tiếng công cụ mà thôi. Ở vậy gia tộc khổng lồ bên trong, hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ thân tình ấm áp. Vì vậy làm hắn quật khởi sau đó, liền nghĩa vô phản cố, thoát đi Nhâm gia, trải qua trùng trùng gặp trắc trở, hôm nay một lần hành động trở thành thiên hạ này cường giả đỉnh phong, không sợ bất kỳ đối thủ. Hắn có tư cách đối Diệp Thần nói, bảo vệ ngươi sinh mạng chu toàn. Vì vậy Nhâm Phi Phàm mới biết đối hắn nói ra lời nói này. Đây cũng là hắn nguyện ý trợ giúp Diệp Thần nguyên nhân. Dẫu sao ở cái này ở giữa thiên địa, hắn có thể tin cậy người không nhiều, Diệp Thần chính là một cái trong số đó. Mà Diệp Thần cũng là tới chỗ này, tiến vào một phiến ý niệm không gian. Đó là Nhâm Phi Phàm nơi xây dựng mà thành hư không chi địa, có thể theo dõi không gian. Hắn cảnh tượng trước mắt, chậm rãi biến ảo, thẳng đến hóa là bóng dáng. Nguyên lai là Nhâm Phi Phàm mang hồn phách của hắn, tiến vào một cái luân hồi thiên kiếm xây dựng không gian bên trong. Ở nơi này chờ trong không gian, hắn có thể rõ ràng thấy như bánh xe bàn trong đó ba khối khu vực đều có thiếu hụt vùi lấp. Thì ra là như vậy. Diệp Thần thấp giọng nhắc tới, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Nếu là muốn phát huy luân hồi thiên kiếm toàn bộ uy lực, thì phải đem những thứ khác mấy đạo kiếm hồn toàn bộ tự chữa nguyên vẹn. Một thanh kiếm, theo lý chỉ có một đạo kiếm hồn, mà luân hồi thiên kiếm, nhưng có thể chứa lục đạo kiếm hồn, thật là đáng sợ. Chỉ là tiếc nuối là những cái kia kiếm hồn, hôm nay còn không gặp bóng dáng. Diệp Thần cùng vậy luân hồi thiên kiếm sinh ra liên lạc lúc đó, nhất thời cuốn lên muôn vàn gió bão. Không gian chảy loạn, nhất thời gào thét không ngừng. Đó là cưỡng ép khởi động cái này cầm thiên kiếm sinh ra hiệu quả. Diệp Thần thân thể, nhất thời đột nhiên chấn động một cái. Bởi vì hắn cảm nhận được liền cái này cầm thiên kiếm, cùng mình linh hồn lực lượng tương liên tiếp, sinh ra không nhỏ đồng tình. Luân hồi thiên kiếm, vốn là cùng hắn huyết mạch tương thông, chỉ bất quá lúc này bởi vì tự thân không lành lặn, mà không cách nào thi triển uy lực chân chính. Không gian chảy loạn, hoảng sợ thành hình, hàm chứa cường đại luân hồi uy nghiêm. Diệp Thần nhanh chóng khống chế trong cơ thể luân hồi huyết mạch, không để cho hắn sinh ra lớn hơn chấn động. Nhâm Phi Phàm cùng Già Thiên Ma Đế cảm nhận được bay múa hư không chảy loạn, trong mơ hồ tựa như hình thành luân hồi ký hiệu, trong lòng đích xác có chút hoảng sợ. Như vậy luân hồi lực lượng, quả nhiên chỉ có luân hồi chi chủ có thể chịu đựng, nếu như người khác tới thử nghiệm, sợ rằng ngay tức thì liền sẽ bị căng bể thể xác, hồn phi phách tán. Nhâm Phi Phàm ánh mắt biết bao sắc bén, lập tức liền nhìn ra Diệp Thần cùng luân hồi tới giữa đồng tình, đã đạt đến huyết mạch phù hợp trình độ. Chỉ cần có thể tìm được còn dư lại thiên kiếm kiếm hồn, là được hoàn thành dung hợp. Bất quá hắn nơi này cũng không có luân hồi thiên kiếm kiếm hồn tin tức, vì vậy không khỏi được khẽ nhíu mày. Mà vào lúc này, Già Thiên Ma Đế lên tiếng. Ta có lẽ biết trong đó một đạo luân hồi thiên kiếm kiếm hồn rơi xuống. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần nhất thời nhìn sang, mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Già Thiên Ma Đế tiếp tục nói, đoạn thời gian này tới nay, ta một mực lưu lại ở Cựu Nhật Minh, chuyên tâm tu luyện, mà Tổ Vô Thiên dành cho ta khá lớn quyền hạn, vì vậy ta có thể đến Cựu Nhật Minh các nơi đi du lãm một phen. Mà có một ngày, ta đi đến Cựu Nhật Minh chỗ sâu cấm địa, nghe nói nơi đó phong ấn ma tổ vô thiên cất giấu có bảo tàng, người bình thường cùng không được đến gần. Ta ở không người trông coi lúc đó, từng đi nơi đó. Phát giác một chút vô cùng là đặc thù hơi thở, cùng luân hồi thiên kiếm bên trong không lành lặn lực đặc biệt tương tự, hơn nữa vừa vặn chính là một thanh kiếm. Ta hoài nghi vậy đạo kiếm hồn không biết lý do gì, bị giấu vào trong đó. Già Thiên Ma Đế nhớ lại nói. Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời ánh mắt sáng lên, bất quá rất nhanh, lại lâm vào suy tư. Chỗ kia vô thiên bảo tàng nơi tới, là ở Cựu Nhật Minh bên trong, sợ rằng không tốt tiến vào. Diệp Thần nhớ tới, ma tổ vô thiên cũng không phải là hiền lành. Nếu như mình tùy tiện tiến vào Cựu Nhật Minh, sợ rằng thời gian đầu tiên cũng sẽ bị hắn phát hiện. Tương đương với dê vào miệng cọp. Già Thiên Ma Đế yên lặng hồi lâu. Nói tiếp, ma tổ vô thiên cũng không biết ta trước tới nơi đây cứu ngươi, có lẽ có thể thử một phen. Như thế nào thử nghiệm? Ta sẽ trở lại Cựu Nhật Minh, tiếp tục tu luyện, rồi sau đó thường nói gặp ma công cổ trai, nếu như muốn tiếp tục tăng lên thực lực, mở rộng hồn loại tu vi, thì phải hấp thu mạnh hơn hồn lực. Già Thiên Ma Đế trầm tư một hồi lâu sau, mở miệng nói. Nhâm Phi Phàm nói, đây cũng là một biện pháp tốt. Bất quá ma tổ vô thiên người này trời xanh tính đa nghi, có thể cũng sẽ không tin tưởng ngươi giải thích. Như vậy đi, ta có thể ở bên trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo vết thương, ngươi cùng ma tổ vô thiên nói lúc đó, liền nói, này vì ngươi đang tu luyện ma công trong quá trình, căn nguyên khí nổ tung gây ra, ma tổ vô thiên nếu như muốn gìn giữ ngươi cái này đồ đựng, liền sẽ nghĩ biện pháp tới cứu trị. Nhâm Phi Phàm dự định ra tay, trợ giúp hắn man thiên quá hải. Già Thiên Ma Đế vừa nghe lời này, cảm thấy có thể được, liền gật đầu một cái đáp ứng. Được, vậy thì đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, cùng đem ma tổ vô thiên bên kia chạy tới, ta liền dẫn Diệp Thần đi vô thiên bảo tàng chi địa, tìm thất lạc kiếm hồn. Già Thiên Ma Đế thành khẩn nói. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, hẳn là Diệp Thần phải cảm ơn người mới đúng, cho tới nay, người giúp hắn rất nhiều. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng hơi có lộ vẻ xúc động. Hắn cùng Già Thiên Ma Đế, coi là chân chánh chí giao bạn bè, có thể là lẫn nhau hai sườn cắm đao, vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Hắn bất chấp rơi xuống nguy hiểm, không để ý hết thảy cứu Già Thiên Ma Đế. Đến sau đó nguy nan lúc đó, Già Thiên Ma Đế lấy thân là tế trở thành ma tổ vô thiên con rối, từ đó ở kẻ địch dưới quyền cứu hắn. Này vậy tình nghĩa, đã vượt qua giống vậy đạo nghĩa, có thể thiên địa làm giám. Già Thiên Ma Đế móc ra một tấm phù lục. Đi bên trong rót vào ma khí. Chợt, trước mặt hắn, không gian chậm rãi vặn vẹo, vô hình hắc ám lực từ trong sông ra, hình thành một cái lối đi. Đem người viên này ma châu cầm, vô luận tình hình như thế nào, ta cũng sẽ hướng ngươi đưa tin. Trước khi đi, Già Thiên Ma Đế trả lại cho Diệp Thần một viên ma châu, ngay sau đó liền bước vào hư không rời đi. Mà Nhâm Phi Phàm cùng Diệp Thần, chính là lưu lại nơi này chỗ động phủ, an tâm tu luyện. Thời gian, thần độ Uyển Nhi vậy cáo từ rời đi, trở lại thái thượng thế giới. Bất quá Diệp Thần nếu như xảy ra chuyện, nàng định sẽ thời gian đầu tiên chạy tới. Mà cháu đêm rong vậy tiến vào vạn hoa cốc, trước đi tìm kiếm mình nói. Thoáng một cái liền qua 3 ngày thời gian. Diệp Thần đặt ở trên bàn đá ma châu, bỗng nhiên lúc này nhúc nhích 2 cái, ngay sau đó tản mát ra nhàn nhạt ngăm đen chói lọi. Già Thiên Ma Đế tới tin tức. Diệp Thần đem bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, vậy tia hắc khí dọc theo cánh tay, tiến vào hắn đầu óc. Phần Phật. Diệp Thần trước mắt hiện ra một hàng chữ viết, đó là Già Thiên Ma Đế ở nói cho hắn, ma tổ vô thiên đã đồng ý tiến vào cấm địa chỗ sâu yêu cầu. Diệp Thần nhất thời làm vui mừng. Nếu Già Thiên Ma Đế bên kia đã thu được qua cửa cho phép, vậy kế tiếp hắn liền muốn giấu giếm hơi thở của mình, lặng lẽ lẻn vào Cựu Nhật Minh địa bàn. Như vậy thứ nhất mới có thể đi sâu vào cấm địa, cướp lấy bảo vật. Nhâm tiền bối, có phương pháp gì có thể để cho ta tiến vào Cựu Nhật Minh, mà không bị ma tổ vô thiên phát hiện? Diệp Thần không khỏi hỏi. Nhâm Phi Phàm dửng dưng một tiếng, hắn chỉ vậy cầm nằm ở góc kiếm, nói, luân hồi thiên kiếm, chính là cái này thế gian tốt nhất che giấu thần khí một trong,
nếu không ngươi lấy là nó là như thế nào ẩn núp nhiều năm như vậy, mà không bị người phát hiện. Chỉ phải dẫn theo kiếm này, ngươi liền có thể lẻn vào cựu Nhật Minh biên giới, chỉ bất quá phải nhớ kỹ, ở ngươi tiến vào vậy bảo tàng trước, chớ vận dụng luân hồi huyết mạch. Diệp Thần gật đầu một cái, chuẩn bị một phen sau đó, chợt liền lên đường đi cựu Nhật Minh. Mà lần này hắn là nhẹ đeo trận, một mình đi. Biến dạng hư không, Diệp Thần chính là đi tới hắc ám biển cấm bên trong biển, cựu Nhật Minh lãnh địa bên ngoài. Hắn chỗ ở vùng biển, khoảng cách cựu Nhật Minh lãnh địa, ước chừng ngàn dặm xa. Biển khơi bát ngát mênh mông, đứng ở Diệp Thần ở địa phương đó, cũng có thể mơ hồ thấy cựu Nhật Minh đường danh, vậy các loại nguy nga cung điện, kiến trúc cổ xưa, sáng chói tiên ma linh khí, làm người ta rung động. Diệp Thần không dám quá mức đến gần, miễn được bị người phát hiện. Hắn lợi dụng luân hồi thiên kiếm, che giấu tức giận tức, đồng thời sử dụng vậy ma châu, cùng giả thiên ma đế liên lạc. Không cần thiết đã lâu, hư không nứt ra, từng cái quả đen hiện lên, đập cánh thình thịch rát rát tiếng kêu quái dị. Giả thiên ma đế bóng người, ở đầy trời quả đen vây quanh hiện lên. Ma đế tiền bối. Diệp Thần lên tiếng chào hỏi, nhưng nhìn gặp giả thiên ma đế gương mặt, mang chút che lấp, tựa hồ có cái gì lo lắng chuyện, liền vội vàng hỏi, ma đế tiền bối, như thế nào? Diệp Thần chỉ lo lắng xảy ra điều gì bất ngờ. Giả thiên ma đế cười nhạt, thần sắc khôi phục như thường, nói, hết thảy thuận lợi, ma tổ vô thiên đã đáp ứng ta, cho phép ta tiến vào hắn bảo khố, người ngụy trang thành ta người làm, theo ta cùng đi vào là được. Diệp Thần trong phảng phất cảm thấy không đúng, giả thiên ma đế nhất định là có chuyện gì gạt hắn. Nhưng, nếu đối phương không nói, hắn cũng không hỏi nhiều, lập tức liền gật đầu nói, được. Lợi dụng bát quái thiên đan thuật, Diệp Thần trực tiếp dịch dung, ngụy trang thành một người làm hình dáng, đi theo giả thiên ma đế bên người. Giả thiên ma đế biến dạng hư không, liền dẫn Diệp Thần, trực tiếp bước vào cựu Nhật Minh. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần thân thể nhẹ một chút, rơi xuống đất, chân đạp mặt đất, trước mắt là một bức kỳ dị cảnh tượng. Phía trước là một mảng lớn bất ngờ dãy núi, có vô cùng ma khí vần quanh, giống như ác ma cư trú thế giới, âm phong gào thét, sấm sét gầm thét, hoàn cảnh vô cùng tồi tệ. Ở dãy núi lối vào, hai tòa vách núi tới giữa, xây có một tòa thật to môn hộ. Cửa kia hộ, lưu kim tuyệt trần, bảo khí ngất trời, tiên cơ hội dồi dào, cùng môn hộ sau ma khí dày đặc thế giới, lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Nơi này là... Diệp Thần ánh mắt hơi trợn to. Đây là cựu Nhật Minh cấm địa, ma tổ vô thiên bảo khố, cất giấu rất nhiều thiên tài địa bảo, tất cả loại chân quý bí tịch, trừ ma tổ vô thiên mình ra, người bất kỳ cũng không được đến gần. Lần này ta là hao tốn một chút giá phải trả, mới mời tới ma tổ vô thiên cho phép, để cho hắn đáp ứng ta tiến vào cấm địa. Giả thiên ma đế chậm rãi nói. Một chút giá phải trả. Diệp Thần nhìn giả thiên ma đế diễn cảm, luôn cảm giác sự việc không đơn giản. Đi thôi. Chúng ta đi vào. Người muốn tìm luân hồi thiên kiếm kiếm hồn, trong đó liền có một đạo, siêu tầm ở trong đó. Giả thiên ma đế không có giải thích quá nhiều, mang Diệp Thần đi về phía trước. Diệp Thần tim giật mình, chỉ hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi, tìm được luân hồi thiên kiếm kiếm hồn. Hiện tại luân hồi thiên kiếm, bản thân cũng đã ẩn chứa ba đạo kiếm hồn, còn thiếu thiên thần, tu la, cửu u ba nói. Không biết ở ma tổ vô thiên trong bảo khố, cất giấu loại gì thuộc tính kiếm hồn. Luân hồi thiên kiếm kiếm hồn, cái loại này kỳ chân hiếm thế, ma tổ vô thiên cũng siêu tầm có thể gặp nội tình phong phú phú. Diệp Thần đi theo giả thiên ma đế, đi tới dãy núi lối vào. Nơi đây ma khí nồng đậm hơn, âm phong gào khóc, nhưng vô tận ma khí bên trong, lại có trùng trùng tiên quang chào đáng. Vậy trùng trùng tiên quang... chính là xuất xứ từ vậy xây dọc theo núi cự đại môn hộ. Đột nhiên, cửa kia hộ ùng ùng chấn động đứng lên, từ bên trong truyền ra một giọng già nua, ma đế thánh tử, lão tổ cấm địa, xin dừng bước. Già thiên ma đế chắp tay một cái, nói, vinh sinh tiền bối, ta đã đạt được lão tổ cho phép, có thể tiến vào cấm địa. Ta luyện công không cẩn thận xảy ra chút bất ngờ, tổn thương căn nguyên, cần bảo khố bên trong một vật, chữa trị thương thế. Thanh âm kia nói, ngươi có thể đi vào, nhưng bên cạnh ngươi người không được. Diệp Thần trong lòng rét một cái, chỉ cảm thấy trong sâu thẳm, có một đạo ánh mắt đang ngó chừng mình, cánh cửa kia hộ uy áp, cực kỳ bàng bạc, làm hắn mơ hồ có nghẹt thở cảm giác.
Già Thiên Ma Đế gương mặt không thay đổi, nói, đây là ta người làm, ta cần phải có người ở bên người, chăm sóc một hai, xin vĩnh sinh tiền bối châm trước. Thanh âm kia yên lặng một trận, cuối cùng nói thôi, ta liền châm trước ngươi một lần, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chứ ngươi yêu cầu món đồ kia bên ngoài, trong bảo khố bất kỳ đồ, ngươi đều không thể đụng. Còn nữa, nhớ ngươi hướng lão tổ hứa cam kết, cùng thương thế phục hồi như cũ sau đó, ngươi đi liền thái thượng thế giới đi một chuyến. Già Thiên Ma Đế nói, cái này tự nhiên, ta cũng rõ ràng. Thanh âm kia nói, được, vào đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, vậy phiến to lớn môn hộ, chính là ca sát sát mở ra. Già Thiên Ma Đế mang Diệp Thần, bước vào cấm địa bảo khố bên trong. Ở hai người sau khi tiến vào, cánh cửa kia hộ, lại lần nữa đóng lại. Diệp Thần nghe được Già Thiên Ma Đế, cùng thanh âm kia mới vừa đối thoại, trong lòng kinh hãi. Nói, Ma Đế tiền bối, người hướng Ma Tổ Vô Thiên hứa hẹn cái gì? Người phải đi Thái Thượng Thế Giới một chuyến. Thái Thượng Thế Giới cực kỳ phức tạp, Già Thiên Ma Đế lúc này đi sợ rằng không ổn. Diệp Thần mơ hồ đoán được, vì tiến vào cấm địa, Già Thiên Ma Đế nhất định là đáp ứng cái gì đáng sợ yêu cầu. Già Thiên Ma Đế khẽ cười lắc đầu, nói chậm một chút nói sau, hiện tại trước tiên tìm ngươi muốn kiếm hồn. Vừa nói liền dẫn Diệp Thần đi về trước xuất phát. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, biết Già Thiên Ma Đế lưng đeo trọng đại nhân quả, nhưng Ma Đế không nói, hắn cũng không cách nào đến giúp cái gì. Hai người một đường đi tới trước, Diệp Thần nhìn lại sau lưng, vậy phiến lưu kim tuyệt trần, tiên khí hào hùng cự đại môn hộ, hỏi cánh cửa kia hộ, là pháp bảo gì? Thật là cường hãn uy thế. Già Thiên Ma Đế nói, đó là 33 thiên thái thượng thần khí, hồng hoang cửu môn một trong, tên là Vĩnh Sanh Chi Môn. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, Vĩnh Sanh Chi Môn. Già Thiên Ma Đế nói, ừ, ở hồng hoang cửu môn bên trong, Vĩnh Sanh Chi Môn có thể nói là cường đại nhất tồn tại, vĩnh sinh bất hủ, từ thời đại hồng hoang ra đời đến nay, cho tới bây giờ không có mài mòn qua. Diệp Thần cau mày gật đầu một cái, đúng là như vậy. Hồng hoang cửu môn bên trong, vạn ác cửa, chu tước cửa, huyền tôn cửa vân. Vân, hắn cũng gặp qua. Hoặc hơn hoặc thiếu cũng mang theo mài mòn bể dấu vết. Thế nhưng phiến Vĩnh Sanh Chi Môn, nhưng là huy hoàng sáng chói, tiên khí ngất trời, không có một chút hư hại dấu hiệu. Vĩnh Sanh Chi Môn, đại biểu vĩnh sinh bất diệt, vinh hoa bất hủ đại khí phách, cánh cửa này hộ, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, đã sản sinh ra khí linh, tên là Vĩnh Sinh Chi Chủ. Vậy Vĩnh Sinh Chi Chủ, có thể nói là cựu Nhật Minh lánh đời trưởng lão, cực kỳ bí mật một trong những lá bài tẩy. Thực lực đủ để bước lên thiên hạ cao thủ trước 10, mà tổ vô thiên cho tới bây giờ không có dùng qua. Già Thiên Ma Đế chậm rãi giải thích, hướng Diệp Thần nói ra cựu Nhật Minh bí ẩn. Diệp Thần có vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới cựu Nhật Minh còn có lá bài tẩy này, xem ra ma tổ vô thiên thật là thâm tàng bất lộ, sau lưng vẫn còn có một cái lánh đời trưởng lão, Vĩnh Sinh Chi Chủ. Thiên hạ cao thủ, Vũ Hoàng Cổ Đế thứ nhất, Nhâm Phi Phàm, ma tổ vô thiên, Thái Thượng Thiên Nữ. Thiên Lý Vân. Vân, theo sát phía sau, không một không phải uy chấn hoàn vũ cao cấp cường giả. Mà vậy Vĩnh Sinh Chi Chủ, ở thiên hạ cao thủ bên trong, lại có thể bước lên trước 10, có thể gặp thực lực đáng sợ. Diệp Thần thật sâu lo lắng, thật không biết ma tổ vô thiên, còn cất giấu nhiều ít lá bài tẩy, muốn xúc diệt cựu Nhật Minh, nói dễ vậy sao? Đừng nghĩ quá nhiều, lấy trước được kiếm hồn nói sau. Theo ta biết, Luân hồi thiên kiếm có một đạo thiên thần kiếm hồn, núp ở một cắt đứt kiếm bên trong. Vậy kiếm gãy, ngay tại cấm địa chỗ sâu, ta mang ngươi đi tìm. Già Thiên Ma Đế tỏ ý Diệp Thần không nên suy nghĩ bậy bạ, dưới mắt trọng yếu nhất, chính là mau sớm tìm được kiếm kia hồn. Ừ, Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, hai người liền tiếp tục đi tới trước. Cái này cấm địa bên trong, khắp nơi ma khí nhô lên, âm phong lăn lăn, lại thật nhiều hung thú. Yêu ma, ẩn núp trong đó. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế tiến về phía trước lúc đó, những thú dữ kia yêu ma, xem nổi điên vậy hướng hai người tập kích. Thật may, lấy hai người hôm nay thực lực, tự nhiên không sợ. Cũng không cần Diệp Thần động thủ, Già Thiên Ma Đế tiện tay liền đem nguy hiểm giải quyết hết, từng cái quạ đen bay múa đầy trời, cùng chung quanh ma khí tương phản sấn, tạo thành khá là kỳ dị hình ảnh. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, liền thấy ở nơi này phiến tồi tệ hoàn cảnh bên trong, thấp thoáng có rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có không thiếu cổ xưa bí tịch,
khác ở từng ngọn trên núi hoang, khe núi dòng suối bên trong, tồn phóng đếm không hết đan dược, khắp nơi đều là bảo bối. Bất quá, Vĩnh Sinh Chi Chủ đã cảnh cáo, trừ vậy kiếm gãy bên ngoài, Già Thiên Ma Đế không cho phép lấy đi bất kỳ đồ. Cho nên, Diệp Thần vậy nhẫn nại ở đoạt bảo tâm tình, duy trì bình tĩnh. Đột nhiên, Diệp Thần ánh mắt, bị phương xa một gian bảo vật hấp dẫn. Xa xa trong hư không, lơ lửng một trang giấy. Vậy một trang giấy, bề ngoài có một từng đạo cấm chế xiềng xích ngang dọc, dị thường phong cách cổ xưa bể dâu. Khi thấy vậy một trang giấy ngay tức thì, Diệp Thần đạo tâm đều bị xúc động. Vậy mặc dù không phải là Thiên Võ Ngọa Long Kinh trang sách, nhưng lại hàm chứa cực kỳ cường đại võ đạo. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, thế gian lại có và Thiên Võ Ngọa Long Kinh tương tự đồ. Chắc hẳn sáng tạo tờ kia võ đạo giấy tồn tại, sẽ không so năm đó võ tổ yếu hơn quá nhiều. Nhìn vậy một trang kinh thư, Diệp Thần có chút động lòng. Nếu như có thể đem võ đạo một trang cướp đoạt lại, hắn tu vi tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Đừng xung động. Già Thiên Ma Đế nhìn thấu Diệp Thần ý niệm, lạnh lùng nói. Ho, ta biết. Diệp Thần tằng hắng một cái, thu liễm lại tạp niệm của nội tâm. Hắn mặc dù muốn cướp lấy vật này, nhưng cái này phiến cấm địa sau lưng, có Vĩnh Sinh Chi Chủ đang ngó chừng, nếu như dám loạn ra tay, chỉ sợ hắn ngày hôm nay không cách nào còn sống đi ra ngoài. Diệp Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, đi theo Già Thiên Ma Đế tiếp tục đi tới trước. Rốt cuộc, hai người đi tới liền một ngọn núi ven núi dưới. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp một cắt đứt kiếm, đổ cắm ở vách núi đỉnh, có ti ti lũ lũ ma khí tràn ngập ra. Cái này cắt đứt kiếm, tên là Lầu Nhỏ Kiếm, một đạo thiên thần kiếm hồn liền núp ở trong đó. Già Thiên Ma Đế đưa tay ra, khớp xương rõ ràng bàn tay, thả ra từng luồng ma khí, hóa thành vài con quạ đen, bay đến đỉnh vách núi đỉnh, đem vậy cắt đứt kiếm, tha xuống, giao cho Diệp Thần. Lầu Nhỏ Kiếm. Diệp Thần cầm kiếm gãy, nhẹ nhàng vuốt ve một tí thân kiếm, chỉ cảm thấy nồng đậm ma khí, bề ngoài hắc vụ vần quanh, lại không bắt được cái gì luân hồi khí tượng. Ừ, kiếm này xuất xứ từ Thái Thượng Thế Giới, chính là cao nhất nguyên binh, sát phạt mũi nhọn đứng sau tám đại thiên kiếm, phân thư hùng hai kiếm, thư kiếm tên Lầu Nhỏ, hùng kiếm tên Nghe Mưa. Ở ngày cũ tranh bá chiến bên trong, thư kiếm Lầu Nhỏ bị hủy, mà tổ vô thiên đem thiên thần kiếm hồn phong giấu trong đó, suy nghĩ cùng cướp lấy luân hồi thiên kiếm, liền đem kiếm hồn dung hợp. Nhưng, luân hồi thiên kiếm bị người đoạt đi, kiếm này hồn đối ma tổ vô thiên mà nói, liền mất đi tác dụng, cho nên hắn chịu ban cho ta, để cho ta chữa thương, khôi phục căn nguyên. Già Thiên Ma Đế mỉm cười cười một tiếng. Ha ha, cho nên đâu đâu vòng vo một chút, cái này đạo thiên thần kiếm hồn, cuối cùng vẫn là rơi xuống ta trên tay. Diệp Thần khẽ vuốt ve thân kiếm, vậy nhịn không được cười lên một tiếng, không biết ma tổ không trời mới biết tin tức này sau đó, sẽ là cái gì diễn cảm. Cũng hoặc là nói, vô thiên thật ra thì đã sớm biết được hết thảy. Chỉ bất quá hành động này cũng là hắn bố cục một phần chia. Thanh kiếm này siêu tầm ở cấm địa bên trong không biết nhiều ít năm, tích lũy ma khí quá sâu, chỉ cần đem ma khí toàn bộ hóa điệu, mới có thể dòm ngó gặp luân hồi kiếm hồn căn nguyên, chính ngươi từ từ luyện hóa. Già Thiên Ma Đế nói. Được. Diệp Thần gật đầu. Đi thôi, đừng ở chỗ này trì hoãn quá lâu, nếu bị phát hiện sẽ không tốt, một khi bị cựu Nhật Minh người phát hiện, người Diệp Thần liền ở chỗ này, cũng không cần ma tổ vô thiên ra tay, chỉ là nơi này trấn thủ người, Vĩnh Sinh Chi Chủ, hắn một trưởng liền có thể tiêu diệt ngươi. Già Thiên Ma Đế thần sắc mang ngưng trọng. Diệp Thần trong lòng rét một cái, vậy có thể cảm nhận được Vĩnh Sinh Chi Chủ cường hãn. Vĩnh Sinh Chi Chủ, là Vĩnh Sanh Chi Môn khí linh, từ ngày cũ thời đại, thậm chí là Hồng Quân lão tổ chỗ ở thời đại Hồng Hoang, liền một mực kéo dài đến ngày hôm nay, thực lực cường đại, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối cũng là một tôn siêu cường bá chủ. Cường hãn như vậy tồn tại, tự nhiên không phải thời khắc này Diệp Thần, có thể chống lại. Lập tức, Diệp Thần chính là đi theo Già Thiên Ma Đế, rời đi cấm địa. Hai người ra cựu Nhật Minh, đi tới hắc ám biển cấm một tòa trên đảo biệt lập. Trên đảo biệt lập có đơn sơ kiến trúc, Già Thiên Ma Đế mang Diệp Thần nghỉ ngơi, nói, ở nơi này tu luyện, mau sớm luyện hóa hết kiếm gãy ma khí, hấp thu thiên thần kiếm hồn, cái này cầm kiếm gãy, ta còn muốn lấy về, dẫu sao là cựu Nhật Minh đồ, coi như thành phế phẩm, cũng không cho phép ngoại lưu.
Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nói, được. Ta mau sớm. Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, nói, vậy ngươi trước tu luyện, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Diệp Thần mơ hồ phát hiện không đúng, tiến lên trước một bước nói, Ma Đế tiền bối, ngươi phải đi nơi nào? Già Thiên Ma Đế dừng lại một tí, cuối cùng thanh âm mang một chút thê lương nói, Thái Thượng Thế Giới. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, muốn hỏi thăm cái gì, nhưng Già Thiên Ma Đế đã theo gió đi xa, biến mất bóng dáng. Ma Đế tiền bối phải đi Thái Thượng Thế Giới, nhất định là ma tổ không ý của trời, hắn muốn làm gì? Diệp Thần nắm quyền một cái, trong lòng là Già Thiên Ma Đế lo âu. Chuyện chân tướng, hắn không biết, vậy không giúp được cái gì. Bất đắc dĩ, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là ở lại trên đảo biệt lập, ngồi xếp bằng xuống, móc ra vậy đoạn lầu nhỏ kiếm gãy, bắt đầu luyện hóa phía trên ma khí. Cùng lúc đó, Già Thiên Ma Đế bay ra ngoài sau đó, lợi dụng trong cơ thể hồn chồng, cùng ma tổ vô thiên câu thông, nói, lão tổ, ta đều chuẩn bị xong, có thể đi Thái Thượng Thế Giới. Tiếng nói rơi xuống, không cần thiết đã lâu, Già Thiên Ma Đế trong thức hải, liền vang lên một đạo già nua xa xưa thanh âm, nói, người luyện công tổn thương căn nguyên, trước không chữa thương sao. Nói chuyện chính là ma tổ vô thiên. Già Thiên Ma Đế nói, kiếm gãy ta đã bắt được, chậm một chút lại chữa thương cũng không sao, ta đã đáp ứng lão tổ chuyện ngươi, tự nhiên muốn làm. Ma tổ vô thiên cười một tiếng, nói, rất tốt, ngươi quả nhiên thẳng thắn, ta yêu cầu cũng không quá đáng, chỉ là muốn khống chế ngươi thân thể một lần, mang ngươi đi Thái Thượng Thế Giới đi một chuyến, sẽ không làm thương tổn ngươi. Nghe được ma tổ vô thiên lời này, Già Thiên Ma Đế nhưng trong lòng thì cười nhạt. Yêu cầu này, còn không coi là quá đáng sao? Phải biết, nếu như hắn thân thể, bị ma tổ vô thiên khống chế, vậy thì đồng nghĩa với tăng tốc độ hồn chồng, sẽ nhanh hơn bị hắn đoạt xác. Thật ra thì, Ma Đế vậy rất do dự, nhưng cuối cùng, vì Diệp Thần, hắn vẫn đáp ứng. Chỉ muốn đáp ứng cái này điều kiện, ma tổ vô thiên mới chịu mở cửa cấm địa, để cho hắn đi vào lấy bảo. Lão tổ, người vậy phải nhớ kỹ người cam kết, khống chế ta thân thể sau đó, không cho phép làm ra chuyện không có tính người, đừng cho ta chọc tới máu gì nhiệt. Già Thiên Ma Đế chậm rãi nói. Yên tâm, ta không sẽ làm như vậy, người thân thể, chính là ta thân thể, ta há sẽ cho mình dính nhân quả. Ma tổ vô thiên cười một tiếng, sau đó liền thả ra một đạo cường đại thần niệm, muốn chiếm cứ Già Thiên Ma Đế thân thể. Già Thiên Ma Đế cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là tuân thủ cam kết, buông ra thân thể toàn bộ hạn chế, cũng không có ngăn trở cái gì, mặc cho ma tổ vô thiên, khống chế mình thân thể. Ha ha ha! Ma tổ vô thiên một khống chế được ma đế thân thể, chính là không khỏi cất tiếng cười to, cởi mở thoải mái. Cho dù lấy hắn chứng chạc động tính cách, khi lấy được ma đế quyền khống chế thân thể sau đó, cũng là khó mà giữ chấn định. Đây chính là hắn nhất mơ tưởng cầu mong thân thể. Xoát lạp lạp! Ma tổ vô thiên nắm trong tay thân thể sau đó, vô cùng ma khí nổ tung, muôn vàn chỉ quạ đen đập thình thịch lên, sáng đẹp nguy nga. Rồi sau đó, ma tổ vô thiên chính là mượn ma đế thân thể, lần nữa trở lại cấm địa, đi tới vậy vĩnh xanh chi môn trước mặt. Vĩnh xanh chi môn tiên quang chấn động, hiển hóa ra một đạo người mặc nhật nguyệt pháp bào, tóc bạc mặt hồng hào, thân xác dịu dàng như ngọc, hàm chứa bất hủ thở mạnh voi bóng người. Chính là vĩnh xanh chi môn khí linh, vĩnh sinh chi chủ. Gặp qua lão tổ, vĩnh sinh chi chủ cung kính hướng ma tổ vô thiên khom người thi lễ. Mặc dù trước mắt hắn thân thể, là Già Thiên Ma Đế không có lầm, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong chiếm cứ quyền chủ động ý thức, thuộc về ma tổ vô thiên. Ừ, trưởng lão, ta muốn đi Thái Thượng Thế Giới một chuyến, xin ngươi hãy được cái thuận lợi. Ma tổ vô thiên mỉm cười thuyết minh ý đồ, hắn muốn đi Thái Thượng Thế Giới, tự nhiên có chư nhiều thủ đoạn. Mà ở chư nhiều thủ đoạn bên trong, ổn thỏa nhất một loại, liền là dựa vào vĩnh xanh chi môn. Lợi dụng vĩnh xanh chi môn truyền tống, có thể bảo đảm tự thân hơi thở, tuyệt đối ẩn nặc, sẽ không bị vạn khư người của thần điện phát hiện, miễn sinh chi tiết. Lão tổ khách khí, mời. Vĩnh sinh chi chủ nghe được ma tổ vô thiên nói, phải đi Thái Thượng Thế Giới, không có biểu lộ ra chút nào kinh ngạc diễn cảm, vậy tuyệt không nhiều miệng tuân hỏi một câu. Lúc này bóp một cái pháp quyết. Vĩnh xanh chi môn tiên quang chấn động, sau đó ùng ùng mở ra. Mở ra sau vĩnh xanh chi môn, cũng không phải thông nhập cấm địa,
mà là trực tiếp đi thông thái thượng thế giới. Già Thiên Ma Đế thấy cánh cửa kia hộ sau thế giới, linh khí ngất trời, sặc sỡ nhiều màu, trong lòng ngầm thất kinh dị, không biết ma tổ vô thiên, muốn mang hắn đi thái thượng thế giới làm gì. Ừ, ta rời đi mấy ngày, như có biến cố, xin phiền trưởng lão thay thế quyết đoán. Ma tổ vô thiên đối vĩnh sinh chi chủ, vậy là vô cùng khách khí, hiển nhiên thân phận đối phương không đơn giản. Vĩnh sinh chi chủ thụ sủng nhược kinh, chắp tay nói, lão tổ nói quá lời, ta tất là cựu Nhật Minh đạo thống, máu chảy đầu rơi, ở không tiếc. Ma tổ vô thiên gật đầu một cái, liền bước vào vậy vĩnh sanh chi môn bên trong, trực tiếp truyền tống đi thái thượng thế giới. Như đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt biến ảo, giang sơn di chuyển giao dịch, năm tháng nước thệ, Già Thiên Ma Đế cảm thấy thần hồn một hồi lay động, đợi được tinh thần ổn định lại, nhưng phát hiện ma tổ vô thiên đã khống chế mình thân thể, bước lên thái thượng thế giới lãnh thổ. Thái thượng thế giới linh khí, không nghi ngờ chút nào, so với hạ giới đậm đà nhiều, chỉ là hít thở một cái, thì có tâm thần sảng khoái cảm giác. Đây chính là tu luyện trung cực, vô số người tu luyện theo đuổi cao nhất thế giới. Già Thiên Ma Đế một tiếng cảm thán, có thể cảm thấy thái thượng thế giới quy luật, vậy so hạ giới mạnh hơn nhiều. Ở phía dưới thế giới, đủ để nghiền bão ngôi sao cường giả. Đi tới thái thượng thế giới, có thể chỉ có thể miễn cưỡng phá hủy một ngọn núi cao. Bởi vì cái thế giới này quy luật, xa so hạ giới cường hãn được nhiều, vậy vững chắc được nhiều, không như vậy dễ dàng đánh vỡ. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ. Ma tổ vô thiên cười một tiếng, biến dạng hư không, khống chế ma đế thân thể rời đi. Thái thượng thế giới quy luật vững chắc, không gian quy luật liền như một khối thiết bản, người bình thường khó mà oanh phá, nhưng ma tổ vô thiên. Nhưng dễ dàng xé hư không, có thể gặp hắn tu vi cao cường. Biến dạng hư không sau đó, ma tổ vô thiên đi tới một vùng dãy núi bầu trời. Vậy vùng dãy núi, tiếng người ồn ào, khắp nơi đều là một tòa tòa cổ xưa đạo cung, tiên cầm dị thú đi đi lại lại, lưu vân bay vút lên, từng đạo cường đại bóng người, chấn giữ ở tất cả đại tiên núi lớn nhạc trên, trong đó không thiếu thiên quân cấp cường giả khác, thậm chí còn có vô lượng cảnh tồn tại. Thần đế thuyết giáo. Tiên khí nhô lên, hoa sen bốn trào, đại lộ kinh văn ở hư không chấn động, tiên nhạc hay lý âm bên tai không dứt. Già Thiên Ma Đế thấy này cùng khí tượng, thầm kinh hãi, không biết đây là cái gì thế lực, nội tình lại có thể cường hãn như vậy. Nơi đây, tên là Kiếm Môn, là thái thượng thế giới mạnh một trong những đại thế lực, mặc dù không bằng Vạn Khư Thần Điện, nhưng ở thái thượng thế giới, vậy đủ để hùng bá một khối, uy đoạn vạn cổ. Ma tổ vô thiên mỉm cười nói. Thanh âm mang một chút kiêu ngạo. Kiếm Môn. Già Thiên Ma Đế trong lòng hơi chấn động một chút, thái thượng thế giới cao thủ như mây, muốn ở nơi này phiến cạnh tranh kịch liệt trong thế giới, khai sơn lập hộ, thậm chí hùng bá một khối, uy đoạn vạn cổ, tuyệt không phải chuyện dễ. Cái này Kiếm Môn, có thể làm được một điểm này, thực lực cùng nội tình, tuyệt đối cường hãn. Già Thiên Ma Đế cũng không nghi ngờ ma tổ vô thiên mà nói. Bởi vì chỉ là hắn có thể cảm ứng được siêu cấp cường giả, thì có mấy chục cái nhiều, chớ nói chi là ẩn núp trong bóng tối đại năng. Cái này Kiếm Môn, là lão tổ ngươi đào tạo thế lực. Già Thiên Ma Đế trầm giọng hỏi. Ha ha, không sai. Đúng như luân hồi chi chủ, âm thầm nuôi dưỡng âm dương thần điện. Ta cựu Nhật Minh, ở đó vô tận năm tháng cuối, vậy âm thầm nuôi dưỡng một cái cực kỳ bí mật thế lực, chính là ngươi thấy Kiếm Môn. Ma tổ vô thiên cười lên, nói tiếp. Chính xác mà nói, cái này Kiếm Môn, không phải ta đào tạo, là sư huynh ta âm thầm nâng đỡ. Sư huynh ngươi, ngày cố chủ võ tuyệt thần. Già Thiên Ma Đế trong lòng chấn động một cái, không nghĩ tới cái này Kiếm Môn sau lưng, còn có ngày cố đứng đầu nhân quả. Ma tổ vô thiên nói, không sai. Sư huynh ta sớm có ngờ tới, tranh bá cuộc chiến có thể thất bại, cho nên hắn trước thời hạn nuôi dưỡng một thế lực. Hy vọng tương lai mới có thể có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Cái thế lực này, chính là Kiếm Môn. Hôm nay, Kiếm Môn do ta hoàn toàn nắm trong tay, người ngoài cũng không biết bọn họ thân phận, chỉ cho là thông thường môn phái. Già Thiên Ma Đế nghe nói như vậy, lại là kinh ngạc, lúc đầu cái này Kiếm Môn, lại là ngày cố chủ võ tuyệt thần bố trí, một mực kéo dài đến ngày hôm nay, do ma tổ vô thiên tiếp tục chấp trường. Rất hiển nhiên, ma tổ vô thiên dã tâm minh mông, tuyệt không cam lòng vĩnh viễn khuất phục hắc ám biển cấm, hắn cũng muốn trở lại thái thượng thế giới, cướp lấy đã từng mất đi hết thảy. Cái này Kiếm Môn,
chính là trong tay hắn một viên cường đại con cờ. Chính là âm dương thần điện, với luân hồi chi chủ. Kiếm môn bên trong, cường giả như mây, thiên quân cảnh vậy so vực ngoại hơn quá nhiều, thiên quân cảnh ở thái thượng thế giới lại bị gọi là thiên huyền cảnh, mà thiên huyền cảnh bên trên, chính là vô lượng cảnh, kiếm môn có vô lượng cảnh cường giả cũng là không thiếu, phần thực lực này, thả vào thái thượng thế giới, cũng là vô cùng sáng chói. Hơn nữa ta cựu Nhật Minh thế lực, đủ để khiêu chiến vạn khư, chỉ cần ta có thể khôi phục thân thể. Ma đế, người có nguyện ý hay không tăng tốc độ hồn trồng, đem thân thể quyền chủ động cho ta? Chỉ cần ngươi tăng tốc độ hồn trồng, thân thể quay về ta, ta hai người chúng ta, liền có thể du ngoạn đỉnh thế giới. Ma tổ vô thiên phát ra tràn đầy hào khí lời nói, tựa như thế giới đã ở mình nắm giữ bên trong. Ma đế nghe hắn mà nói, nhưng là trong lòng trầm xuống, cơ hồ không có cái gì do dự, nói thẳng. Xin lỗi, lão tổ, ta thân thể, phải do ta một người trông coi, người muốn cướp lấy, trừ phi trước nghiền diệt thần trí của ta. Nghe giả thiên ma đế cự tuyệt, ma tổ vô thiên cũng không ngoài suy đoán, cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, không cần vội vã cự tuyệt, người suy nghĩ thêm hai ngày cũng không sao, người và ta đấu, chỉ có bị tiêu diệt kết quả, người nếu là đáp ứng ta, chịu đem quyền khống chế thân thể, vĩnh viễn giao ra, ta sẽ rất nhiều người cả đời cao nhất vinh hoa. Nghe vậy, giả thiên ma đế yên lặng, cũng không đáp lời, thật ra thì chính là cự tuyệt. Ma tổ vô thiên ngược lại là rất có kiên nhẫn, cũng không mắng, cũng không có rời đi, mà là yên tĩnh núp ở kiếm môn bầu trời, quan sát phía dưới sầm uất náo nhiệt. Như vậy qua ba ngày, giả thiên ma đế cũng biết càng nhiều kiếm môn bí mật. Thái thượng thế giới có hai kiện cao nhất nguyên binh, sát phạt mũi nhọn đứng sau tám đại thiên kiếm, chính là lầu nhỏ kiếm cùng nghe mưa kiếm, một thư một hùng. Thư kiếm lầu nhỏ đã hủy tổn, trước mắt ở Diệp Thần trong tay. Mà vậy hùng kiếm nghe mưa kiếm, nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì, ngay tại kiếm bên trong cửa. Ngoài ra, 33 thiên thái thượng thần khí, hồng hoang cửu môn một trong, có một môn tên là tính khó khăn cửa, cũng ở đây kiếm môn bên trong. Năm xưa Vũ Hoàng Cổ Đế, cùng ngày cũ chủ tranh đấu, khói lửa chiến loạn sau khi kết thúc, thái thượng thế giới quy luật sụp đổ, thiên nghiêng phúc, là kiếm môn dùng tính khó khăn cửa, tạm thời ổn định lại thiên địa quy luật. Một mực chờ đến tám đại thiên kiếm xuất thế. Cho nên, kiếm môn có tính khó khăn khói lửa, vững chắc thiên địa đại công đức, một mực kéo dài đến ngày hôm nay. Có thể tưởng tượng được, kiếm môn lịch sử sâu xa, đạo thống nội tình, có bao nhiêu thâm hậu. Hơn nữa, kiếm môn sau lưng cất giấu cái gì, không người sao biết được. Thậm chí, ở vạn khư thần điện còn không khai sáng thời điểm, kiếm môn cũng đã tồn tại, là từ ngày cũ thời đại. Một mực kéo dài đến nay môn phái. Nếu như cựu Nhật Minh cùng kiếm môn liên hiệp đối kháng vạn khư, cũng không phải là không có chiến thắng cơ hội. Thậm chí, nếu như ma tổ vô thiên có thể hoàn toàn chiếm cứ ma đế thân thể, đối kháng chiến thắng chắc chắn đem sẽ thật to tăng lên. Chỉ bất quá, giả thiên ma đế cũng không có cùng ma tổ vô thiên cùng chung thân thể ý, thân thể của hắn quyền chủ động khẳng định không thể cho ma tổ vô thiên, đây là hắn ranh giới cuối cùng. Ma tổ vô thiên thấy ma đế tâm ý kiên quyết, than thở một tiếng, nói, ma đế, ta rất thưởng thức ngươi, nhưng ngươi u mê không tỉnh, ngày khác ý thức của ngươi thần trí, bị ta hoàn toàn nghiền diệt, vậy cũng đừng trách ta. Giả thiên ma đế cười nói, lão tổ, tương lai ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Ma tổ vô thiên cười một tiếng, nói, ha ha, có đảm lược. Chuyện tương lai, vậy thì tương lai nói sau, chúng ta cần phải trở về. Dứt lời, ma tổ vô thiên cũng không nói nhảm, bàn tay biến dạng hư không, trực tiếp khống chế ma đế thân thể, lần nữa trở lại cựu Nhật Minh. Trở lại cựu Nhật Minh sau đó, ma tổ vô thiên liền lưu luyến không thôi, đem quyền khống chế thân thể, lần nữa giao trả lại cho ma đế. Ma đế lần nữa khống chế thân thể, nhưng cảm thấy trong cơ thể hồn trồng, hơi thở lại thâm hậu một ít, hiển nhiên lần này bị ma tổ vô thiên khống chế, đúng là đưa đến hồn loại gia tốc. Bất quá, có thể giúp được Diệp Thần, bắt được lầu nhỏ kiếm, giả thiên ma đế vậy là vô cùng hài lòng. Không biết Diệp Thần vậy tiểu tử, luyện hóa thành công chưa? Lập tức, giả thiên ma đế chính là rời đi cựu Nhật Minh, trở lại mình trên đảo biệt lập. Vừa về tới cô đảo, hắn liền thấy Diệp Thần, đang ngồi xếp bằng ở một phiến trên cỏ xanh, trong tay cầm vậy đoạn lầu nhỏ kiếm gãy. Kiếm gãy lên ma khí, đã hoàn toàn tiêu tán đi.
khôi phục cổ xưa tang thương hình dáng, phía trên phủ đầy khói lửa khói súng dấu vết. Đã từng là cao nhất nguyên binh, đã sớm ở cũ mới trong đại chiến hủy diệt, tất cả sát phạt mũi nhọn đều đã tiêu tán. Hôm nay lầu nhỏ kiếm, chẳng qua là thiên thần kiếm hồn đồ đựng. Ma đế tiền bối, người trở về. Ngồi xếp bằng Diệp Thần, cảm nhận được già thiên ma đế hơi thở, chính là mở mắt ra. Đi qua 3 ngày luyện hóa, hiện tại hắn đã hoàn toàn tiêu trừ hết lầu nhỏ kiếm ma khí, có thể mơ hồ bắt được, thân kiếm bên trong quả nhiên cất giấu một đạo kiếm hồn, loáng thoáng cùng hắn luân hồi thiên kiếm đồng tình. Ừ, kiếm này ma khí, người cũng loại trừ. Già thiên ma đế gật đầu một cái, hỏi. Đều đã khư trừ đi. Diệp Thần cười một tiếng, sau đó diễn cảm thu liếm, có chút ngưng trọng nói, ma đế tiền bối, người cái này 3 ngày, thật đi thái thượng thế giới. Già thiên ma đế do dự một tí, cuối cùng thở dài một cái, vẫn là quyết định nói cho Diệp Thần, nói đến nói dài. Lập tức, già thiên ma đế liền đem mình, cùng ma tổ vô thiên giao dịch, thái thượng thế giới kiến thức, nói tường tận một lần. Diệp Thần nghe được già thiên ma đế, vì để cho hắn tiến vào cấm địa cầm kiếm, lại là bỏ ra giá lớn như vậy, nhất thời kinh hãi. Ma đế tiền bối, vậy ngươi hồn loại. Diệp Thần âm thầm lo âu, phải biết, già thiên ma đế trong cơ thể có hồn chồng, nếu như quyền khống chế thân thể, lại bị ma tổ vô thiên cầm nặn, rất có thể sẽ đưa đến hồn loại tăng tốc độ. Ta không có sao, ngươi mau sớm luyện hóa vậy luân hồi thiên kiếm thiên thần kiếm hồn cho giỏi. Già thiên ma đế không câu chấp cười một tiếng. Diệp Thần cắn răng, rất muốn giúp già thiên ma đế cái gì, nhưng ma tổ vô thiên đoạt xác, là già thiên ma đế mình cướp, chỉ có thể dựa vào chính hắn chiến thắng, coi như là Diệp Thần, vậy không xen tay vào được. Ma đế tiền bối, có nhu cầu dùng đến ta địa phương, người cứ mở miệng. Diệp Thần hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Người ta tới giữa, không cần phải nói cái loại này lời khách sáo, người nhanh lên một chút luyện hóa vậy thiên thần kiếm hồn. Ta còn muốn cầm lầu nhỏ kiếm lấy về trả lại. Già thiên ma đế nói. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, nghĩ đến luyện hóa thiên thần kiếm hồn, rất có thể sẽ đưa đến luân hồi khí tượng kinh thiên, đưa tới bất trắc họa. Lập tức, hắn liền sử dụng hoàng tuyển đồ, mang già thiên ma đế, cùng tiến vào suối vàng thế giới bên trong. Đi tới suối vàng thế giới, Kỳ Tư Thanh cảm giác được Diệp Thần hơi thở, cũng là tạm ngừng tu luyện, hiện thân đi ra. Hai người ôm nhau một tí. Sau đó, Diệp Thần để cho Thanh Long Sa La cây che giấu hơi thở, làm xong trùng trùng phòng bị, mới đưa vậy lầu nhỏ kiếm lấy ra. Ngay sau đó, Diệp Thần lại lấy ra luân hồi thiên kiếm. Luân hồi thiên kiếm tản mát ra trùng trùng bảo quang, cùng vậy lầu nhỏ kiếm xen lẫn nhau chiếu rọi. Rắc rắc, hạ một sát, lầu nhỏ kiếm thân kiếm rạn nứt, có một đạo vàng óng sáng chói hơi thở, phiêu đãng đi ra. Đó là một món kiếm hồn, tràn đầy minh mông uy nghiêm ý niệm, như thiên thần cao cao tại thượng, thẩm phán hết thảy, sát phạt hết thảy, nghiền diệt hết thảy. Chính là luân hồi thiên kiếm ngày xưa thiên thần kiếm hồn. Thiên thần kiếm hồn vừa ra, vậy bàng bạc kiếm khí bén nhọn, chính là muốn nổ tung lên, chung quanh cương phong cổn đáng, kiếm thế gào thét, suối vàng trong thế giới không gian quy luật, đều bị xé, xuất hiện từng cái màu đen kẽ hở. Diệp Thần âm thầm chắt lưỡi. Không hổ là luân hồi thiên kiếm kiếm hồn, khí thế quả nhiên cường hãn. Thật may hắn sớm có phòng bị, linh khí bảo vệ toàn thân, cũng không có bị tổn thương. Cũng không cần Diệp Thần động thủ, vậy thiên thần kiếm hồn, liền như bị cảm cho đòi vậy, tự động dung nhập vào luân hồi thiên kiếm bên trong. Vù vù, làm kiếm hồn cùng luân hồi thiên kiếm dung hợp, một hồi huy hoàng kiếm quang, bắt đầu từ trên thân kiếm cổn đáng ra, phía trên vậy cổ xưa đường vân. Đều là lóe sáng sáng chói đứng lên, còn có một loại chói lọi cảm giác thần thánh. Dung hợp thành công. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nắm chặt luân hồi thiên kiếm chuôi kiếm, quả nhiên cảm thấy luân hồi thiên kiếm bên trong, lại nhiều hơn một đạo kiếm hồn. Hiện tại, luân hồi thiên kiếm chừng 4 đạo kiếm hồn, chỉ kém Tu La kiếm hồn và Cửu U kiếm hồn, còn không quay về hợp. Một khi 2 đạo khác kiếm hồn, vậy hoàn toàn quay về hợp, thanh kiếm này. Đem sẽ hoàn toàn khôi phục nguyên vẹn, bộc phát ra nhất vô thượng mũi nhọn. Thằng nhóc, chúc mừng, nhìn như rất là thuận lợi. Già thiên ma đế thấy vậy thiên thần kiếm hồn, thành công dung nhập vào luân hồi thiên kiếm bên trong, cũng là một hồi mừng rỡ, hướng Diệp Thần chúc mừng. Diệp Thần, chúc mừng ngươi. Kỷ Tư Thanh thấy vậy cũng là lớn vui,
luân hồi thiên kiếm hơi thở, là càng ngày càng cường hãn, Diệp Thần có kiếm này, thực lực tất có thể nhanh mạnh tăng vọt. Diệp Thần giơ giơ thân kiếm, một đạo kim sắc kiếm khí, chính là biểu chém ra, lướt qua không khí, phát ra nhọn âm bạo. Kiếm khí bên trong, loáng thoáng, lại có luân hồi thiên đường thở mạnh voi hiện lên, vô cùng minh mông. Diệp Thần trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, phải biết, luân hồi thiên đường là đứng đầu nhất hồng mông nguyên thuật, hắn muốn thi triển, cũng phải hao phí không thiếu khí lực. Nhưng, dựa vào luân hồi thiên kiếm, tiện tay một kiếm, lại có luân hồi thiên đường uy áp hiện ra, có thể thấy vậy kiếm có bao nhiêu bá đạo, cường hãn dường nào, đáng sợ dường nào. Nếu là chiến đấu lúc đó, một kiếm chém ra, luân hồi thiên đường bàng bạc khí tượng trấn áp xuống đi, chỉ sợ cấp thấp thiên quân cũng không ngăn nổi, đều phải bị một kiếm chém chết. Đây chính là luân hồi thiên kiếm ác liệt chỗ. Tám đại thiên kiếm đứng đầu, xứng đáng không thẹn. Còn thiếu tu la kiếm hồn cùng cửu u kiếm hồn, là được để cho luân hồi thiên kiếm, hoàn toàn đại viên mãn. Diệp Thần trong lòng âm thầm tính toán, lập tức liền đem lầu nhỏ kiếm trả lại cho ma đế, nói. Ma đế tiền bối, đa tạ, lần này nếu không phải ngươi, ta cũng không khả năng như thế thuận lợi đạt được cái này thiên thần kiếm hồn. Già thiên ma đế thu hồi kiếm gãy, hơi mỉm cười nói, không sao, vậy ta đi về trước phục mệnh, sau này gặp lại. Dứt lời, già thiên ma đế chính là xoay người rời đi. Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh, đưa hắn đi ra ngoài, sau đó vậy rời đi, chuẩn bị trở lại Bắc Mãng tổ địa, nghỉ ngơi điều chỉnh một tí, lại nghĩ biện pháp đi tìm còn dư lại hai đạo kiếm hồn. Nhưng, hai người trở lại nửa đường, bỗng nhiên cảm thấy có một cổ minh mông nóng rực hơi thở, từ phương xa vùng biển phóng tới. Ừ, đây là, thiên thần hồn đạo mảnh vụn hơi thở. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy đạo tâm chấn động, luân hồi thánh hồn thiên một hồi hỗn loạn. Hắn bắt thiên cơ, chính là theo dõi đến một màn nguy nga hình ảnh. Chỉ gặp ở phương xa vùng biển chỗ sâu, có một khối trong suốt mảnh vỡ, bắn ra, cũng biến dạng tầng tầng hư không, hướng hắn ở địa phương đó, cấp xả tới. Vậy vùng biển, ở đã từng luân hồi thiên kiếm xuất thế vùng lân cận. Khối kia mảnh vỡ, chính là thiên thần hồn đạo mảnh vỡ. Luân hồi thánh hồn trời, có 6 khối mảnh vỡ, Diệp Thần đã thu tập được mấy khối, tu la hồn đạo bởi vì một ít nguyên nhân còn chưa luyện hóa. Thiên thần hồn đạo mảnh vỡ, hắn rất sớm trước cũng biết, ở luân hồi thiên kiếm ẩn núp vùng lân cận. Nhưng, hắn trước đây đi cướp lấy luân hồi thiên kiếm thời điểm, cũng không có phát hiện thiên thần hồn đạo mảnh vỡ. Cho đến giờ phút này, luân hồi thiên kiếm thiên thần kiếm hồn khôi phục, thiên thần kia hồn đạo mảnh vỡ, mới bị cảm cho đòi, cách không phóng tới. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, xem ra thiên thần kiếm hồn, cùng thiên thần hồn đạo tới giữa, trong sâu thẳm, tựa hồ tồn tại loại nào đó nhân quả. Làm thiên thần kiếm hồn trở về vị trí cũ, thiên thần kia hồn đạo mảnh vỡ, cũng là phóng xuất thế. Khoảnh khắc tới giữa, Diệp Thần chính là thấy một chút tinh mang, ở chân trời hiện lên. Vậy là một khối mảnh vỡ, phía trên mơ hồ đóng dấu trước thiên thần hai chữ, tràn đầy minh mông luân hồi khí phách, chính là thiên thần hồn đạo mảnh vỡ. Khi thấy thiên thần hồn đạo mảnh vỡ sau đó, Diệp Thần đạo tâm chập chờn kịch liệt hơn, luân hồi thánh hồn thiên như nước sôi vậy rung chuyển, xa xa cùng thiên thần kia mảnh vỡ lẫn nhau hô ứng. Luân hồi mảnh vỡ, quay về hợp ta thân. Diệp Thần đưa tay ra, cách không một chảo, chân trời xa thiên thần hồn đạo mảnh vỡ, chính là nhanh như tia chớp bay vút tới, rơi vào lòng bàn tay hắn bên trong. Suy, thiên thần hồn đạo mảnh vỡ, vừa rơi xuống đến Diệp Thần lòng bàn tay, chính là hòa tan đi vào, cùng Diệp Thần luân hồi thánh hồn trời, tại chỗ hòa vào nhau chung một chỗ. Diệp Thần vui mừng quá đổi, không nghĩ tới lần này tìm thiên thần kiếm hồn, còn thuận tiện thu phục thiên thần hồn đạo mảnh vỡ, có thể nói là trúng mùa lớn. Hiện đang thu thập đến thiên thần hồn đạo mảnh vỡ, như bánh xe hồi thánh hồn trời, lại cần một ít thời cơ và cơ duyên, là được hoàn toàn viên mãn. Oanh! Làm thiên thần hồn đạo mảnh vỡ, dung nhập vào luân hồi thánh hồn thiên hậu, Diệp Thần cả thân hơi thở, cũng là một hồi bạo tăng, kích thích trùng trùng cương phong. Phía dưới vùng biển, trực tiếp nhấc lên thiên trọng sóng lớn, thanh thế kinh người. Kỳ Tư Thanh cảm nhận được Diệp Thần tăng vọt hơi thở, cũng là một hồi giật mình, tại chỗ bị buộc được liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thần! Kỳ Tư Thanh mắt đẹp mang kinh ngạc, ngắm nhìn Diệp Thần, chỉ gặp Diệp Thần trên đỉnh đầu không, có luân hồi khí tượng hiện lên, kim quang minh mông,
cả người tản mát ra một cổ uy nghiêm cường đại linh hồn hơi thở. Cái này cổ hơi thở, thậm chí có thể chế trụ đừng linh hồn người, để cho người từ linh hồn chỗ sâu, toát ra một cổ to lớn sợ hãi, thậm chí muốn phải quỳ xuống thần phục. Đây là thuộc về duy nhất luân hồi thánh hồn thiên uy áp. Cho dù là Kỳ Tư Thanh, giờ phút này cũng có muốn quỳ xuống ý niệm, cũng bị vậy hào hùng thánh hồn khí tức chấn nhiếp. Diệp Thần cảm thấy mình cả người tràn đầy năng lượng, hắn tu vi, là quá chân cảnh 6 tầng thiên, khi lấy được thiên thần hồn đạo mảnh vỡ sau đó, cả người linh khí đại viên mãn, chỉ thiếu chút xíu nữa, liền có thể đột phá. Phải biết, khoảng cách hắn lần trước đột phá còn không bao lâu, hiện ở đây sao mau lại đem đột phá, có thể gặp thiên thần kia hồn đạo mảnh vụn tăng thêm. Bây giờ Diệp Thần, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể bước vào quá chân cảnh 7 tầng thiên hàng ngũ. Dĩ nhiên, có thể nhanh như vậy có đột phá dấu hiệu, trừ thiên thần hồn đạo mảnh vỡ bên ngoài, còn có luân hồi thiên kiếm tăng thêm. Luân hồi thiên kiếm, cùng Diệp Thần huyết mạch tương liên. Thanh kiếm này, dung hợp thiên thần kiếm hồn sau đó, đổi được cường đại hơn. Diệp Thần tu vi hơi thở, tự nhiên vậy đi theo cường đại lên. Thời khắc này Diệp Thần, khoảng cách quá chân cảnh 7 tầng thiên, bất quá một bước xa. Đùng đùng, hơi thở bạo tăng dưới. Diệp Thần cả người sấm sét nổ tung, kim quang cuồn cuộn, luân hồi thiên kiếm bắn ra, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, hoang ma, long uyên, tai nạn ba cây thiên kiếm, tựa như vậy bị cảm cho đòi vậy, bay ra, vây quanh vậy luân hồi thiên kiếm, không ngừng xoay tròn. Thậm chí còn có Kỳ Tư Thanh thần la thiên kiếm, vậy chủ động bay ra. Kỳ Tư Thanh một tiếng thét kinh hãi, liền thấy mình thần la thiên kiếm, cùng rất nhiều thiên kiếm nhất dậy. Còn quấn luân hồi thiên kiếm chuyển động, vô số kiếm khí cùng lưu quang tướng chiếu rọi, sáng đẹp nguy nga. Diệp Thần có vẻ khiếp sợ, liền gặp năm cây thiên kiếm không ngừng đồng tình chấn động, một đạo kim sắc luân hồi chùm tia sáng phóng lên cao, giống như đánh phá vạn giới vách ngăn, xuyên qua thiên địa. Hắc ám biển cấm, vực ngoại, tâm trái đất vực, thái thượng thế giới vân. Vân, rất nhiều địa phương, cũng bởi vì cái này cổ luân hồi cột ánh sáng xuất hiện. Mà kịch liệt chấn động đứng lên. Vô số người cũng có thể thấy, màu vàng kia luân hồi chùm tia sáng, quán thông thiên địa càn khôn, vượt qua hoàn vũ quy luật, bộc phát ra trước đó chưa từng có uy nghiêm. Thái thượng thế giới. Thân độ Uyển Nhi mới vừa trở về không lâu, đang một mình tiến về phía trước lúc đó, bỗng nhiên nhìn gặp vậy ngất trời luân hồi chùm tia sáng, mặt đẹp nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Diệp Thần luân hồi huyết mạch đã hoàn toàn hồi phục. Thân độ Uyển Nhi thấp giọng líu díu, bỗng nhiên cảm thấy bên hông võ uy thiên kiếm, ông tác hưởng, một hồi chấn động, tựa hồ bị cái gì cảm cho đòi vậy. Diệp Thần muốn ta kiếm. Thân độ Uyển Nhi lẩm bẩm nói nhỏ, rút ra võ uy thiên kiếm. Thanh kiếm này, đối nàng mà nói, vô cùng trọng yếu. Hiện tại, gia tộc của nàng gặp to lớn nguy nan, nàng còn muốn dựa vào thanh kiếm này, đối kháng vạn khư. Mà giờ khắc này, cái này cầm võ uy thiên kiếm, đang nhận được luân hồi cảm cho đòi, muốn bay xuống phía dưới đi. Nhất thời, thần độ Uyển Nhi rơi vào mâu thuẫn bên trong. Nếu như bỏ qua võ uy thiên kiếm, nàng thì chẳng khác nào bị chém đứt một cánh tay. Nhưng nếu như chặt cầm không thả, rất có thể ảnh hưởng Diệp Thần kế hoạch. Thoáng chốc tới giữa, thần độ Uyển Nhi nội tâm thoáng qua vô số ý niệm, trong chốc lát cũng không biết như thế nào quyết đoán. Vù vù, hạ một sát, không cùng nàng quyết đoán xong, vậy võ uy thiên kiếm, nhưng là ở một cổ cường đại lực lượng lôi kéo xuống, trực tiếp thoát khỏi bàn tay nàng, bay bắn ra, đi phía dưới thế giới rơi đi. Ai yêu? Thân độ Uyển Nhi một tiếng thét kinh hãi, dừng một chút, tâm thần ngược lại thanh tĩnh lại. Võ uy thiên kiếm rời đi, khẳng định sẽ rơi vào Diệp Thần trong tay, ngược lại cũng không sẽ thất lạc. Diệp Thần, người rốt cuộc đang làm những gì? Thân độ Uyển Nhi ánh mắt buồn bã, muốn không rõ ràng sau lưng khớp xương. Đồng dạng là ở thái thượng thế giới. Nguyện vọng thần giáo đạo tràng, vô tận tiên quang vòng quanh trong cung điện. Thái thượng thiên nữ đang nhắm mắt dưỡng thần, vậy thông thiên luân hồi chùm tia sáng, nhưng xuyên qua bầu trời, làm được toàn bộ nguyện vọng thần giáo đạo tràng, cũng run rẩy. Ừ, vậy tiểu tử bay thăng lên. Thái thượng thiên nữ mày liễu nhíu một cái, theo bản năng lấy là. Diệp Thần phi thăng, cho nên mới bùng nổ mênh mông như vậy luân hồi khí tượng. Nhưng ngay sau đó, nàng cẩn thận suy diễn bắt,
lại không phát hiện thái thượng thế giới, có Diệp Thần hơi thở. Ông ông ông! Nàng bên hông băng hoàng thiên kiếm, giờ phút này mãnh liệt chấn động đứng lên, giống như bị cảm cho đòi, muốn bay xuống hạ giới. Luân hồi cảm cho đòi. Không đúng, là ngày cũ đứng đầu cảm cho đòi. Thái thượng thiên nữ thất kinh, trong tròng mắt bắn ra trước đó chưa từng có vẻ kinh hãi. Luân hồi trùm tia sáng thông trời, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được mênh mông luân hồi hơi thở. Nhưng, thái thượng thiên nữ lại nhạy cảm bắt được, ở đó luân hồi hơi thở sau lưng, còn cất giấu lau một cái đặc biệt mịt mờ, đặc biệt bí ẩn, đặc biệt khí tức quỷ dị. Đó là ngày cũ hơi thở. Là ngày cũ chủ võ tuyệt thần hơi thở. Đây không phải là luân hồi cảm cho đòi, là ngày cũ đứng đầu cảm cho đòi. Ngày cũ chủ, người muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại mưu toan hồi phục, ngươi cũng dám? Thái thượng thiên nữ ánh mắt run lên, ngón tay bắn liên tục, từng đạo trắng xóa đao gió bạo giết ra, lại đem chung quanh hư không chém rách, hết thảy thiên cơ cùng cảm cho đòi hơi thở, vậy toàn bộ chặt đứt. Ô! Băng hoàng thiên kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân vang, lại lần nữa quy về bình tĩnh. Hình ảnh quay về, hắc ám biển cấm bên trong. Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh, kinh ngạc nhìn trên đầu quanh quẩn năm cây thiên kiếm. Ngay sau đó, lại một cầm thiên kiếm, từ bầu trời bay xuống tới, nhưng là thân Đỗ Uyển Nhi võ uy thiên kiếm. Võ uy thiên kiếm cũng bị cảm cho đòi tới. Kỷ Tư Thanh la thất thanh, mắt đẹp nhìn về Diệp Thần nói, Diệp Thần, là ngươi huyết mạch cảm cho đòi sao? Nàng cảm nhận được hào hùng luân hồi hơi thở, đang không ngừng chấn động, dung chuyển chư thiên. Không, không phải. Diệp Thần một hồi ngẩn ra, mặc dù trước mắt, luân hồi khí tượng kinh thiên. Nhưng, Diệp Thần vô cùng kinh ngạc phát giác, mình luân hồi huyết mạch, cũng không có gì cộng minh địa phương. Bề ngoài này luân hồi khí tượng, chỉ là một khói mù cờ hiệu. Chân chính phát ra cảm cho đòi hơi thở, không phải luân hồi, mà là... Luân hồi thiên kiếm, thần la thiên kiếm, hoang ma thiên kiếm, tai nan thiên kiếm, long uyên thiên kiếm, võ uy thiên kiếm, sáu cây thiên kiếm hội tụ vào một chỗ, vô cùng kiếm quang bùng nổ dưới. Bỗng nhiên xông ra từng tia u tối sương mù. Vậy sương mù, là ngày cũ hơi thở. Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng, phát ra cảm cho đòi, là ngày cũ chủ võ tuyệt thần. Ngày cũ chủ triệu tập thiên kiếm, muốn hồi phục tự thân. Chỉ cần tám đại thiên kiếm tề tụ, ngày cũ chủ là có thể hồi phục. Cái này một tí, sáu cây thiên kiếm hội tụ, ngày cũ hơi thở không ngừng chấn động, hôi vụ nổ tung, bao phủ thiên địa. Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh đều bị bao phủ vào. Diệp Thần, người tới. Hồi vụ bên trong, truyền ra một đạo thanh âm thê lương. Rồi sau đó, liền gặp một đạo đế vương bóng người, thân mặc màu đen hoàng bào, đầu đội quan miện, mắt như ưng chuẩn, eo như chó sói báo, long hành hổ bộ, đi tới Diệp Thần bên người. Chính là ngày cũ chủ võ tuyệt thần. Thời khắc này võ tuyệt thần, ánh mắt vô cùng sắc bén, thân thể vậy giống như thực chất vậy. Không còn là trước kia vậy cổ hơi giống ảo ảnh. Ngày cũ chủ, ngươi hồi phục. Diệp Thần kinh ngạc nói. Võ tuyệt thần khẽ gật đầu một cái, nói cần gom đủ tám đại thiên kiếm, ta mới có thể hoàn toàn hồi phục, hiện tại chỉ có 6 cây, còn cần 2 cây. Diệp Thần trầm giọng nói, mới vừa rồi cảm cho đòi hơi thở, là ngươi phát ra. Võ tuyệt thần yên lặng một tí, sau đó gật đầu nói ngươi lấy được rồi luân hồi thiên kiếm. Thậm chí khôi phục bốn đạo kiếm hồn, để cho ta linh hồn, cũng là lớn lớn hồi phục. Ta định triệu tập tám đại thiên kiếm quay về hợp, nhưng tiếc là... Ngày cũ đứng đầu hồn phách, năm đó bị cắt chi thành tám phần, phân biệt phong ấn ở tám đại thiên kiếm bên trong. Trong đó, lấy luân hồi thiên kiếm nơi phong ấn hồn phách, năng lượng nhất là bàng bạc. Làm Diệp Thần bắt được luân hồi thiên kiếm sau đó, ngày cũ đứng đầu hơi thở, liền thật to hồi phục. Đặc biệt là Diệp Thần dung hợp thiên thần kiếm hồn, thực lực bản thân lại lớn lớn tăng lên, rốt cuộc để cho ngày cũ chủ lần nữa tỉnh lại. Ngày cũ chủ tỉnh lại sau đó, liền muốn trực tiếp triệu hoán tất cả thiên kiếm, quay về làm một thể. Một khi tám đại thiên kiếm hội tụ, hắn liền có thể hoàn toàn hồi phục. Chỉ tiếc, trừ thân Đỗ Uyển Nhi võ uy thiên kiếm bên ngoài, còn có hai cây thiên kiếm, hắn cũng không có cho gọi ra tới. Một cái... là Thái Thượng Thiên Nữ Băng Hoàng Thiên Kiếm. Một cây khác, là Hồng Thiên Kinh Yên Vắng Vẻ Thiên Kiếm. Băng Hoàng Thiên Kiếm ta triệu hoán thất bại, cũng là chuyện đương nhiên,
nhưng yên vắng vẻ thiên kiếm vậy thất bại, đây có thể có chút kỳ quái. Võ Tuyệt Thần thấp giọng lẩm bẩm, khẽ cau mày. Yên vắng vẻ thiên kiếm. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, ban đầu hắn đánh chết Hồng Thiên Kinh sau đó, yên vắng vẻ thiên kiếm liền rơi xuống không rõ, nhưng yên vắng vẻ thiên kiếm mất đi chủ nhân, muốn đến vậy rất khó lại ngất trời, tất nhiên tránh tại hạ giới cái gì chỗ khuất. Tiền bối, yên vắng vẻ thiên kiếm, ta có thể tìm, nhưng băng hoàng thiên kiếm, ta cũng không có biện pháp. Diệp Thần như vậy trả lời ngày cũ chủ đạo, băng hoàng thiên kiếm ở Thái Thượng Thiên Nữ trong tay, muốn cướp lấy, trừ phi trước đem Thái Thượng Thiên Nữ giết, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Ha ha, không sao, sinh tử có số, tạo hóa ở trên trời, muốn gom đủ tám đại thiên kiếm, vốn là ngàn gian muôn vàn khó khăn. Võ Tuyệt Thần khoát tay một cái, ngược lại cũng là cởi mở. Dừng một chút, hắn chính là nói tiếp, nếu như ngươi có cơ hội, liền đem yên vắng vẻ thiên kiếm thu thập được tay. Diệp Thần gật đầu nói, nhất định. Băng hoàng thiên kiếm không thể nào cướp lấy, nhưng muốn cướp lấy yên vắng vẻ thiên kiếm, lại cũng không việc khó. Võ Tuyệt Thần khẽ vuốt cằm, nói, chờ ta hoàn toàn hồi phục, ngươi đừng quên ước định giữa chúng ta. Diệp Thần nhớ tới đã từng là ước định, trong lòng nhất thời chấn động một cái. Đã từng, hắn và ngày cũ chủ ước định qua. Làm ngày cũ chủ hồi phục, hắn thì phải đem ngày cũ đứng đầu hồn phách, hoàn toàn bơm vào nhập hắn con gái Võ Giao trong cơ thể, để cho Võ Giao thừa kế kỳ đạo thống. Đến lúc đó, ngày cũ chủ hội biến mất. Mà Võ Giao, thì sẽ thừa kế hắn đạo thống, nghịch thiên quật khởi. Võ Giao, là đồ đựng. Chứ ngày cũ chủ chọn đời tu vi đồ đựng. Làm Võ Giao quật khởi, nàng sẽ cùng Diệp Thần liên thủ, chung nhau đối kháng vạn khư. Thật ra thì, ban đầu và ngày cũ chủ ước định thời điểm, Diệp Thần cũng không có quá mức để ở trong lòng. Bởi vì, hắn cảm thấy ước định này, căn bản không có thể thực hiện. Nhưng không nghĩ tới, cho đến ngày nay, hắn lại có thể góp nhặt 6 cây thiên kiếm, còn thiếu 2 cây, là được công đức viên mãn. Vậy nhìn như không thể nào ước định, ngày hôm nay lại sắp có thực hiện cơ hội. Được, rất tốt, ngươi không quên ước định của chúng ta liền tốt. Trước khi đi, ta lại truyền cho ngươi một môn thần thông. Võ Tuyệt Thần hí mắt cười một tiếng, sử dụng một phiến ngọc giản bên trên, chạm chỗ Thái Thượng Thiên Điểu Đạo 5 cái màu tím chữ nhỏ. Đây là cái gì? Diệp Thần có chút hiếu kỳ. Thái Thượng 30 lục đạo một trong, Thái Thượng Thiên Điểu Đạo, có thể lôi hóa thiên điểu, bạo diệt thập phương, ngươi lấy được lôi bia, thức tỉnh thiên lôi thần mạch, nắm giữ vô cùng lôi đình lực. Cửa này Thái Thượng Thiên Điểu Đạo, có thể đem ngươi lôi đình lực, phát huy đến trình độ cao nhất. Võ Tuyệt Thần vung tay lên, ngọc giản liền bay tới Diệp Thần trước mặt, thả ra từng luồng màu tím lôi quang tí tách lóng lánh lúc đó, lại phát ra thiên điểu trỗi lên vậy réo rắt thanh âm. Oanh! Diệp Thần đầu óc bên trong, nhất thời tràn vào vô số sấm sét thần thông bí ẩn. Vậy quá trên thiên điểu đạo bí pháp, cũng là thật sâu in vào hắn thức hải bên trong. Ô! Vậy phiến ngọc giản, cũng là hao hết tất cả năng lượng, hóa thành cho tàn tiêu tán đi. Chúc ngươi thuận thuận lợi lợi, tìm được yên vắng vẻ thiên kiếm. Võ Tuyệt Thần mỉm cười, bóng người vậy dần dần tiêu tán. Chung quanh màu xám cho sương mù, hô hô tản đi. Diệp Thần lần nữa xuất hiện ở hắc ám biển cấm phía trên, thiên thanh thoải mái, luân hồi thiên kiếm trở về trong cơ thể hắn, hoang ma thiên kiếm, long uyên thiên kiếm, tai nan thiên kiếm, võ uy thiên kiếm, thần la thiên kiếm vân. Vân, vậy toàn bộ trốn vào hắn trong đan điền. Diệp Thần, thế nào? Kỷ Tư Thanh nhẹ nhàng cầm Diệp Thần tay, mặt lộ vẻ vẻ ân cần. Tám đại thiên kiếm góp nhặt 6 cây, ngày cũ đứng đầu hơi thở thật to hồi phục, đây chính là kinh thiên động địa đẩy tới, giống ma tổ vô thiên, vũ hoàng cổ đế, thái thượng thiên nữ nhóm cường giả, tất nhiên có cảm ứng. Tương lai con đường, đem sẽ càng hung hiểm. Thần la thiên kiếm tạm thời do ta giữ, tiếp theo ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi tìm yên vắng vẻ thiên kiếm. Diệp Thần ngắm nhìn Kỷ Tư Thanh nói. 6 cây thiên kiếm, hắn muốn toàn bộ lưu ở trong tay, mới có thể thuận lợi đối phó sau này biến cố. Ừ, ta biết. Kỷ Tư Thanh chăn thủ nhẹ một chút, dù sao thần la thiên kiếm, cũng là Diệp Thần đưa cho nàng, hiện tại Diệp Thần lấy về, ngược lại cũng không việc gì. Ủy khuất ngươi. Diệp Thần ôm một tí Kỷ Tư Thanh, khẽ vuốt ve nàng tóc xanh. Ôm trước Kỷ Tư Thanh thời điểm. Diệp Thần trong lòng lại nghĩ tới thân đồ Uyển Nhi.
thân Đồ Uyển Nhi võ uy thiên kiếm, hiện đang rơi xuống trong tay hắn, nàng không có binh khí, thực lực nhất định giảm bớt nhiều. Diệp Thần âm thầm là thân Đồ Uyển Nhi lo âu, chỉ hy vọng con bé này, đừng xảy ra chuyện mới phải. Sau đó, Diệp Thần đem Kỷ Tư Thanh, thu xếp ở suối vàng thế giới bên trong, liền chuẩn bị đi tìm yên vắng vẻ thiên kiếm. Lại xuất phát trước, Diệp Thần thu liễm tâm thần, lại lần nữa cảm ngộ đầu óc bên trong, mới vừa tu học thành Thái Thượng Thiên Điểu Đạo. Thái Thượng Thiên Điểu Đạo, Thái Thượng 30 lục đạo một trong. Vậy 36 con đường Pháp, Diệp Thần trước kia đã tiếp xúc qua rất nhiều. Chính hắn vậy nắm giữ mấy loại Thái Thượng Đạo Pháp, ví dụ như Thái Thượng Thiên Sư nói, Thái Thượng Thiên Vỡ Đạo Vân. Vân, còn có Kỷ Tư Thanh Thân Hóa Chu Tước Thái Thượng Thiên Dực Cháy nói, Huyết Long Thái Thượng Thiên Long nói, đã từng Đế Uyên Điện Thái Thượng Thiên Uyên nói, đều là Thái Thượng 30 lục đạo một trong. Ở Thái Thượng 30 lục đạo bên trong, đứng đầu nhất có Bát Môn, gọi là Thái Thượng Đạo Bát Cực, mỗi một vô cùng đều là cao nhất nguyên thuật, uy năng không có thể tưởng tượng. Ví dụ như ngày Cố Chủ Võ Tuyệt Thần, mới vừa truyền thụ cho Diệp Thần, chính là Thái Thượng Đạo Bát Cực một trong, Thái Thượng Thiên Điểu Đạo, là lôi hệ tuyệt đỉnh thần thông, lấy sấm sét biến ảo thiên điểu, tiêu diệt cửu thiên thập địa, tương đối hung hãn. Ta luyện thành Thái Thượng Thiên Điểu Đạo, muốn trấn áp yên vắng vẻ thiên kiếm. Vậy thì thật là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần trong lòng cười lên. Hắn thực lực, vốn là vô cùng mạnh mẽ, yên vắng vẻ thiên kiếm kiếm linh, tuyệt đối không cách nào cùng hắn chống lại. Huống chi, hiện tại hắn còn luyện thành Thái Thượng Thiên Điểu Đạo, muốn trấn áp yên tịch kiếm linh, vậy đơn giản giống như nghiền diệt một con kiến hôi. Luân hồi thiên nhãn, mở. Lập tức, Diệp Thần đem luân hồi hơi thở, hội tụ ở cặp mắt bên trong, theo dõi chư thiên nhân quả. Bắt yên vắng vẻ thiên kiếm hơi thở. Rào. Ngay lập tức, Diệp Thần trước mắt trùng trùng thiên cơ sương mù dày đặc mở ra, hắn lập tức, liền phát hiện yên tịch kiếm linh chỗ. Một nơi sương khô khắp nơi trong thế giới, một miếng cũ nát tàn tổn cửa, yên lặng sừng sững tại thế giới trung ương. Đó là 33 thiên thần khí, hồng hoang cửu môn một trong, kêu làm sương khô cửa. Vậy thế giới, là sương khô cửa diễn hóa thế giới, đặc biệt thần bí. Lưu lạc ở chư thiên thời không bên trong. Một đạo thê lương thân ảnh thon gầy, đang bố trí trước một cái tế đàn. Trong tế đàn, có một giọt máu tươi, như màu đỏ ngọc thạch vậy thấu rõ đỏ bừng. Ở chung quanh tế đàn, có rất nhiều thiên tài địa bảo thờ phụng, linh khí dư thừa. Đây là xương khô cửa. Giọt kia máu, là hồng thiên kinh máu. Yên tịch kiếm linh muốn đem hắn sống lại. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán. Vô số thiên cơ nhân quả ngay tức thì rõ ràng. Hắn cơ hồ không tiêu phí cái gì tâm huyết, liền suy diễn ra tất cả ngọn nguồn. Trong khô cốt thế giới thê lương bóng người, tự nhiên chính là yên tịch kiếm linh. Ban đầu, Diệp Thần đánh chết hồng thiên kinh sau đó, yên tịch kiếm linh liền rơi xuống không rõ, muốn đến là đối phương bằng vào thời không nhún nhảy thủ đoạn, không biết nhảy đi nơi nào. Hiện tại Diệp Thần đẩy một cái diễn. Liền phát hiện hắn ẩn thân đến xương khô cửa trong thế giới đi, thậm chí muốn nhận vào tài nguyên, sống lại hồng thiên kinh. Vậy trên tế đàn một giọt máu, chính là hồng thiên kinh máu tươi. Sống lại hồng thiên kinh, thật là mộng tưởng hảo huyền. Một cái đã sớm rơi xuống tồn tại, sống lại thì có ích lợi gì? Diệp Thần trong lòng than thở. Hắn bây giờ, thực lực so với trước đó mạnh mẽ, đơn giản là ngang dọc chư thiên vô địch. Trừ Thái Thượng Thế Giới và Cựu Nhật Minh bên ngoài, cái khác bất kỳ thế lực, cũng không thể ngăn trở hắn mũi nhọn. Coi như Hồng Thiên Kinh sống lại, Diệp Thần cũng có thể một kiếm trong nháy mắt giết. Đây chính là hắn cường hãn chỗ. Là thời điểm chém cắt hết thảy nhân quả, yên vắng vẻ thiên kiếm, quay về ta. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, lập tức phong tỏa vậy khô cốt thế giới tọa độ, biến dạng hư không, trực tiếp hạ xuống đi. Vậy phiến khô cốt thế giới. Chính là xương khô cửa biến thành. Xương khô cửa, hồng hoang cửu môn một trong, bất kỳ kẻ địch vào xương khô cửa, đều phải hóa thành một bộ xương khô. Pháp bảo này sát thương năng lực, vô cùng đáng sợ. Hồng hoang cửu môn, theo thứ tự là, vạn ác cửa, thiên táng cửa, phá hư cửa, hắc long cửa, chu tức cửa, huyền tôn cửa, vĩnh sanh chi môn, tĩnh khó khăn cửa, xương khô cửa. Xương khô cửa, ở hồng hoang cửu môn bên trong. Uy lực thậm chí có thể xếp hàng trước ba. Nhưng, bởi vì cánh cửa này hộ, quá khó khăn thúc giục, cho nên một mực không có người nào chấp trưởng,
vạn cổ tới nay, cũng bồng bềnh ở vô tận vũ trụ trong hư không. Muốn thúc dục xương khô cửa mà nói, tự thân huyết mạch, phải đủ cường đại, nếu không, rất dễ dàng gặp khô mục nát hơi thở cắn trả, không đả thương được kẻ địch, mình ngược lại muốn lâm vào là một bộ xương khô. Diệp thần không sợ hãi, mượn hư bia và linh nhi lực lượng, bàn tay biến dạng hư không, thân thể lóe lên lúc đó, đã hạ xuống đến khô cốt thế giới bên trong. Khô cốt thế giới, trên mặt đất, Yên Tịch Kiếm Linh đang chuẩn bị nghi thức, chuẩn bị sống lại Hồng Thiên Kinh, bỗng nhiên cảm thấy bầu trời kịch chấn, kim quang vạn đạo. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, đã thấy Diệp thần bóng người, như thần như thánh, hạ xuống. Khô cốt thế giới khô mục nát hơi thở, căn bản không cách nào ăn mòn Diệp thần chút nào. Diệp thần cả người luân hồi hơi thở vần quanh, như có đầy trời thần thánh che chở, chư tà không vào, vạn pháp bất xâm. Vậy cổ minh mông động trời uy thế, để cho được Yên Tịch Kiếm Linh hoàn toàn rung động, giống như ở ngửa mặt trông lên hùng bá cửu thiên thần minh. Thằng nhóc, ngươi làm sao tới? Yên Tịch Kiếm Linh giọng nói khô khốc, phát ra vô cùng thanh âm tuyệt vọng. Nghĩ lúc đó, hắn lần đầu tiên gặp Diệp thần thời điểm, đối phương còn vô cùng nhỏ yếu, hắn tiện tay một kiếm, liền có thể đem xóa bỏ. Nào nghĩ tới, nhật nguyệt đổi trời mới, liền Hồng Thiên Kinh đô chết ở Diệp thần trong tay. Mà hắn, Yên Tịch Kiếm Linh, ở Diệp thần dưới quyền, lại là con kiến hôi cũng không bằng tồn tại. Hắn không nghĩ tới, Diệp thần có thể tiến bộ đến tình cảnh này, càng không có nghĩ tới, Diệp thần có thể tìm được cái này phiến khô cốt thế giới. Muốn sống lại Hồng Thiên Kinh sao? Sợ rằng không thể như ngươi mong muốn. Diệp thần gương mặt lãnh đạm, cong ngón tay bắn ra, một món màu vàng kình khí nổ ra, trực tiếp đem vậy phía dưới tế đàn, đánh thành phấn vụn. Tế đàn bốn phía thiên tài địa bảo, vô số tế phẩm, cũng là toàn bộ bị đánh thành phấn vụn. Hồng Thiên Kinh vậy một giọt máu tươi, tại chỗ bị xóa đi. Mà ở bên tế đàn duyên Yên Tịch Kiếm Linh, nhưng là không chút tổn hao nào, liền áo khoác đều không từng phất động một tí. Diệp thần đối với linh khí thần thông nắm trong tay, đã tuyệt diệu đến tình cảnh này, thu thả tự nhiên. Ngươi! Yên Tịch Kiếm Linh gương mặt ngay tức thì trắng bệch, khí được phát run. Vì chuẩn bị nghi thức, sống lại Hồng Thiên Kinh, hắn hao phí vô số tâm huyết, nhưng cái này một tí, lại bị Diệp thần ngay tức thì hủy diệt, hắn nội tâm cơ hồ tan vỡ. Thằng nhóc, lấn hiếp người quá đáng. Yên Tịch Kiếm Linh giận dữ, thiên kiếm ra khỏi vỏ, bỗng nhiên hướng Diệp thần chém tới. Nguyên phiến khô cốt thế giới, cũng là chấn động đứng lên. Vô số xương trắng, vô số thi hài, vô số mạt vụn, từ lòng đất nổ lên, lăn lăn hội tụ thành xương trắng nước lũ, đi đôi với Yên Tịch Kiếm Linh một kiếm, hung hãn vô cùng hướng Diệp thần tập sát đi. Hiển nhiên, cái này xương khô cửa, Yên Tịch Kiếm Linh đã có thể nắm trong tay bộ phần uy lực. Một kiếm này, hàm chứa xương khô cửa thần khí lực, là hắn đem hết toàn lực nhất kích. Tội gì vùng vẫy? Diệp thần một tiếng thở dài, mặc dù một kiếm này vô cùng cường hãn, nhưng ở hắn trong mắt, bất quá chút tài mọn thôi. Lôi bia, thiên lôi thần mạch, mở. Diệp thần đột nhiên chợt quát, quả đấm cuồng oanh ra, thiên lôi thần mạch mở, từng đạo sấm sét màu tím nổ tung. Hàm chứa mênh mông thiên lôi thần uy một quyền, lấy dễ như bỡn khí thế, dễ dàng, liền đem Yên Tịch Kiếm Linh kiếm thế, toàn bộ nổ. Rào 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 rào. Vậy xương trắng nước lũ, cũng là hoàn toàn nổ, hóa thành đầy trời xương mạt vụn, như mưa sa chút xuống đi xuống, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Phốc xích. Yên Tịch Kiếm Linh cuồng phún ra một ngụm máu tươi, thân thể suy sụp ngã xuống đất. Một chiêu. Chỉ là một chiêu. Hắn liền thua ở Diệp thần dưới quyền. Thậm chí, Diệp thần cũng không có đụng tới Thái Thượng Thiên Điểu Đạo, chỉ là rất đơn giản thúc dục lôi bia, phóng thích lôi đình lực, liền hoàn toàn đánh bại Yên Tịch Kiếm Linh. Nhìn Diệp thần vậy huy hoàng bóng người, Yên Tịch Kiếm Linh hoàn toàn sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy, sợ hãi mùi vị, là như vậy làm người ta tuyệt vọng. Hắn đạo tâm, tựa như đều bị Diệp thần nghiền nát, nội tâm là vực sâu vậy tuyệt vọng cùng không có sức. Luân hồi chi chủ, tha mạng. Rồi sau đó, cái này đã từng vô cùng cao ngạo nam tử, lại hướng Diệp thần quỳ xuống, bi tiếng cầu xin tha thứ. Diệp thần thấy hắn lại có thể cầu xin tha thứ, nhất thời sửng sốt một tí, sau đó than thở. Xem ra Yên Tịch Kiếm Linh đạo tâm, đã bị hắn đánh nát, mất đi tất cả chiến ý. Ngươi là Hồng Thiên Kinh dưới quyền, đi qua nhân quả,
liền để cho hắn đi qua đi. Thật tốt hiên nghỉ, như ta tương lai nghịch phạt vạn khư, luân hồi thống ngự thiên hạ, giải quyết tất cả hoạn nạn, ta có lẽ sẽ ở luân hồi thiên đường bên trong, đem ngươi sống lại. Diệp Thần lại là một tiếng thở dài, sau đó bàn tay vung lên, sấm sét hội tụ thành gió bão, ùng ùng gào thét đi, tại chỗ đem Yên Tịch Kiếm Linh xóa bỏ. Ở vô tận sấm sét trong gió bão, Yên Tịch Kiếm Linh liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn lâm vào là giả không. Lách cách, làm kiếm linh chết đi, một cái hoàn hảo không tổn hao gì, như ngọc thạch vậy thấu rõ, tản ra chôn vùi hơi thở trường kiếm, chính là rớt xuống đất. Đó chính là Hồng Thiên Kinh ngày xưa binh khí, tám đại thiên kiếm một trong, Yên Vắng Vẻ Thiên Kiếm. Diệp Thần bàn tay cách không một nhiếp, vậy Yên Vắng Vẻ Thiên Kiếm, liền rơi vào trong tay hắn. Yên Vắng Vẻ Thiên Kiếm, rốt cuộc tới tay. Diệp Thần thư dài hô một hơi, cướp lấy Yên Tịch Kiếm Linh, như hắn theo dự đoán đơn giản như vậy, cũng không có gì chắc trở. Hiện tại, chỉ kém Thái Thượng Thiên Nữ trong tay Băng Hoàng Thiên Kiếm, tám đại thiên kiếm liền có thể hoàn toàn gom đủ. Thái Thượng Thiên Nữ, nếu như ta hỏi ngươi mượn kiếm, ngươi có chịu hay không mượn? Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm. Nếu như là đã từng, hắn còn vô cùng yếu lúc nhỏ, thiên nữ hẳn là cho mượn. Dẫu sao, thiên nữ đã từng, cũng muốn chuyên tâm tài bồi Diệp Thần. Nhưng hôm nay, Diệp Thần cường hãn, thiên nữ đều cảm thấy uy hiếp. Diệp Thần còn muốn mượn kiếm mà nói, sợ rằng khả năng không lớn. Muốn cướp lấy Băng Hoàng Thiên Kiếm, trừ phi là trước đem Thái Thượng Thiên Nữ giết. Trong thời gian ngắn, ta tuyệt không khả năng đối kháng Thái Thượng Thiên Nữ, chớ nói chi là giết chết. Xem ra vẫn là phải dựa vào Nhâm Phi Phàm tiền bối. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ. Nhâm Phi Phàm và Thái Thượng Thiên Nữ, có thiên mệnh tranh, hai người sớm muộn có đánh một trận. Nếu như Nhâm Phi Phàm thắng, đoạt được Băng Hoàng Thiên Kiếm, vậy liền có thể bớt đi Diệp Thần rất nhiều nhiều phiền toái. Chỉ là muốn đến Thái Thượng Thiên Nữ này đám nhân vật, cuối cùng phải bỏ mạng, Diệp Thần trong nội tâm, ít nhiều có chút không nói rõ ràng mùi vị. Lắc đầu một cái, Diệp Thần không có nghĩ nhiều nữa, lúc này Yên Vắng Vẻ Thiên Kiếm tới tay, hắn rõ ràng cảm thấy, trong cơ thể cái khác sáu cây thiên kiếm, hơi thở đều bắt đầu đồng tình chấn động. Cho ta trấn áp. Diệp Thần khẽ cắn răng, vận chuyển cả người linh khí, muốn chế trụ thiên kiếm chập chờn, miễn được kinh thế hãi tục. Nhưng, bảy kiếm hội tụ, lẫn nhau tới giữa đồng tình chấn động, căn bản không phải Diệp Thần có thể áp chế. Suy suy suy. Rốt cuộc, một cái thanh kiếm, từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra. Bảy thanh thiên kiếm, đồng loạt xông lên vân tiêu, kiếm khí lẫn nhau đồng tình chiếu rọi. Oanh! Màu vàng kim luân hồi trùng tia sáng, lần nữa phóng lên cao. Mà lần này, như bánh xe hồi trong cột ánh sáng, còn xen lẫn một nửa cho đen sương mù. Đó là ngày cũ hơi thở. Cột sáng kia, một nửa kim quang cuồn cuộn, một nửa xám mai thật sâu, lộ vẻ được đặc biệt quỷ dị. Cái này đạo quỷ dị trùng tia sáng, lần nữa thông suốt chư thiên vạn giới, làm được vô số cường giả, đều là thấy rõ. Cái này một tí, tất cả người, cũng có thể từ cột sáng kia bên trong, bắt được ngày cũ chủ võ tuyệt thần hơi thở. Ngày cũ chủ võ tuyệt thần, hồn phách bị cắt chi thành tám phần, phong ấn ở tám đại thiên kiếm bên trong. Giờ phút này bảy kiếm hội tụ, ngày cũ đứng đầu hồn phách hơi thở, lại cũng không che giấu được. Vậy bảy kiếm quang trụ ngất trời, làm được bầu trời chấn động, vạn giới vạn vẹo. Vạn vẹo trong hư không, dần dần nổi lên một bức cổ xưa hình ảnh. Hình ảnh bên trong, núi cao núi lớn, sông dài lưu chuyển, tiên khí mờ ảo, giống như thế ngoại cảnh. Ở đó thế ngoại tiên cảnh bên trong, lại có vô số kỳ chân dị bảo, thần thông bí tịch, chiến khôi linh thú phân phối bốn phía, bầu trời nhấp nhô một bộ cổ thư, rào rào theo gió lật, hiển hóa ra vô cùng chữ viết, mỗi một đạo chữ viết cũng mang theo cổ xưa triết lý. Vậy cổ thư mặt bìa, bất ngờ đóng dấu trước Thiên Võ Ngọa Long Kinh năm chữ to. Thiên Võ Ngọa Long Kinh, đây là ngày cũ đứng đầu bảo tàng. Diệp Thần thấy hình ảnh kia, nhất thời kinh hãi. Thiên Võ Ngọa Long Kinh tổng cộng có 100 trang, trong đó 95 trang, đều ở đây ngày cũ đứng đầu trong bảo tàng mặt, có thể nói là rất nhiều bảo vật bên trong, chân quý nhất tồn tại. Bảy kiếm hội tụ, chấn động thiên địa, trên bầu trời hiện ra hình ảnh, lại là cùng ngày cũ chủ bảo tàng có liên quan. Quyển cổ thư kia, chính là trong truyền thuyết Thiên Võ Ngọa Long Kinh, ngày xưa ngày cũ thời đại cự phách, Thiên Vũ Tiên Cửa Chí Bảo.
Diệp Thần ngắm nhìn cổ thư, muốn bắt vậy từng cái cổ xưa đại lộ chữ viết hay lý. Nhưng, trên bầu trời hình ảnh, quá mức mờ ảo, khói dáng cuồn cuộn, như hoa trong gương, trăng trong nước, không thể chạm, căn bản không cách nào theo dõi chân thực. Rồi sau đó, hình ảnh kia lại là tan mất, như phù dung sớm nở tối tàn. Bất quá, vậy thông thiên trùm tia sáng, như cũ lấy dung chuyển vạn giới tư thái, không ngừng lóng lánh. Hắc ám biển cấm, thái thượng thế giới, vô số người vật đều bị chấn động. Cựu Nhật Minh tổng đàn bên trong, Ma Tổ Vô Thiên thấy vậy thông thiên triệt địa trùm tia sáng, trầm ổn gương mặt cũng là một hồi chấn động. Không thể nào, bảy kiếm hội tụ, vậy tiểu tử, lại có lớn như vậy khí vận, có thể nắm trong tay bảy kiếm. Sư huynh ta muốn sống lại, không đúng, là võ giao muốn sống lại. Ma Tổ Vô Thiên bấm ngón tay tính toán, trong sâu thẳm cảm thấy nguy cơ. Coi như tám đại thiên kiếm hội tụ, hắn sư huynh võ tuyệt thần thật hồi phục, cuối cùng cũng chỉ là võ giao tác giá y. Thiên cơ nhân quả suy diễn dưới, Ma Tổ Vô Thiên có thể cảm ứng được võ tuyệt thần tâm tư, chính là muốn hy sinh tự mình, hồi phục võ giao. Hắn phục hắn sư huynh, có thể không đại biểu hắn nguyện ý thần phục võ giao. Dẫu sao, võ giao chỉ là hắn hậu bối thôi. Nếu là võ giao sống lại, bảo không cho phép còn có thể cùng Diệp Thần vậy tiểu tử liên thủ, phản đi qua đối phó ta. Ma Tổ Vô Thiên ra mặt hơi co rúm, cảm giác nguy cơ bộc phát mãnh liệt. Bất quá, hắn thay đổi ý nghĩ đến, cuối cùng một cái thiên kiếm, ở Thái Thượng Thiên Nữ trong tay, trong lòng liền an định lại. Tùy ý Diệp Thần nghịch thiên, cũng không khả năng từ Thái Thượng Thiên Nữ trong tay, cướp được Băng Hoàng Thiên Kiếm. Tuy nói như vậy, vậy tiểu tử cuối cùng là tai họa ngầm, hay là đem hắn diệt trừ cho thỏa đáng, sư huynh ta và võ giao vận mệnh, liền giao cho ta tới quyết đoán đi. Ma Tổ Vô Thiên nhìn vậy thông thiên trùm tia sáng, bấm ngón tay suy tính, liền mơ hồ bắt được trùm tia sáng ngọn nguồn chỗ. Ngay sau đó, hắn co ngón tay bắn liền, từng đạo vô hình ấn quyết bắn ra, mang cường đại phong tỏa hơi thở, dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Cuối cùng, vây quét Diệp Thần mệnh lệnh, im hơi lặng tiếng phát đi xuống. Cựu Nhật Minh bên trong, rất nhiều bóng đen điều động, ý định giết người hiện lên. Mà ở Thái Thượng Thế Giới bên trong, vô số cường giả, đều thấy được mới vừa ngày cũ đứng đầu bảo tàng, mơ hồ hiện thế hình ảnh. Bọn họ vừa thán phục luân hồi chi chủ, chấp trưởng bảy kiếm mạnh mẽ, vừa sợ thán ngày cũ bảo tàng thần bí. Vô số cường giả, cũng định suy diễn Diệp Thần vị trí. Mơ hồ tới giữa, rất nhiều cường giả cũng suy tính đến, Diệp Thần ở một phiến ẩn núp vũ trụ trong hư không. Rồi sau đó, từng đạo cường đại phong tỏa hơi thở, bắt đầu từ Thái Thượng Thế Giới phát ra, phong tỏa vậy phiến vũ trụ, phòng ngừa Diệp Thần chạy khỏi. Bóng tối quân đoàn, mau dẫn người vây quét Diệp Thần, không được sai lầm. Vạn Khư Thần Điện bên trong, Vũ Hoàng Cổ Đế phát ra mệnh lệnh. Hắn mới vừa vậy thi triển kinh thiên thủ đoạn, đem vậy phiến vũ trụ phong tỏa, chỉ cần phái người đi xuống, liền có thể tinh chuẩn tra được Diệp Thần chỗ. Hiện tại Diệp Thần thực lực, là càng ngày càng lớn mạnh, huyết mạch cùng thiên địa tạo hóa hòa vào nhau, người bình thường rất khó suy diễn đến hắn lai lịch. Cho dù là Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên, cũng chỉ là mơ hồ suy tính ra, Diệp Thần ở đâu phiến vũ trụ trong tinh không, còn như cụ thể tọa độ, bọn họ trong thời gian ngắn, cũng khó mà theo dõi, chỉ có thể tự mình phái người đi thăm dò dò. Thái Thượng Thế Giới, Kiếm Môn. Cái này so Vạn Khư còn muốn môn phái cổ xưa, cũng bị vậy thông suốt thiên khung trùm tia sáng chấn động. Khi thấy vậy ngày cũ sám mai hơi thở, rất nhiều hạch tâm trưởng lão, thân thể cũng run rẩy. Kiếm Môn, là từ ngày cũ thời đại, một mực kéo dài đến hôm nay môn phái, đã từng lấy tính khó khăn cửa, vững chắc thiên địa quy luật, gìn giữ Thái Thượng Thế Giới mồi lửa. Thậm chí có thể nói, nếu như không có Kiếm Môn mà nói, Thái Thượng Thế Giới có thể đã sớm sụp đổ. Năm đó Vạn Khư Thần Điện và Thiên Vũ Tiên Cửa, cũ mới thời đại tranh bá chiến tranh, chân thực quá mức tàn tạ, thiên địa quy luật đều bị đánh được bạo diệt, nhật nguyệt lật. Nếu như không có Kiếm Môn tính khó khăn bảo vệ, có thể đợi không được Kiếm Thần Lão Tổ tám đại thiên kiếm xuất thế, Thái Thượng Thế Giới liền sụp đổ thành phế tích. Cho dù là Vạn Khư Thần Điện, đối Kiếm Môn cũng không dám quá mức hà khắc. Tuy nói trên phố có lời đồn đãi, nói Kiếm Môn âm thầm thành tâm ra sức Cựu Nhật Minh, là Ma Tổ Vô Thiên một con cờ, nhưng Vạn Khư Thần Điện cũng không có quá mức tra cứu. Dẫu sao, Kiếm Môn ngày xưa công đức, thực sự quá lớn,
cũng không ai có thể xóa đi. Kiếm môn bên trong sơn môn, cụm núi đỉnh. Một cái bạch bào thanh niên, nhìn cột sáng kia ngất trời hình ảnh, hoàn toàn rung động. Luân hồi chi chủ, lại có thể góp nhặt 7 thanh thiên kiếm. Nhiều ngày như vậy kiếm, vì sao ta liền một cái cũng không có. Bạch bào thanh niên có chút hoảng hốt, ánh mắt hỗn loạn. Vô tận, không nên bị bên ngoài khí tượng, nhiễu loạn đạo tâm. Một cái ông già hạ xuống xuống, như sấm vậy hô quát một tiếng. Vậy bạch bào thanh niên, tên là Dạ Vô Tẫn, là kiếm môn thiên tài, tu vi đã đạt tới thiên quân cảnh giới. Trưởng lão, bạch bào thanh niên Dạ Vô Tẫn, cả người run lên, trong hốc mắt nhưng tràn đầy căm hận vẻ không cam lòng, nắm thật chặt quyền, móng tay cũng đổ cắm vào lòng bàn tay trong thịt đi, nói. Thiên lý bất công, vì sao luân hồi chi chủ có 7 thanh thiên kiếm, ta nhưng liền một cái cũng không có. Kiếm môn là chủ tu kiếm đạo môn phái. Dạ Vô Tẫn lại là thiên tài kiếm đạo. Hắn một mực mơ tưởng để cầu, cũng muốn chấp trưởng một cái thiên kiếm, làm sao từ đầu đến cuối không thể như nguyện. Thiên lý coi là cái gì, thiên lý chỉ có thể quản hạ giới, chúng ta thái thượng thế giới quy luật, cũng không phải là thiên lý có thể nắm trong tay. Ngươi tuy không thiên kiếm, nhưng ngươi thính vũ kiếm, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cao nhất nguyên binh, không thể so với thiên kiếm kém đi nơi nào. Ông già thanh âm nghiêm nghị. Muốn thức tỉnh Dạ Vô Tẫn chấp niệm. Thính vũ kiếm. Bạch bào thanh niên Dạ Vô Tẫn, chậm rãi đem trường kiếm bên hông rút ra. Trường kiếm kia, mũi nhọn hơi thở tương đương ác liệt, quả nhiên cũng là cao nhất nguyên binh, kêu làm thính vũ kiếm. Kiếm môn có thư hùng song kiếm, đều là cao nhất nguyên binh. Tư kiếm tên lầu nhỏ, đã sớm ở ngày xưa tranh bá đại chiến bên trong hủy tổn. Hùng kiếm tên là nghe mưa, nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì. Ngay tại Dạ Vô Tẫn trong tay. Thính vũ kiếm coi là cái gì? Cao nhất nguyên binh thì như thế nào? Cuối cùng không phải chân chánh thiên kiếm. Dạ Vô Tẫn cắn răng nghiến lợi, vành mắt hết sức nứt ra. À, ta biết ngươi coi kiếm đạo như mệnh, người người cũng gọi ngươi kiếm si. Ngươi như muốn một cái chân chính thiên kiếm, ta đi cầu kiếm thần lão tổ rời núi, mời hắn giúp ngươi đúc kiếm như thế nào? Vạn khư thần điện bắt giữ tâm ma chủ đế thích thiên hồn phách. Ta ngược lại là có thể tiêu phí một chút giá phải trả, mời vạn khư lấy đế thích thiên hồn phách đúc kiếm, thứ nhất có thể nghiền diệt tâm ma chủ, thứ hai cũng có thể cho ngươi đúc một cái chân chính thiên kiếm. Ông già từ từ mở miệng, ánh mắt sắc bén, vừa thấy cũng biết nắm giữ vô số tài nguyên, quyền bính huân thiên, lại có tư cách cùng vạn khư giao dịch. Không, ta không cần. Muốn đúc mới thiên kiếm, hở một tí vạn năm thời gian. 10.000 năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều. Dạ Vô Tẫn chen một tiếng, đem thính vũ kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. Ông già một hồi lộ vẻ xúc động, nói, Vô Tẫn, người muốn như thế nào? Dạ Vô Tẫn hít sâu một hơi, nói ta muốn khiêu chiến luân hồi chi chủ, cướp lấy hắn thiên kiếm. Ông già kinh hãi, nói tuyệt đối không thể, luân hồi chi chủ người thế nào, khí vận thâm hậu nghịch thiên, vạn khư thần điện và cựu Nhật Minh nhiều lần tính toán hắn, cũng giết hắn không chết, người muốn khiêu chiến hắn. Há chẳng phải là chịu chết. Người ngay cả là thiên quân, nhưng đừng quên, luân hồi chi chủ sau lưng, còn có một cái nhâm phi phàm. Nhâm phi phàm muốn giết ngươi, một cái ánh mắt đủ rồi. Ngươi còn muốn đi chịu chết. Ông già nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều run rẩy, tràn đầy tức giận. Trưởng lão, ngươi yên tâm, ta đi một chút liền hồi, ta chỉ là muốn khiêu chiến luân hồi chi chủ, cũng không muốn cùng hắn là địch. Dạ Vô Tẫn không nói thêm gì nữa, trực tiếp biến dạng hư không rời đi. Vô Tẫn, ông già kêu to, muốn ngăn trở. Nhưng, lại có một cái ông già xuất hiện, nhẹ nhàng ngừng hắn, nói, được rồi, để cho hắn đi đi. Cái này mới xuất hiện ông già, hình dáng đặc biệt cổ quái, cả người như một tờ giấy, mong mỏng, không có một chút độ dày, bình thường biển biển, thật giống như bị to lớn gì lực lượng, cho đè bẹp, lộ vẻ được vô cùng quỷ dị. Cả người, liền cùng một tờ giấy phiến tựa như trưởng giáo. Vậy ông già suy nghĩ xuất thần, kêu một tiếng. Lúc đầu cái này bị đè dẹp ông già, chính là kiếm môn trưởng giáo, năm đó từng mưu toan chứng đạo không không, kết quả thất bại. Không không lúc nào không sức mạnh to lớn hạ xuống, đem hắn cả người, đè dẹp thành một tờ giấy. Cứ như vậy một bộ trạng thái, hắn lại còn có thể sống sót, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trưởng giáo. Ta kiếm môn lai lịch,
có nên nói cho biết hay không vô tận vậy hài tử? Ông già trầm giọng nói. Kiếm môn, trên thực tế là ma tổ vô thiên trong tay một con cờ, âm thầm đối kháng vạn khư dùng. Cái này chân tướng, ở kiếm môn bên trong, chỉ có một ít cao tầng trưởng lão và đặc thù đệ tử mới hiểu, đệ tử bình thường không hề biết. Tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, cùng khiêu chiến kết quả đi ra nói sau. Luân hồi chi chủ khí vận tuy thâm hậu, nhưng cái này lần hắn bại lộ tọa độ, vô số thế lực cũng phải đi đuổi giết hắn, vô tận nói không chừng mới có thể có chiến thắng cơ hội. Kiếm môn trưởng giáo khẽ mỉm cười, vuốt râu. Nếu như đánh bại, trưởng lão kia mơ hồ bất an. Kiếm môn trưởng giáo không có trả lời nữa, ánh mắt mong về phía chân trời. Vậy thông suốt thiên địa chùm tia sáng, dần dần nhạt đi đi xuống. Vũ trụ tinh không, khô cốt thế giới bên trong. Kinh thiên khí tượng rốt cuộc tiêu loãng, bảy kiếm trở về Diệp Thần trong cơ thể. Gai gâu, chung quanh vũ trụ không gian, toàn bộ bị phong tỏa. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cái này phiến khô cốt thế giới, ở vào một phiến hoang vu vũ trụ trong tinh không. Diệp Thần muốn biến dạng hư không rời đi, nhưng phát hiện không gian cũng bị phong tỏa. Nguyên phiến vũ trụ, cũng hiện đầy vô cùng phong ấn hơi thở, trừ phi thiên quân tới, nếu không ai cũng đột phá không đi ra. Chỉ có thể vào, không thể ra. Xem ra là bảy kiếm ngất trời khí tượng quá khoáng đạt, đã kinh động cựu Nhật Minh và vạn khư thần điện. Nếu như chỉ là sáu kiếm hội tụ, hơi thở kia còn có che giấu có thể. Nhưng bảy kiếm ngất trời, vô luận như thế nào đều không che giấu được. Vô luận là cựu Nhật Minh, vẫn là vạn khư thần điện, cũng không thể thả qua Diệp Thần. Ai giết Diệp Thần, vậy bảy thanh thiên kiếm, chính là của người đó, là người đều động tâm. Bởi vì phép tắc hạn chế, quá mức ngoại hạng cường địch, hẳn không biết hạ xuống. Hạ xuống, tối đa chính là cấp thấp thiên quân, ta còn có giết ngược cơ hội. Diệp Thần cắn răng, trong lòng như vậy tính toán. Hiện tại không gian bị phong tỏa, không cách nào biến dạng hư không rời đi, muốn chạy trốn ra ngoài nói, chỉ có thể rất miễn cưỡng mở một đường máu, giết tới vũ trụ biên hoang, giết tới mảnh thế giới này cuối, dĩ nhiên là có thể đi ra ngoài. Khô cốt chi môn, luyện hóa cho ta. Diệp Thần ánh mắt, nhìn về cái này phiến khô cốt thế giới trung ương, cánh cửa kia đứng sừng sững cổ xưa môn hộ. Cánh cửa kia hộ, thuần túy là dùng xương trắng đúc thành. Chính là 33 thiên thái thượng thần khí, hồng hoang cửu môn một trong, khô cốt chi môn. Diệp Thần ngoắc tay, vậy khô cốt chi môn liền nhô lên, ùm gào thét tới, không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Diệp Thần trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Diệp Thần vận chuyển binh tự quyết, trực tiếp đem vậy khô cốt chi môn luyện hóa. Khô cốt chi môn, ở hồng hoang cửu môn bên trong, có thể bước lên trước ba, vô cùng mạnh mẽ. Thật may Diệp Thần nắm giữ binh tự quyết, luyện hóa ngược lại cũng không khó khăn. Hơn nữa, hắn còn có luân hồi huyết mạch, đủ để ung dung chống lại khô cốt chi môn ăn mòn hơi thở, sẽ không có chút nào bị cắn trả nguy hiểm. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, phỏng đoán chỉ cần một nén nhang thời gian, liền có thể luyện hóa xong thành. Nhưng mà, vừa lúc đó, vũ trụ chấn động, tinh không dâng lên vô cùng rung động. Từng đạo khí tức cường đại, hạ xuống. Toàn bộ vũ trụ đều sôi trào, từng hạt tròn tinh cầu, ở đó rất nhiều khí tức cường giả uy áp hạ, rắc rắc sát nổ tung nghiền, vô số mặt trời hằng tinh vậy đi theo nổ, ở vũ trụ các nơi nổ lên huy hoàng pháo bông. Trong phút chốc, một chi cây hắc chiều vậy đội ngũ, chính là tới sát khô cốt thế giới bên trong. Luân hồi chi chủ ở chỗ này. Không biết là ai gieo hò một tiếng, sau đó tất cả mọi người đều sôi trào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đáng chết! Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, mới vừa vẫn là bình tĩnh khô cốt thế giới, giờ phút này đã bị vô số cường giả bóng người che đậy. Những cường giả kia, tu vi phần lớn ở quá chân cảnh đến trăm gia cảnh tới giữa, thậm chí còn có ít ngày quân cao thủ. Diệp Thần bắt được không thiếu quen thuộc hơi thở, cựu Nhật Minh cường giả, và vạn khư thần điện bóng tối quân đoàn cường giả đều tới. Làm thịt hắn, cướp lấy thiên kiếm. Một tiếng hò hét nổ lên, rồi sau đó... Vậy chiếm cứ ở trên trời, như hắc chiều vậy các cường giả, chính là gào thét bạo rơi xuống, xem khí thế kia, là muốn sống sờ sờ đem Diệp Thần nghiền thành mảnh vỡ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nguy cấp bên trong, hít sâu một hơi, lại là bàn tay một chảo, đem vậy khô cốt chi môn, trực tiếp luyện hóa nhập mình đan điền bên trong đi. Vốn là luyện hóa khô cốt chi môn,
ít nhất phải một nén nhang thời gian, nhưng dưới mắt địch thế như nước thủy triều, Diệp Thần vậy không kịp đợi, trực tiếp cưỡng ép luyện hóa. Cưỡng ép luyện hóa hậu quả, khá là kịch liệt, để cho được Diệp Thần đan điền, một hồi đau đớn kịch liệt. Thậm chí, mặt hắn bàng, cũng xuất hiện quỷ dị ảo ảnh, thật giống như bị khô cốt chi môn cắn trả vậy, gương mặt máu thịt rút đi, chỉ còn lại trắng hếu khung xương tử. Cái này đột ngột đáng sợ này một màn, nhất thời làm được chung quanh nổ bắn ra mà đến các cường giả, giật nảy mình, lại chớp mắt một cái lúc đó, mới phát hiện là ảo ảnh. Nhưng chính là như thế một trì hoãn, Diệp Thần đã hồi qua khí tới. Khô cốt chi môn, cho ta trấn áp. Diệp Thần ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, cả người linh khí nổ, lúc này sử dụng khô cốt chi môn. Vù vù, khô cốt chi môn chấn rơi hư không, vậy đống xương trắng thế môn hộ, bỗng nhiên mở ra, vô cùng đen nhánh đáng sợ vòng xoáy, ở môn hộ sau lưu chuyển, giống như một cái chiếm đoạt người máu thịt ác ma miệng khổng lồ vậy. Trước nhất vò tới mấy cái cường giả, nhất thời gặp phải Diệp Thần bắt nhiếp, bị ném tới khô cốt chi môn bên trong đi. À, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một màn kinh khủng xuất hiện, vậy mấy cái cường giả, thân thể từ môn hộ sau bay ra, chỉ là đã mất đi sinh mạng hơi thở, máu thịt vậy hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại một cổ xương trắng. Chú ý, là khô cốt chi môn. Đám người cường giả kinh hô lên, nhìn thấu cánh cửa này hộ đáng sợ, rối rít tránh lui chạy đi. Khô cốt chi môn kinh khủng địa phương, đó là sống người ném vào, xương ném ra, tất cả máu thịt đều bị cắn nuốt hết, chỉ có hóa thành xương trắng kết quả. Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, bàn tay không ngừng bắt nhiếp, đem vùng lân cận kẻ địch, từng cái ném tới khô cốt chi môn bên trong đi. Bọn họ thân thể, từ trước cửa tiến vào, sau cửa bay ra, sống sờ sờ thân máu thịt, biến thành xương trắng. Vô cùng vô tận máu thịt linh khí năng lượng, điên cuồng hội tụ đến Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần mới vừa cưỡng ép luyện hóa khô cốt chi môn, còn được chút nội thương, nhưng cái này hạ hấp thu đại lượng máu thịt linh khí năng lượng, tất cả thương thế đều là khôi phục. Cái này phiến khô cốt chi môn, không hổ là hồng hoang cửu môn bên trong, hạng trước ba tồn tại. Diệp Thần ngần than thầm. Khô cốt chi môn, quả nhiên là cường hãn, chiếm đoạt máu thịt của địch nhân, đổi thành xương trắng. Máu thịt của địch nhân tinh hoa, còn có thể hội tụ đến Diệp Thần đan điền bên trong, trở thành hắn chất dinh dưỡng, thật là nghịch thiên. Rất nhiều cường giả, bị khô cốt chi môn uy thế chấn nhiếp, rối rít lui về phía sau. Cho dù là thiên quân, cũng có chỗ kiêng kỵ. Diệp Thần nắm giữ đáng sợ như vậy pháp bảo, coi như có thể giết chết hắn, chỉ sợ tự thân vậy phải bỏ ra không ít giá. Một miếng khô mục nát môn hộ, cũng dám ở ta trước mặt càn rỡ. Vĩnh xanh chi môn, cho ta trấn áp. Bỗng nhiên, một đạo lạnh nhạt uống tiếng vang lên. Chỉ gặp một người thanh niên nam tử, phi thân ra, trong tay một chiêu, liền gọi ra liền một cánh cửa hộ hư ảnh. Cánh cửa kia hộ, Diệp Thần gặp qua. Đó là cựu Nhật Minh vĩnh xanh chi môn. Chàng thanh niên hiển nhiên là cựu Nhật Minh tinh anh, lại có thể cho gọi ra vĩnh xanh chi môn hư ảnh, mặc dù không phải là thật thể, nhưng uy thế nhưng đặc biệt mênh mông, làm người ta nghẹt thở. Nếu như nói khô cốt chi môn, ở hồng hoang chín bên trong cửa, có thể miễn cưỡng bước lên trước ba nói, vậy vĩnh xanh chi môn, chính là xứng đáng không thẹn thứ nhất. Vĩnh xanh chi môn, hàm chứa vĩnh hằng bất hủ vinh hoa hơi thở, có vĩnh sinh bất diệt đại khí phách, trấn áp hết thảy tà ma cùng yêu dị. Diệp Thần khô cốt chi môn, vừa vặn bị vĩnh xanh chi môn khắc chế. Vậy vĩnh xanh chi môn một đáp xuống, chỉ là hư ảnh, nhưng Diệp Thần khô cốt chi môn, cũng phát ra ca sát sát tiếng vang, xuất hiện từng cái kẽ hở, dường như muốn nổ tung. Không tốt, Diệp Thần sắc mặt chợt biến, vội vàng thu hồi khô cốt chi môn, nhưng may là như vậy, hắn vậy được to lớn phản chấn tổn thương, phốc xích một tiếng, khạc ra một ngụm máu tươi. Luân hồi chi chủ bị thương, mau giết hắn. Chung quanh đông nghịt đội ngũ, chính là mãnh liệt gào thét lên, phải thừa dịp này cơ hội, đem Diệp Thần hoàn toàn tiêu diệt. Diệp Thần, nhất thời rơi vào tuyệt cảnh bên trong. Loạn mưa bay trên trời, kiếm ý hóa ngàn, thái thượng loạn vũ đạo. Bỗng nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử, ở trong hư không nổ vang. Chỉ gặp một đạo kiếm mang, mang thiên quân uy nghiêm, từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì bộc phát ra ngàn vạn kiếm ý, như loạn mưa vậy bắn nhanh. Thái thượng loạn vũ đạo, kiếm môn người tới. Có người kinh hô lên. Ở đó loạn vũ kiếm đạo bắn phá,
đám người cường giả rối rít tránh lui, chỉ sợ gặp bị tổn thương gì. Thái thượng 30 lục đạo bên trong, có một môn đạo pháp, tên là Thái thượng loạn vũ đạo, cũng là Thái thượng đạo bát cực một trong, là mạnh nhất bát môn đạo pháp, do kiếm môn chấp trưởng. Đám người vừa nhìn thấy Thái thượng loạn vũ đạo uy nghiêm, cũng biết là kiếm môn cường giả tới. Diệp thần con ngươi hơi co lại, liền thấy một cái bạch bào thanh niên, từ trên trời hạ xuống. Bạch bào thanh niên trong tay, cố chấp một thanh kiếm, rõ ràng là cao nhất nguyên binh, sát phạt mũi nhọn tương đương ác liệt, mặc dù không bằng chân chính thiên kiếm, nhưng vậy không kém được chỗ nào. Thính vũ kiếm sao? Diệp thần nhìn thanh kiếm kia, thoáng chốc bắt được quen thuộc nhân quả, nhìn thấu thanh kiếm kia lai lịch, lại là kiếm môn hai đại thần binh một trong, thính vũ kiếm. Kiếm môn có thư hùng song kiếm, thư kiếm lầu nhỏ Diệp thần đã gặp qua, thậm chí từ trong đó lấy được thiên thần kiếm hồn. Một cây khác hùng kiếm, kêu làm nghe mưa, liền ở đó bạch bào thanh niên trong tay. Bạch bào thanh niên hạ xuống, nhưng mang Diệp thần, nhanh chóng bay khỏi chạy đi. Là kiếm môn thiên tài kiếm đạo giả vô tận. Hắn muốn làm gì? Đáng chết, hắn muốn mình giết luân hồi chi chủ, nuốt một mình tất cả thiên kiếm cùng bảo vật. Mọi người thấy vậy bạch bào thanh niên, đem Diệp thần mang đi, ngẩn ngơ, sau đó tỉnh ngộ lại, rối rít quát mắng, đuổi giết đi. Nhưng, bạch bào thanh niên thân thể thoáng một cái, hắn và Diệp thần, lại có thể ngay tức thì hóa thành đầy trời loạn mưa, tung bay lên cao rơi xuống đi xuống, không thấy bóng dáng. Tay này thân hóa loạn mưa, phi độn mất tâm thần thông, đơn giản là quỷ thần khó lường, đám người thoáng chốc tới giữa, chính là mất đi bạch bào thanh niên và Diệp thần hơi thở, không biết bọn họ trốn đi nơi nào. Vũ trụ mịt mờ tinh không, vô cùng vô tận thế giới ngân hà. Một tòa hoang phế trên vùng đất, đột nhiên bay lên mông lung mưa nhỏ. Rồi sau đó, vậy mông lung mưa nhỏ bên trong, dần dần hội tụ ra hai bóng người. Chính là Diệp thần cùng vậy bạch bào thanh niên. Luân hồi chi chủ, không có sao chứ. Bạch bào thanh niên đem Diệp thần buông xuống, ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn hắn. Ngươi là ai? Diệp thần lúc này đã bị thương, không ngừng hô hấp thôn nạp, điều thuận khí tức, ngẩng đầu nhìn vậy bạch bào thanh niên. Hắn chỉ biết là, bạch bào thanh niên là kiếm môn người trong, nhưng không biết đối phương thân phận cụ thể. Từ già thiên ma đế trong miệng, Diệp thần rõ ràng biết được, kiếm môn chỉ là ma tổ vô thiên một con cờ. Cho nên, nhìn cái này bạch bào thanh niên thời điểm, Diệp thần ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện vậy bạch bào thanh niên hơi thở, tuy là trời quân, nhưng nội tình cực kỳ khủng bố, thậm chí kiếm đạo sẽ không yếu với mình quá nhiều. Lấy Diệp thần thực lực trước mắt, rõ ràng không cách nào đối kháng loại cấp bậc này cường giả, trừ phi là liều mạng không cần, cháy hết luân hồi huyết mạch, hiến tế hết tất cả binh khí cùng pháp bảo, có lẽ có thể làm bị thương đối phương, nhưng mình hẳn phải chết. Không có một chút may mắn còn sống sót có thể. Ta kêu Dạ Vô Tẫn, Thái Thượng Thế Giới kiếm môn đệ tử. Bạch bào thanh niên chậm rãi mở miệng. Diệp thần cẩn thận bắt, phát hiện Dạ Vô Tẫn trên mình, lại có thể không cùng ma tổ vô thiên tương quan nhân quả. Kỳ quái, kiếm môn không phải ma tổ vô thiên âm thầm đào tạo thế lực sao? Làm sao Dạ Vô Tẫn trên mình, một chút ngày cũng nhân quả cũng không có. Ngươi muốn làm gì? Tạm thời tới giữa, Diệp thần vậy suy đoán không ra, liền hướng đối phương hỏi. Mới vừa Dạ Vô Tẫn lộ ra kiếm đạo, nhưng mà tương đương khủng bố. Đừng nói Diệp thần hiện tại bị thương, coi như là thời kỳ tột cùng, cũng còn không địch lại. Ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Dạ Vô Tẫn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang chiến ý. Cùng ta đánh một trận. Diệp thần sửng sốt một tí, sau đó cất tiếng cười to, nói, ngươi là trời quân cường giả. Ta hôm nay mang thương trong người, người muốn giết ta, dễ như trở bàn tay, cần gì phải la lý giải dòng. Dạ Vô Tẫn nhìn Diệp thần như vậy không câu chấp hình dáng, ngược lại là 10 phần bất ngờ, khẽ cau mày, trong lòng vừa âm thầm bội phục, nói ta không chiếm ngươi tiện nghi, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài, chúng ta khác tìm một chỗ, yên lặng chiến đấu một tràng. Ta sẽ đem ta cảnh giới, áp chế đến cùng ngươi cùng các loại, tuyệt đối công bằng. Diệp thần khá có chút kỳ quái nhìn hắn, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, mình chịu tổn thương, đang cần điều tức, bên ngoài địch chiều như nước, nếu như có thể đi ra ngoài, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Dạ Vô Tẫn là thái thượng thế giới cao thủ, Diệp thần tự nhiên tin tưởng hắn có thực lực, dây nịt an toàn mình rời đi. Ngươi vì sao muốn cùng ta đánh một trận?
Diệp Thần muốn không rõ ràng. Dạ Vô Tẫn nắm quyền một cái, ánh mắt mang một chút không cam lòng, nói, ngươi có 7 thanh thiên kiếm, ta nhưng liền một cái cũng không có. Ta không cam lòng, ngươi ta đánh một trận, nhưng ngươi thua, ngươi liền đưa một cái thiên kiếm cho ta. Như ta thua, ta liền đem ta Thính Vũ kiếm, tặng cho ngươi. Vừa nói giơ lên thân kiếm, nhẹ nhàng mà thức trước. Diệp Thần ngẩn ra, không nghĩ tới Dạ Vô Tẫn, nguyên lai là hướng về phía hắn thiên kiếm tới. Từ Dạ Vô Tẫn trong ánh mắt, Diệp Thần thấy được kiếm si vậy tới thành ý niệm. Đối phương muốn cướp lấy thiên kiếm, tăng tiến kiếm đạo thành tựu, đó là lộ ra thấy rõ sự việc. Ha ha ha, người Thính Vũ kiếm, tuy là cao nhất nguyên binh, nhưng cùng thiên kiếm so sánh, mũi nhọn cuối cùng kém một nước, cuộc giao dịch này cũng không công bình. Diệp Thần cười lên, cũng không để bụng kiếm của đối phương. Không, ta Thính Vũ kiếm, không phải phổ thông binh khí, bên trong có một đạo kiếm hồn. Dạ Vô Tẫn chậm rãi mở miệng, ngón tay lau một cái thân kiếm, Thính Vũ kiếm sắc bén chớp mắt, sau đó lại tràn ra từng luồng máu đỏ sương mù. Đỏ tươi sương mù, mang cửu u xâm la hơi thở, như ngục như ma, hám động tâm linh của người ta. Cửu u kiếm hồn. Diệp Thần vừa nhìn thấy máu kia sương mù đỏ ải, thiên cơ cảm ứng dưới, nhất thời cả kinh thất sắc. Đó lại là luân hồi thiên kiếm 6 kiếm to hồn một trong, cửu u kiếm hồn. Luân hồi thiên kiếm, trước mắt đã thu tập được 4 đạo kiếm hồn, còn thiếu cửu u cùng tu la 2 đạo. Vậy cửu u kiếm hồn, lại có thể ngay tại Dạ Vô Tẫn Thính Vũ kiếm bên trong. Cửu u kiếm hồn sương mù hiện lên, Diệp Thần trong cơ thể luân hồi thiên kiếm, cũng là phát ra cực độ đói khát ý niệm, dường như muốn liều chết xung phong đi ra, đem vậy cửu u kiếm hồn nuốt ăn vậy. Diệp Thần rất miễn cưỡng chế trụ nội tâm ý niệm, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như dám qua loa động thủ, vậy đó là một con đường chết. Dẫu sao, Dạ Vô Tẫn đó là thái thượng thế giới một khối cường giả, hơn nữa kiếm đạo nội tình tuyệt đối không thấp, vượt cấp chém chết người khác sợ rằng cũng dễ dàng, cái loại này đối thủ thực lực quá đáng sợ. Không sai. Luân hồi chi chủ, như thế nào? Ta đem ta tu vi, áp chế đến cùng ngươi cùng cấp, sau đó chúng ta quang minh chánh đại quyết đấu một tràng. Ta như thắng, ngươi 7 thanh thiên kiếm, tùy ý để cho ta chọn một cái. Như ta thua, ta Thính Vũ kiếm, liên quan cửu u kiếm hồn, cùng nhau cho ngươi. Dạ Vô Tẫn giọng vang vang có lực nói. Diệp Thần răng cắn một cái, giao dịch này, thật ra thì vẫn không quá công bằng. Dẫu sao, hắn thua, thiên kiếm tùy ý để cho đối phương chọn một cái, Dạ Vô Tẫn khẳng định sẽ lấy đi luân hồi thiên kiếm, hắn tổn thất liền thảm trọng. Mà hắn coi như thắng được, cũng chỉ có thể bắt được một đạo cửu u kiếm hồn, Thính Vũ kiếm đối hắn không dùng. Nhưng, giờ phút này Diệp Thần vậy không có quá nhiều lựa chọn. Dẫu sao, nếu như cự tuyệt, Dạ Vô Tẫn coi như không thương tổn tới mình, trực tiếp đem mình ném ở chỗ này, mình cũng phải đối mặt vô cùng đuổi giết. Đáp ứng Dạ Vô Tẫn mà nói, chỉ ít có thể trước chạy khỏi đi ra ngoài. Được, ta đáp ứng ngươi là được. Diệp Thần gật đầu đáp ứng, bất kể như thế nào, rời đi trước cái này phiến vũ trụ không gian nói sau. Huống chi, Dạ Vô Tẫn nếu quả thật đem tự thân tu vi, áp chế đến quá chân cảnh 6 tầng thiên, cùng Diệp Thần tương đương, hắn chưa chắc không có chiến thắng cơ hội. Cùng cấp tác chiến, Diệp Thần cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Rất tốt, luân hồi chi chủ, quả nhiên là chất phác thẳng thắn. Dạ Vô Tẫn một tiếng khen ngợi, lập tức đem Diệp Thần đỡ dậy, nói, người bị thương hành động bất tiện, ta trước mang ngươi rời đi. Diệp Thần nừ một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Đối phương là thái thượng thế giới thiên quân cường giả, vượt cấp giết người dễ dàng, tặng không hộ vệ, không muốn trắng không muốn. Lập tức, Diệp Thần liền ở Dạ Vô Tẫn nâng đỡ hạ, nhanh chóng rời đi. Hai người bước lên tinh không mịt mùng, đi cái này phiến vũ trụ biên hoang cuối bay đi. Cái vũ trụ này không gian, đã bị phong tỏa, cho dù là Dạ Vô Tẫn này cùng thiên quân cường giả, cũng khó mà biến dạng hư không đi ra ngoài, chỉ có thể là dựa vào phi hành phương thức. Chỉ cần bay đến vũ trụ biên hoang, dĩ nhiên là có thể thuận lợi đi ra ngoài. Hai người phi hành không bao xa, sau lưng chính là truyền tới một hồi kinh thiên hét hò. Thái thượng thế giới rất nhiều các cường giả, còn có cựu Nhật Minh cường giả, đã đuổi giết tới. Luân hồi chi chủ, có thể chạy đi nơi nào? Dạ Vô Tẫn, mau lưu lại luân hồi chi chủ, người dám nuốt một mình luân hồi bảo vật, cũng không sợ cho người kiếm môn rước họa vào thân sao.
Dạ Vô Tấn, mau dừng lại. Từng đạo tiếng quát trấn triệt vũ trụ, truyền tới. Bọn họ cũng không biết, Dạ Vô Tấn là ở cứu Diệp Thần, muốn cùng Diệp Thần công bằng tỉ thí. Bọn họ chỉ lấy là, Dạ Vô Tấn là muốn nuốt một mình luân hồi bảo vật, cho nên đơn độc mang đi Diệp Thần. Một đám gà vườn chó đất. Dạ Vô Tấn nhìn phía sau truy binh, ánh mắt nhất thời hiện ra lãnh khốc vẻ. Hắn rút ra thính vũ kiếm, khua kiếm càn quét. Cửu u loạn mưa, phá. Một luồng kiếm quang chiếu sáng vũ trụ. Vũ trụ mịt mờ vũ trụ bên trong, ngàn vạn viên, hàng tỷ viên tinh thần, ùng ùng chấn động, ở Dạ Vô Tấn kiếm quang dưới, rối rít nổ tung. Ngàn một ngàn tỷ vạn tinh thần mảnh vỡ, hóa thành vẫn thạch, giống như cửu u loạn mưa vậy bắn ra, hướng phía sau vậy chi chít truy binh đội ngũ lướt đi. Đây là vô cùng một kiếm, càn quét vũ trụ, nghiền diệt quần tinh. Diệp Thần thấy một kiếm này khí thế, trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc. Dạ Vô Tấn kiếm đạo, tuy kém hơn không không chỉ nước, nhưng vậy có thể nói nhân gian cứu cực. Vậy quá trên loạn vũ đạo, không hổ là vô cùng cao thâm đạo pháp, kiếm như loạn mưa, khí thế quá khoáng đạt. Chỉ gặp ngàn vạn kiếm mưa sao rơi, xen lẫn thiên quân uy năng, bạo giết đi, hậu phương truy binh cửa, rối rít chật vật né tránh, phát ra tiếng kinh hô. Có không tránh kịp người, bị vẫn thạch loạn mưa đánh trúng, tại chỗ thân xác bạo diệt, thần hồn tan vỡ. Từng cái máu cường giả thịt, ở đen nhánh vũ trụ bên trong, nổ thành mênh mông pháo bông, những máu kia thịt ẩn chứa năng lượng cường đại, tưới ở từng hạt tròn tinh cầu hoang vu trên, lại làm được cằn cỗi tinh cầu thổ nhưỡng, xuất hiện vô số hoa cỏ cây cối, tĩnh mịch vũ trụ rất nhanh hiện đầy sức sống. Dạ Vô Tấn cũng không có tâm tình, đi thưởng thức một màn kia vũ trụ kỳ quan. Ở một kiếm bức lui đám người cường giả sau đó, chính là mang Diệp Thần, nhanh chóng rời đi. Dạ Vô Tấn tốc độ phi hành, như hàng tỷ lần tốc độ ánh sáng, sắp đến không thể tưởng tượng nổi bước. Không cần thiết đã lâu, Dạ Vô Tấn đã mang Diệp Thần, đến hư không biên hoang. Hai người rời đi cái này phiến hư không, bên ngoài là một mảnh hỗn độn thế giới, không hôm nay, thật may không gian không có lại gặp đến phong tỏa. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ. Dạ Vô Tấn lúc này biến dạng hư không, mang Diệp Thần rời đi. Diệp Thần chỉ cảm thấy chung quanh không gian chảy loạn, hô hô trôi qua, chỉ chốc lát sau, liền hạ xuống một cái địa phương xa lạ. Chỗ này, khắp nơi tràn ngập cổ xưa hồng hoang hơi thở. Hoang vu trên vùng đất, đứng sừng sững từng ngọn núi cao, mỗi một tòa núi cao, đều có ngàn vạn trượng cao. Rất nhiều cây cối, hoa cỏ, to lớn đến không thể tưởng tượng nổi bước, coi như là một bụi cỏ. Cũng có người như vậy cao. Cái này thật giống như là một cái phóng đại sau thế giới, người đặt mình vào ở mảnh thế giới này bên trong, sẽ có một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trời một cái không, phát hiện bầu trời chi chít khắp nơi. Hắn hồng mông đại tinh không thần thông, lại có thể cùng cái này phiến bầu trời, mơ hồ sinh ra đồng tình. Đây là địa phương nào? Diệp Thần rất là kinh ngạc. Một phiến phiêu lưu ở chư thiên thời không thế giới bí cảnh. Tên là Thiên Châu Bí Cảnh, truyền thuyết ở Hồng Mông sơ ích thời điểm, cái này phiến bí cảnh cũng đã tồn tại. Dạ Vô Tấn thanh âm nhẹ nhẹ, mang một chút cổ xưa thê lương. Lại có thể lâu như thế xa sao? Diệp Thần lại là kinh ngạc, khó khăn trách mình Hồng Mông đại tinh không, lại có thể sẽ có xuẩn xuẩn dục động cảm giác, lúc đầu cái này phiến bí cảnh, từ Hồng Mông sơ ích, thiên địa sơ khai thời điểm liền tồn tại. Tại sao gọi là Thiên Châu Bí Cảnh? Diệp Thần lại có chút hiếu kỳ hỏi, hắn nhớ tới 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, có thập đại thiên châu truyền thuyết. Giống như là Vọng Thư Thiên Châu, Đấu Thần Thiên Châu, Tú Đông Thiên Châu, Phương Chu Thiên Châu vân. Vân, chẳng lẽ cái này phiến bí cảnh, và thập đại thiên châu có chút liên quan? Bởi vì hồng hoang bát cấm một trong, thiên châu biến bí pháp, truyền thuyết liền núp ở nơi đây. Dạ Vô Tấn mở miệng giải thích, nhưng ra Diệp Thần ý liêu. Hồng hoang bát cấm, thiên châu biến. Diệp Thần ánh mắt hơi trợn to. Hồng hoang bát cấm, người nghe nói qua chứ? Dạ Vô Tấn chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn cái này phiến to lớn hoang vu cổ xưa thế giới. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, vậy nhớ lại hồng hoang bát cấm truyền thuyết, nói hơi có nghe đồn. Hồng hoang bát cấm, chính là xuất xứ từ thời đại hồng hoang bát môn cấm thuật, mỗi một môn uy lực cũng dị thường to lớn. Nhưng đối với thân thể con người có nghiêm trọng tác dụng phụ, cho nên bị liệt là cấm thuật. Đã từng hắc ám biển cấm ba đại cổ tộc, thiên hy cổ tộc bên trong,
thì có một môn kêu tinh thần đổi cấm thuật, Diệp Thần cũng từng gặp qua. Dạ Vô Tẫn nói Thiên Châu biến, muốn đến cũng cùng vậy tinh thần đổi như nhau, đều là thời đại hồng hoang truyền xuống cấm thuật. Thiên Châu biến cửa này cấm thuật, có thể đem tự thân máu thịt, chế tạo suốt ngày châu, có thể so với 33 thiên thái thượng thần khí, uy lực cực kỳ to lớn. Dạ Vô Tẫn ánh mắt vẫn nhìn bốn phương, tựa như muốn tìm gì bảo vật bí tịch vậy. Đem tự thân máu thịt, chế tạo suốt ngày châu. Diệp Thần nghe nói như vậy, cũng là chép chắt lưỡi, không hổ là hồng hoang bát cấm một trong, nghe danh tiếng này liền không đơn giản. Đáng tiếc, mười mấy vạn năm tới, thái thượng thế giới rất nhiều thế lực, đem cái này phiến bí cảnh đào một mét, cũng không có phát hiện Thiên Châu biến bí tịch. Rất có thể, Thiên Châu biến bí tịch, không ở nơi này, cũng có thể, đã sớm bị người cướp đi. Nhưng, bất kể như thế nào, cái này phiến bí cảnh, cũng đủ yên lặng, sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Dạ Vô Tẫn một chữ một cái, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt cũng là dần dần lãnh khốc xuống, chậm rãi rút ra bên hông thính vũ kiếm, mũi kiếm chỉ trước Diệp Thần lỗ mũi. Ta cho ngươi 12 giờ chữa thương, 12 giờ sau đó, người ta liền bắt đầu quyết chiến. Diệp Thần nhìn gần trong gang tấc mũi kiếm, nói, là chỉ phân cao thấp, vẫn là nhất quyết sống chết. Dạ Vô Tẫn nhàn nhạt nói, không có vấn đề, dù sao ngươi giết không chết ta. Diệp Thần cười khanh khách, đúng là như vậy, đối phương cũng không phải là vậy thiên quân cao thủ, coi như sa sút, hắn cũng không khả năng giết chết đối phương. Đã như vậy, Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển bát quái thiên đan thuật, bắt đầu chữa thương. Dạ Vô Tẫn như cũ sách thính vũ kiếm, thần sắc lạnh nhạt rời đi, trốn vào bí cảnh thế giới trong núi rừng, thật giống như còn muốn đi tìm gì Thiên Châu biến bí tịch. Khắp nơi tới giữa, thỉnh thoảng có hung thú tiếng gầm gừ truyền tới. Cái này phiến bí cảnh, mặc dù không người, nhưng hung thú có rất nhiều. Diệp Thần ngược lại cũng không hoảng, dù sao có Dạ Vô Tẫn cái này miễn phí hộ vệ ở đây, hắn liền an tâm chữa thương. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, từ ban ngày đến nửa đêm, lại từ nửa đêm đến ban ngày. Rốt cuộc, 12 giờ đi qua. Diệp Thần mở mắt ra, hơi thở đã hoàn toàn khôi phục viên mãn, trạng thái đạt tới cao nhất, mở mắt vừa thấy, nhưng phát hiện bên cạnh đốt cái đống lửa. Dạ Vô Tẫn ngồi một mình ở trên đất, nướng mấy cái thú chân, bên cạnh có mấy đầu hung thú thi thể, cũng không biết hắn từ nơi nào săn tới. Cho ngươi. Dạ Vô Tẫn nắm lên một cái nướng chín thú chân, ném cho Diệp Thần. Diệp Thần vậy không khách khí, miệng to ăn thịt, lại cầm lên Dạ Vô Tẫn túi rượu uống một hớp. Sau khi ăn uống no đủ, Diệp Thần thoải mái thở dài nói, thống khoái. Dạ Vô Tẫn ánh mắt nhưng là lạnh lùng, nói chuẩn bị xong. Diệp Thần cũng là thu liễm lại thần sắc, nói chuẩn bị xong. Sau đó liền chậm rãi sử dụng Luân Hồi Thiên Kiếm, nắm trong tay. Trước mắt, Diệp Thần Luân Hồi Thiên Kiếm, đã có 4 đạo kiếm hồn, nội tình tương đương thâm hậu, toàn thân ám kim thân kiếm, biểu dương ra tương đương thần thánh sáng bóng. Tựa hồ là cảm nhận được cửu u kiếm hồn, ngay tại bên cạnh, Luân Hồi Thiên Kiếm cũng là không ngừng được, phát ra một hồi tiếng vo ve. Kiếm tốt, cần phải quay về ta. Dạ Vô Tẫn nhìn Diệp Thần trong tay Luân Hồi Thiên Kiếm, phát ra quát một tiếng thải, hai tròng mắt bạo sáng, lập tức huy động thính vũ kiếm, nhanh như tia chớp ám sát tới. Ngươi còn có thể chịu đựng, cứ việc cướp đi. Diệp Thần khua kiếm đón đỡ, hai cây kiếm giao phong, phát ra một tiếng giòn giã, tia lửa văng khắp nơi. Cái này một tí giao phong, Diệp Thần quả nhiên cảm giác được, Dạ Vô Tẫn cảnh giới tu vi, đã áp chế đến quá chân cảnh 6 tầng thiên, và mình giống nhau như đúc, chút nào cũng không chiếm tiện nghi, chính là muốn công bằng quyết đấu. Cửu U kiếm hồn, U Minh biến ảo. Dạ Vô Tẫn một tiếng khẽ quát, kiếm quang lưu chuyển, thúc giục cửu U kiếm hồn, tí ti lũ lũ đỏ tươi sương mù toát ra, lại ngay tức thì buộc vòng quanh một phiến quỷ dị U Minh thế giới. Ở nơi này phiến U Minh trong thế giới, khắp nơi đều là núi thây biển máu, hắc ám luyện ngục ảo ảnh, chung quanh vậy từng bụi to lớn hoa cỏ cây cối, cũng lộ vẻ được phá lệ quỷ dị, có vô số tiếng quỷ khóc vang lên, xâm nhập phạt người tâm thần. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, không nghĩ tới Dạ Vô Tẫn lại có thể như thế lợi hại, lại có thể thúc giục cửu U kiếm hồn một chút năng lượng. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng không sợ, bởi vì cửu U kiếm hồn, vốn chính là Luân Hồi Thiên Kiếm một phần chia. Hắn có luân hồi huyết mạch, điểm này U Minh dị tượng, không dọa được hắn.
nguyện vọng thiên tinh, cho ta trấn áp. Diệp thần ngay tức thì nhìn ra liền vậy u minh ảo ảnh sơ hở chỗ, nguyện vọng thiên tinh sử dụng, mình mông tinh thần ánh sáng sáng lên, như muốn chiếu vượt 10 triệu bên trong hắc ám. Vậy các loại u minh ảo ảnh, giống như thủy triều rút đi. Suy. Nhưng đột ngột lúc đó, một thanh trường kiếm, từ vậy u minh ảo ảnh bên trong phá giết ra, nhắm thẳng vào Diệp thần ấn đường, mũi nhọn lộ ra. Đây là Dạ Vô Tẫn sát chiêu. Diệp thần con người co rúc lại, trong lòng ám hô không tốt. Lúc đầu mới vừa cử u kiếm hồn, u minh ảo ảnh, chỉ là Dạ Vô Tẫn hư chiêu, dùng để mê muội hắn thôi. Một kiếm này mới thật sự là sát chiêu. Diệp thần sau lưng nhất thời toát mồ hôi lạnh, cái này Dạ Vô Tẫn, kiếm đạo quá quỷ dị xảo quyệt. Hắn tự thân rõ ràng là thiên quân, nhưng đối phó với Diệp thần, hay là dùng gần như đánh lén thủ đoạn, vì thắng lợi không tiếc bất cứ giá nào, thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn. Diệp thần bận bịu cấp bên trong, đã không kịp ngăn cản, cả người khí cơ đều bị phong tỏa, không thể làm gì khác hơn là dùng hết khí lực toàn thân, thoáng đi bên trốn một chút, tránh chỗ hiểm. Phốc xích. Dạ Vô Tẫn hung hăng một kiếm, xuyên qua Diệp thần đầu vai, máu tươi văng khắp nơi. Diệp thần liên tiếp lui về phía sau, đau nhức bứt rứt, ngũ quan đều vặn vẹo. Cái này một tí đối mặt, là có thể nhìn ra Dạ Vô Tẫn lợi hại. Liên liên Diệp thần kinh nghiệm chiến đấu như thế phong phú tồn tại, cũng bị hắn đánh lén thuận lợi. Luân hồi chi chủ, xem ra ngươi phải thua. Một kiếm thuận lợi, Dạ Vô Tấn cũng không có chút nào tự mãn, ánh mắt như cũ lãnh khốc, lần nữa khua kiếm vừa chuyển, lần này lại nữa đùa bỡn hư chiêu, mà là chân chân thiết thiết đại sát chiêu. Thái thượng loạn vũ đạo. Thính vũ kiếm huy động lúc đó, kiếm thế như loạn mưa vậy bắn ra, mỗi một điểm kiếm mang. Đều mang xuyên thấu thiên địa ác liệt uy thế. Thái thượng đạo pháp sao? Ta cũng có. Diệp thần quát to một tiếng, đón Dạ Vô Tẫn loạn mưa kiếm thế xông lên. Hắn biết rõ mình mất ra tay trước, lại bị đâm bị thương, nếu như khí thế lại suy yếu, vậy thì lại không lật bàn có thể. Cho nên, Diệp thần trực tiếp vận chuyển bát quái thiên đan thuật, rất miễn cưỡng chế trụ trên bả vai thương thế, bước nhanh trước xông lên. Sử dụng lôi bia, cả người sấm sét hơi thở nổ tung. Lôi pháp, thái thượng thiên điểu đạo. Thiên điểu trỗi lên tiếng càng thanh âm vang lên, vang động núi sông. Diệp thần cả thân sấm sét ánh sáng, hóa thành thiên điểu. Hắn luân hồi thiên kiếm giao đến tay trái, tay phải hư cầm, vậy thiên điểu lôi quang, chính là ở lòng bàn tay không ngừng hí, sấm sét màu tím mang khí không ngừng chấn động, đúng như chim hót vậy. Diệp thần thiên điểu lôi thiết. Chính là chưa từng có từ trước đến nay đi về trước nghiền đi, hung hăng cùng Dạ Vô Tẫn loạn mưa kiếm mang, xông lên đụng vào nhau. Loạn mưa phóng, thiên điểu nổ tung. Kiếm khí cùng sấm sét huy quang, bốn phía bùng nổ, kích thích bụi mù cuồn cuộn. Chu vi trong phạm vi mấy chục dặm, từng ngọn núi cao, ở hai người va chạm hạ, đều là vỡ sụp xuống, vô số rừng rậm cây lớn bị phá hủy. Bụi mù lăn lăn phóng lên cao, che đậy bầu trời. Khắp mọi nơi một phiến hắc ám. Vùng lân cận có một ít to lớn sáng lên nấm ăn, tản mát ra huỳnh quang, thoáng chiếu sáng hắc ám, tỏa ra Diệp thần cùng Dạ Vô Tẫn gương mặt. Giờ phút này, mặt của hai người bàng, đều có điểm dữ tợn, thân thể lay động, hiển nhiên đều bị thương. Thiên vũ tiên cửa thiên điểu đạo pháp, thất truyền không biết nhiều ít vạn năm, người lại có thể vậy sẽ. Dạ Vô Tẫn hơi có chút kiêng kỵ lui về phía sau một khoảng cách. Mới vừa Diệp thần thiên điểu đạo pháp, để cho hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn. Đó là ngày cũ thời đại, thiên vũ tiên cửa đã từng bí truyền đạo pháp, truyền thuyết đại biểu lôi pháp cứu cực. Lấy thiên điểu đạo pháp, khởi động sấm sét, có thể để cho sấm sét uy quang, bùng nổ đến mức tận cùng. Dạ Vô Tẫn tự nhiên không nghĩ tới, Diệp thần là lấy được ngày cũ chủ võ tuyệt thần truyền thừa, mới lĩnh ngộ thiên điểu đạo pháp, lần này thi triển, quả nhiên là uy quang mênh mông. Diệp thần bản thân, cũng đã luyện hóa lôi bia, nắm giữ hào hùng sấm sét năng lượng, lại lấy thiên điểu đạo pháp thi triển, dĩ nhiên là không chỗ nào bất lợi. Người loạn vũ kiếm đạo, vậy rất là ngoại hạng. Diệp thần khẽ cắn răng, cúi đầu nhìn xem thân thể, phát hiện mình quần áo, đều bị bắn ra từng cái lỗ thủng bên trong da, một phiến lửa đốt đỏ. Cái này là mới vừa cứng rắn đụng Dạ Vô Tẫn loạn vũ kiếm đạo, bị vô cùng mưa rơi kiếm mang nơi đánh cho bị thương. Nếu như không phải là Diệp thần thân xác cường hãn, vậy vô cùng loạn mưa kiếm điểm, đã đem hắn xuyên thủng thành một cái con nhím.
ha ha ha, vậy ngươi dứt khoát đầu hàng đi. Dạ Vô Tấn ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, nắm chặt Thính Vũ kiếm, lần nữa khua kiếm cuồng sát tới. Diệp Thần nhìn Dạ Vô Tấn kiếm, trong lòng trầm xuống. Dạ Vô Tấn coi như áp chế cảnh giới, nhưng dẫu sao là thiên quân, lại là thiên tài kiếm đạo của hắn, cường hãn. Trừ phi Diệp Thần, vận dụng chỉ nước một kiếm, mượn dùng không không thời không hơi thở, nếu không, cơ hồ không thể nào chiến thắng Dạ Vô Tấn. Mà Thái Thượng Thiên Điều Đạo, lôi pháp mặc dù cường hãn, nhưng đối với tự thân tiêu hao, cũng là khá là to lớn. Diệp Thần không chống đỡ được bao lâu, nhưng xem Dạ Vô Tấn hình dáng, năng lượng nhưng tựa như vô cùng vô tận vậy. Luân hồi thánh hồn thiên, mở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần tâm tư thay đổi thật nhanh, đột nhiên bước ra một bước, luân hồi thánh hồn thiên khai khải. Oanh! Trong thoáng chốc, hào hùng linh hồn hơi thở, liền từ Diệp Thần trên mình bộc phát ra. Hắn luân hồi thánh hồn trời, đã dung hợp bốn đạo hồn đạo mảnh vỡ, vô cùng cường hãn. Lần này mở, hung hãn linh hồn uy áp, chính là ùn ùn kéo đến tràn ngập ra. Nếu kiếm đạo không cách nào chiến thắng đối phương, vậy chỉ dùng linh hồn đi nghiền ép. Luân hồi hồn lực, tuyệt đối là cường hãn. Cái gì? Dạ Vô Tấn cảm nhận được Diệp Thần hồn lực, điên cuồng hô trào tới, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Hắn thân là trời quân, thần hồn dĩ nhiên cường hãn, không sợ uy hiếp. Nhưng Diệp Thần thả ra linh hồn uy áp, mang theo luân hồi áp lực. Hơn nữa, luân hồi thánh hồn trời, bản thân chính là đã từng 33 thiên thái thượng thần khí, xếp hạng thứ nhất tồn tại. Ở luân hồi thánh hồn thiên gia trì xuống, Diệp Thần linh hồn uy áp, đạt tới không thể tưởng tượng nổi bước, luân hồi huyết mạch lực uy hiếp, cũng là bùng nổ đến mức tận cùng. Ở nơi này cổ luân hồi hồn lực dưới sự xung kích, Dạ Vô Tấn đầu nhất thời biến dạng vậy đau đớn, kiếm thế cũng là làm một lần. Đấu chữ quyết, kiếm phá thương khung. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, lập tức khua kiếm chém điên cuồng ra. Đấu chữ quyết bùng nổ. Cuồng bạo đấu khí, hội tụ ở luân hồi thiên kiếm trên thân kiếm. Diệp Thần một kiếm này, liền muốn chảm phá thương khung vậy, chặn ngang hướng Dạ Vô Tấn chém chết đi. Dạ Vô Tấn tinh thần bị luân hồi hồn lực đánh vào, một kiếm này khó mà tránh qua. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ đến một chút, nếu như một kiếm này chém trúng, Dạ Vô Tấn không chết cũng phải trọng thương. Loạn mưa độn thuật. Nhưng vừa lúc đó, Dạ Vô Tấn thân thể, đột nhiên biến thành một bãi nước mưa. Không sai, chính là biến thành nước mưa. Diệp Thần một kiếm phá vỡ nước mưa, rào vang dội, lại không thương tổn tới Dạ Vô Tấn chân thân. Dạ Vô Tấn chân thân, xuất hiện ở phía trước một bụi cây trên đầu. Đây chính là Thái Thượng Loạn Vũ Đạo Diệu Pháp. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vậy quá trên Loạn Vũ Đạo, quả nhiên là tuyệt diệu tuyệt luân, không chỉ là có thể bùng nổ loạn mưa kiếm khí, còn có thể đem người hóa thành nước mưa, ở nguy cấp thời điểm, né tránh địch nhân sát thương. Luân hồi chi chủ, người thiên điểu lôi pháp, tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, cũng có thể thân hóa lôi đột, nhưng người không có phi thăng. Không có thái thượng thế giới quy luật gia trì, người không đạt tới cảnh giới này. Trận chiến này, là ta thắng không anh hùng. Dạ Vô Tấn ánh mắt sắc bén, ý nói, là hắn cảm thấy, mình đã thắng. Mặc dù Diệp Thần tu vi, vô cùng cường hãn, thậm chí vậy linh hồn đánh vào, liền Dạ Vô Tấn cũng không cách nào tương đương. Nhưng, bất kể như thế nào, Diệp Thần cuối cùng là người hạ giới. Hắn không phải thượng vị giả. Hắn không có phi thăng tới thái thượng thế giới, không có tiếp xúc tới thái thượng quy luật. Vậy quá lên đường pháp, coi như hắn nắm giữ, cũng không cách nào tu luyện tới tinh thâm. Bởi vì, chỉ có chân chính thượng vị giả, ở thái thượng thế giới cuộc sống tự do qua, mới có thể cảm ngộ đến mảnh thế giới kia mênh mông quy luật, từ đó đem tự thân đạo pháp, rèn luyện đến vô thượng cảnh giới. Diệp Thần nắm giữ thái thượng đạo pháp, vô luận hắn tu luyện thế nào, tối đa cũng chỉ là lớn thành. Không làm được lô hỏa thuần thanh, bởi vì hắn còn không phi thăng. Đây là thượng vị giả, cùng hạ vị người tuyệt đối chênh lệch. Có thể nói ác mộng. Dạ Vô Tấn khua kiếm, lăng không ám sát tới. Ùm ùm, thiên địa lôi đình chấn động, rồi sau đó hạ nổi lên mưa như chút nước mưa to. Kiếm hắn, kinh động thiên địa khí voi, dẫn phát loạn thiên mưa xối xả. Vô cùng mưa xối xả hội tụ, hóa thành thủy long cuốn. Đi đôi với Dạ Vô Tấn Thính Vũ kiếm, dễ như bỡn vậy hướng Diệp Thần chém chết đi. Diệp Thần cảm thấy một hồi hèn mọn.
thân là hạ vị người hèn mọn. Dạ Vô Tẫn nói không sai, hắn cuối cùng không có phi thăng, cuối cùng không đi qua thái thượng thế giới, không phải thượng vị giả. Chưa từng gặp thái thượng thế giới phép tắc mênh mông, liền không cách nào lĩnh ngộ thái thượng đạo pháp tinh túy, và chân chính thượng vị giả, cuối cùng có chất khác biệt. Dạ Vô Tẫn thính vũ kiếm, cuộn sạch muôn vàn thủy long cuốn, vô cùng loạn nước mưa giọt, ùn ùn kéo đến tự nhiên tới. Một kiếm này, không chỉ là kiếm đạo nghiền ép, còn có thái thượng thế giới phép tắc nghiền ép. Là thượng vị giả, đối hạ vị người nghiền ép. Luân hồi chi chủ thì như thế nào, không có chân chính phi thăng, cuối cùng là một cái hạ vị người thôi. Không, ta không cam lòng. Diệp Thần nội tâm toát ra một cổ tức giận, rất lâu chưa từng có tức giận. Vì sao mảnh thiên địa này, muốn phân chia lên chức hạ vị? Vì sao người vừa sanh ra, thì phải phân chia cao thấp giàu nghèo? Thiên lý, công đạo ở chỗ nào? Diệp Thần đã rất lâu không có đi suy tính, thượng vị giả và hạ vị người chênh lệch, chỉ là một mực đang chiến đấu. Nhưng đến hiện tại, ở Dạ Vô Tẫn kiếm thế uy áp hạ, hắn mới chợt tỉnh ngộ. Thượng vị giả và hạ vị người, cuối cùng có một tầng đáng buồn xa cách. Hạ vị người nếu như không phi thăng, cả đời đều không cách nào lãnh hội thái thượng phép tắc tuyệt diệu cùng minh mông. Diệp Thần nhìn Vô Tận loạn mưa kiếm thế, gào thét tới, nội tâm tức giận sau đó, chính là bình tĩnh lại. Hắn đang suy tư, luân hồi nghĩa sâu xa. Có lẽ, luân hồi chi chủ muốn thành lập thế giới luân hồi, để cho thế gian hết thảy đều có trật tự, chính là muốn đánh vỡ tôn ti giàu nghèo hạn chế, đánh vỡ lên chức hạ vị hạn chế, để cho tất cả người cũng có thể chân chánh cảm nhận được, chí cao vô thượng phép tắc tuyệt vời chỗ. Diệp Thần đạo tâm, tiến vào một cổ huyền diệu khó giải thích ảo diệu cảnh giới. Hắn lửa giận trong đôi mắt, thở bình thường lại, xuất hiện một cổ từ bi, một cổ thương hại. Dạ Vô Tẫn thấy Diệp Thần ánh mắt, cả người cũng run rẩy một tí. Hắn nhớ lại một người. Một cái bé gái. Đã từng ngày cụ đứng đầu con gái, từ bi chủ võ giao. Sau đó, Dạ Vô Tẫn liền thấy, Diệp Thần nhẹ nhàng nâng khởi thủ, không có bất kỳ linh khí cùng uy áp gia trì, chính là bình thường không có gì lạ giơ tay lên. Bàn tay một chảo, như lữ nhân nắm một phiến rơi xuống lá cây. Dễ dàng, liền bắt được Dạ Vô Tẫn thân kiếm. Rào, đầy trời mưa xối xả tản đi. Tất cả loạn mưa kiếm thế, toàn bộ tan vỡ. Dạ Vô Tẫn kiếm, cũng chỉ còn lại có một chi thiết điều mà thôi, bị Diệp Thần nhẹ nhàng chộp vào trong tay. Cái này, điều này sao có thể? Dạ Vô Tẫn hoàn toàn kinh hãi, Diệp Thần rõ ràng không có dùng linh khí, tại sao có thể nghiền nát hắn tất cả thế công? Đây là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Mơ hồ tới giữa, Dạ Vô Tẫn cảm thấy một hồi đáng sợ chập chờn. Cổ ba động này, cùng bất kỳ thế giới hiện thật quy luật, cũng không có quan. Đây là không không thời không chập chờn. Giờ khắc này Diệp Thần, ánh mắt hờ hững. Đạo tâm bước vào một loại vô cùng huyền diệu cảnh giới. Đó chính là không không cảnh giới. Đang suy tư luân hồi, suy tính hạ vị người cùng cấp trên chênh lệch lúc đó, Diệp Thần đạo tâm, siêu nhiên vật ngoại, lại trong sâu thẳm, chạm được không không bí ẩn. Không không phép tắc uy năng, đủ để nghiền nát thực tế hết thảy tồn tại, cho nên Diệp Thần chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, liền hoàn toàn hóa giải Dạ Vô Tẫn tất cả thế công. Phốc xích. Dạ Vô Tẫn cuồng phún ra một ngụm máu tươi, tùng kiếm hoảng hốt lui về phía sau. Ở không không phép tắc dưới sự uy hiếp, hắn tinh thần thiếu chút nữa bị đẩy vào vực sâu vô tận, tại chỗ hộc máu. Ho! Rồi sau đó, Diệp Thần vậy ho khan kịch liệt một tiếng, khóe miệng thấm vào ra máu tươi, trong tay nắm thính vũ kiếm rớt xuống đất, ngũ tạng lục phủ như vặn cắt vậy đau đớn. Cái này cổ đạo tâm hiểu ra cảnh giới, chỉ là kéo dài trong nháy mắt. Liền không cách nào lại duy trì tiếp. Dẫu sao, Diệp Thần thực tế lưng đeo nhân quả, chân thực quá mức phức tạp, căn bản không có thể chân chánh làm được siêu nhiên vật ngoại, đặt chân không không. Hơn nữa, hắn nhục thân cảnh giới, còn chưa đủ để chịu đựng không không cấp đạo tâm, chỉ là hoảng hốt một cái chớp mắt, liền bị đánh hồi nguyên hình. Nhưng, hoảng hốt một cái chớp mắt, đã đủ rồi. Dạ Vô Tẫn gương mặt một phiến trắng bệch, bị thương rất nặng. Miễn cưỡng chống đỡ không có ngã xuống đất. Hắn đã thua. Ngươi thua. Diệp Thần ngắm nhìn Dạ Vô Tẫn, giọng bình tĩnh nói. Ngay sau đó, hắn thi triển ra bát quái thiên đan thuật, trực tiếp chữa trị Dạ Vô Tẫn thương thế. Dạ Vô Tẫn gương mặt tái nhợt,
rất nhanh khôi phục đỏ thắm, thương thế có vẻ chuyển biến tốt, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Thần, chỉ cảm thấy Diệp Thần cả người cũng đang sáng lên. Đó là từ bi, huy hoàng, ôn hòa, nhân hậu, nhưng lại tràn đầy lực lượng quang. Không hổ là luân hồi chi chủ, người đạo tâm, xa xa vượt qua trần thế, ta thua được tâm phục khẩu phục, người cuối cùng sẽ siêu thoát thực tế, chứng đạo không không. Dạ Vô Tấn thở dài một tiếng, tiến lên trước hai bước, muốn nhặt mình về kiếm, nhưng nhớ tới ước định, lại dừng lại. Dựa theo ước định, cái này cầm thính vũ kiếm, liền trở về ta. Diệp Thần bàn tay cách không một chảo, đem trên đất thính vũ kiếm bắt lại, chặt nắm chặt trong tay. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thính vũ kiếm thân bên trong vậy cổ cường hãn kiếm hồn chập chờn. Đó là cửu u kiếm hồn. Nếu như dung hợp cửu u kiếm hồn, luân hồi thiên kiếm lực sát thương, nhất định có thể thật to tăng lên. Dạ Vô Tấn ngắm nhìn thính vũ kiếm, cả người run rẩy một tí, môi vù vù động, muốn nói gì, nhưng cuối cùng yên lặng. Thanh kiếm này đối ngươi rất trọng yếu. Diệp Thần nắm thính vũ kiếm, hỏi. Ừ, cao nhất nguyên binh, giá trị không phải chuyện đùa, dõi mắt thế giới hiện thật, tổng số tính sẽ không vượt qua 100. Cái này cầm thính vũ kiếm, ta kiếm môn truyền thừa không biết nhiều ít vạn năm, ngày hôm nay rơi vào ở trên tay ngươi, ta thẹn với sư môn. Dạ Vô Tấn thân thể run rẩy được càng ngày càng lợi hại, thanh âm cũng đang run run rẩy, hoàn toàn không có mới vừa bình tĩnh. Hiển nhiên, bị mất thính vũ kiếm, đối hắn mà nói, không thấp hơn tai họa ngập đầu. Diệp Thần yên lặng một tí, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, nguyện thua cuộc, người không trách ta. Cái này cầm thính vũ kiếm, Diệp Thần là không thể nào trả lại. Bởi vì, cửu u kiếm hồn đang ở bên trong, nếu là đưa cho Dạ Vô Tấn, tới tay cửu u kiếm hồn sẽ không có. Huống chi, Dạ Vô Tấn sau lưng kiếm môn, cùng ma tổ vô thiên có thiên ti vạn lũ quan hệ, cướp lấy thính vũ kiếm, cũng có thể suy yếu kiếm môn thế lực, tiến tới suy yếu ma tổ vô thiên. Ta không trách ngươi, là ta kỹ không bằng người. Dạ Vô Tấn cười thảm một tí, gương mặt lại dần dần trắng bệch. Lần này không phải bị thương, mà là bởi vì mất thính vũ kiếm, giá phải trả quá lớn. Diệp Thần không nói. Hai người giữ yên lặng, chỉ có gió thổi qua, hù hù vang dội. Qua ước chừng một nén hương thời gian, Dạ Vô Tấn rốt cục thì tiếp nhận thực tế, thở dài một tiếng nói. Luân hồi chi chủ, hôm nay có thể thấy được thần thông của ngươi, ta cuộc đời này đã không uổng công, chỉ mong ngươi có thể thật tốt đối đãi cái này cầm thính vũ kiếm, cáo từ. Dứt lời, Dạ Vô Tấn xoay người biến dạng hư không, hoàn toàn rời đi. Diệp Thần nắm thính vũ kiếm, lắc đầu cười một tí. Thanh kiếm này, đối Dạ Vô Tấn mà nói, ngang hàng là vận mệnh vậy tồn tại, vô cùng chân quý. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, cùng sắt vụn kém không nhiều. Hắn chừng 7 thanh thiên kiếm, thông thường cao nhất nguyên binh, hắn căn bản không đặt ở bên trong mắt. Hắn chỉ là muốn cửu u kiếm hồn thôi. Lập tức, Diệp Thần lấy ra luân hồi thiên kiếm, cùng thính vũ kiếm đặt chung một chỗ. Hai cây kiếm vừa tiếp xúc, thính vũ kiếm ông một tiếng, từng luồng màu đỏ sương mù tràn ngập ra, đi luân hồi thiên kiếm hội tụ đi. Vậy từng luồng màu đỏ sương mù, tất nhiên cửu u kiếm hồn linh khí. Giờ phút này, cửu u kiếm hồn linh khí, đang không ngừng đi luân hồi thiên kiếm vào tới. Vù vù, luân hồi thiên kiếm vậy chấn động lên, thân kiếm bao trùm lần trước tầng màu máu lưu quang, như mộng như ảo. Cùng dung hợp cửu u kiếm hồn, vậy thì kém cuối cùng một đạo tu la kiếm hồn, luân hồi thiên kiếm là được khôi phục viên mãn. Diệp Thần nội tâm vô cùng vui sướng, nhưng lại nghĩ tới Tiêu Áo Vải nói, hắn chân mày liền chặt nhíu lại. Tiêu Áo Vải nói qua, luân hồi thiên kiếm kiếm khí, tự thành cấm chế, muốn đánh phá cấm chế, nhất định phải dựa vào binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, bảo thiên binh. Diệp Thần những ngày qua, sử dụng luân hồi thiên kiếm thời điểm, đúng là cảm giác uy lực có hạn, không có như vậy nghiền diệt hết thảy, chém chết hết thảy, vượt qua hết thảy cường hãn mũi nhọn, và cái khác thiên kiếm uy lực cũng kém không nhiều, không có đặc thù gì địa phương. Nguyên nhân này, một mặt là luân hồi thiên kiếm lục đạo kiếm hồn, còn không hội tụ nguyên vẹn. Mặt khác, là thanh kiếm này còn mang có cấm chế. Ở cấm chế không có bể mở trước, sát phạt mũi nhọn khó mà biểu dương. Diệp Thần phỏng đoán, coi như gom đủ lục đạo kiếm hồn, hắn tối đa cũng chỉ có thể phát huy luân hồi thiên kiếm 2-3 thành mũi nhọn, muốn bùng nổ tuyệt đối đỉnh cấp, nhất định phải phá hỏng tất cả cấm chế mới được.
muốn phá vỡ cấm chế, cần dựa vào binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa. Binh tự quyết, vốn là và binh khí có liên quan, nếu có thể nắm giữ trung cực nghĩa sâu xa, vô luận phương diện binh khí có cấm chế gì, đều có thể ung dung phá vỡ. Muốn luyện thành binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, cần lấy giết chứng đạo, giết chết bên người tất cả người thân cận, đây có thể phiền toái. Diệp Thần chau mày. Binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, tên là đất bạo thiên binh. Kiếm thần lão tổ đệ tử Tiêu Áo Vải, đã từng nói, như muốn luyện thành bạo thiên binh, tu được giết chứng đạo. Tiêu Áo Vải vì tu luyện bạo thiên binh, liền đã từng giết chết mình cha mẹ, bên người người thân cận toàn bộ chém rớt, phương nhưng chân chính làm được lấy giết chứng đạo. Cái loại này cử động, đơn giản là điên cuồng. Diệp Thần tự nhiên không sẽ làm như vậy, nhưng phải làm như thế nào đến lấy giết chứng đạo, lĩnh ngộ bạo thiên binh, hắn liền có chút bối rối. Trước mắt Diệp Thần binh tự quyết tu vi, đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng khoảng cách trung cực nghĩa sâu xa cảnh giới, cuối cùng kém một tầng. Cái này một tầng, chậm chạp không có thể đột phá, có lẽ chính là thiếu chân chính tàn nhẫn máu tanh giết hại. Minh giả, hung khí vậy. Minh tự quyết, ở Phạm Thiên Thần Công bên trong, vốn chính là giết người hơi thở nồng đậm nhất tồn tại. Người muốn lấy giết chứng đạo, lĩnh ngộ binh tự quyết trung cực, cũng không cần thật tự mình giết người. Ngay tại Diệp Thần phiền não thời điểm, hỗn độn viêm đế thanh âm, nhưng là từ luân hồi mộ địa bên trong truyền ra. À, tiền bối, người có biện pháp gì? Diệp Thần trong lòng động một cái, hỏi. Còn nhớ ly hỏa chi cảnh sao? Hỗn độn viêm đế cười hỏi. Dĩ nhiên nhớ, ly hỏa chi cảnh, là tiền bối người bảo tàng ở địa phương đó. Diệp Thần sử dụng một món sen lửa, là hỗn độn viêm đế trước đây giao cho hắn, có thể cảm giác được ly hỏa chi cảnh tồn tại. Không sai, ở ta trong bảo tàng mặt, có ta năm đó lưu lại thần hỏa, còn có một kiện pháp bảo. Hỗn độn viêm đế nói. Pháp bảo gì? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. 33 thiên thái thượng thần khí, hồng quân thất bảo một trong, người đồ thánh bôi. Hỗn độn viêm đế giọng vang vang nói. Hồng quân thất bảo, người đồ thánh bôi. Diệp Thần con ngươi hơi co rúm lại, phải biết, hồng quân thất bảo, toàn bộ là hồng quân lão tổ tự tay chế tạo, mỗi một kiện đều có cực kỳ cường hãn uy năng. Ví dụ như ma tổ vô thiên trong tay ma la kinh tràng, chính là hồng quân thất bảo một trong. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, ở hỗn độn viêm đế trong bảo tàng, cũng có một kiện hồng quân lưu lại pháp bảo, gọi là người đồ thánh bôi. Người này đồ thánh bôi, là hồng quân lão tổ tự tay chế tạo. Năm đó, hồng quân lão tổ vì chứng đạo không không, thử qua vô số biện pháp. Trong đó, hắn liền từng thử qua lấy giết chứng đạo, giết chết hàng tỷ cái vũ trụ bên trong sinh linh, tích lũy hạ vô tận sát nghiệt máu tươi. Hỗn độn viêm đế thanh âm mang cảm khái, nói. Hàng tỷ vũ trụ sinh linh, hồng quân lão tổ lại có thể. Diệp Thần cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hỗn độn viêm đế liếc Diệp Thần một mắt, khá có chút khinh thường nói, ha ha, nếu không ngươi lấy là, hồng quân lão tổ là người tốt. Loại cảnh giới đó nhân vật lớn, không có tốt xấu xa phân chia, thế tục thiện ác đạo đức, đối bọn họ mà nói, cùng chó má kém không nhiều, vì chứng đạo, hết thảy đều có thể chém chết. Diệp Thần trong lòng rung động, suy nghĩ kỹ một chút, hỗn độn viêm đế vậy nói không sai. Xem hồng quân lão tổ như vậy nhân vật lớn, làm sao có thể câu nệ tại thế tục đạo đức, chỉ cần có năng lực hóa giải máu nghiệt nhân quả, tàn sát hàng tỷ người, cũng chính là đàn hồi ngón tay sự việc. Hỗn độn viêm đế nói tiếp, người nọ đồ thánh bôi, chính là hồng quân lão tổ, dùng hàng tỷ sinh linh máu tươi hải cốt đúc, lại dùng tự thân sát niệm rèn luyện, hơi thở vô cùng kinh khủng. Hồng quân lão tổ, năm đó có cái thước hiệu chính là để cho người đồ sát, hắn lưu lại người đồ thánh bôi, sát khí ngút trời. Ta năm đó bất ngờ đạt được người đồ thánh bôi, chỉ là sờ một tí, đạo tâm thiếu chút nữa bị vô tận sát niệm nuốt mất. Vậy tôn thánh bôi, thật sự là không có thể tưởng tượng đáng sợ. Hỗn độn viêm đế thanh âm mang một chút sợ, cho dù là hắn, đỉnh cấp thời điểm, cũng khó mà ngăn cản người nọ đồ thánh bôi sát khí ngút trời. Có thể tưởng tượng được, người nọ đồ thánh bôi, có kinh khủng dường nào. Thằng nhóc, người như muốn lấy giết chứng đạo, liền đi tìm ta bảo tàng. Ta trong bảo khố chân quý nhất pháp bảo, chính là người nọ đồ thánh bôi. Người đạo tâm cường hãn, có lẽ có thể chịu đựng người đồ thánh bôi đánh vào. Nghe xong hỗn độn viêm đế mà nói, Diệp Thần như cũ thuộc về to lớn rung động kinh hãi bên trong.
hắn nơi nào nghĩ đến, Hồng Quân lão tổ lại còn là người đồ sát, đã từng vì chứng đạo không không, tàn sát qua vô số sinh linh. Người nọ đồ thánh bôi, chính là dùng vô số máu tươi, xương trắng, thi thể, mạng người, sát niệm, đúc nên. Như quả thật có thể bắt được người đồ thánh bôi, cũng thành công luyện hóa, có lẽ, Diệp Thần là có thể lấy giết chứng đạo, lĩnh ngộ binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, không cần đi tàn sát thân nhân bạn bè tàn nhẫn như vậy. Tiền bối, người bảo tàng sở tại, vậy ly hỏa chi cảnh, rốt cuộc ở địa phương nào? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Muốn bắt được người đồ thánh bôi, ít nhất phải tìm được ly hỏa chi cảnh nói sau. Hỗn độn viêm đế lườm một cái, nói ta nơi nào biết, thế sự biến đổi, sơn hà nghịch chuyển, cuộc bể dâu, thời gian qua lâu như vậy, liền chính ta, cũng không tìm được ly hỏa chi cảnh tồn tại, chỉ có thể dựa vào ngươi. Diệp Thần có chút không nói, nói, được rồi. Lập tức, Diệp Thần thu liếm tâm thần, tiếp tục đem thính vũ kiếm bên trong cửu u kiếm hồn, dẫn dắt nhập luân hồi thiên kiếm bên trong. Đây là, Dạ Vô Tẫn sa sút, như đưa đám trở lại thái thượng thế giới kiếm môn. Cả tòa kiếm môn, khói mù bao phủ, mây sấm chấn động, có từng tia tai khí, bao trùm khắp nơi, lộ vẻ được đặc biệt kinh ngạc. Dạ Vô Tẫn thấy vậy, trong lòng ngầm kinh, biết là mình bị mất thính vũ kiếm, đưa tới đại hung triệu, không hề đo lường tai khí, bao phủ ở kiếm môn sơn môn trên. Vô Tẫn, trưởng giáo kêu ngươi đi qua. Mấy đạo lưu quang, từ phương xa bắn nhanh tới, hạ xuống ở Dạ Vô Tẫn trước mặt, là kiếm môn mấy trưởng lão. Một người cầm đầu, chính là Dạ Vô Tẫn lên đường trước, muốn ngăn trở hắn ông già. Tống trưởng lão, ta. Dạ Vô Tẫn rất là xấu hổ, ánh mắt như đưa đám. Trưởng lão kia kêu Tống Cát, lạnh lùng nói, không cần nói nhiều, trưởng giáo kêu ngươi lập tức đi tới. Dạ Vô Tẫn ảm đạm gật đầu nói, ừ. Hắn biết mình sa sút, cũng bị mất thính vũ kiếm, chuyện này quan hệ trọng đại, khẳng định làm động tới thiên cơ nhân quả. Coi như hắn không nói, kiếm môn các cao tầng, thấy tai khí hạ xuống, hơi thêm suy diễn, cũng biết ngọn nguồn. Dạ Vô Tẫn sải bước đạp vào sơn môn, trên trời ùng ùng hạ nổi lên lôi mưa, hắn chỉ cảm thấy một hồi thê lương. Một đường tiến về phía trước, Dạ Vô Tẫn đi tới kiếm môn trưởng giáo động phủ. Kiếm môn trưởng giáo, tên là Trương Thanh Vũ, vô lượng thiên quân cấp bậc cao thủ. Hắn động phủ, treo một bức họa. Dạ Vô Tẫn cúi đầu, đi vào bức họa kia bên trong. Trương Thanh Vũ năm đó chứng đạo không không thất bại, thân thể bị nghiền thành một tờ giấy vậy, ở thế giới hiện thật sinh hoạt khá là khó khăn, cho nên lúc bình thường, đều ở đây trong tranh thế giới bế quan. Trong tranh thế giới, sơn thủy nhuộm mực, hết thảy đều là mơ hồ, nước trong mực nhuộm hình dáng. Dạ Vô Tẫn mỗi đi một bước, dưới chân thì có một bãi mực dạo rực. Hắn đi vào không bao lâu, Tống Cát cùng mấy trưởng lão, vậy đi theo tiến vào. Phía trước hát mực sơn thủy bên trong, mực vẫn tung bay, một hồi vặn vẹo, hội tụ ra kiếm môn trưởng giáo Trương Thanh Vũ bóng người. Trương Thanh Vũ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt không giận tự uy, ngắm nhìn Dạ Vô Tẫn, nói. Vô Tẫn, người chọn lựa chiến luân hồi chi chủ, kết quả như thế nào? Dạ Vô Tẫn quỳ sụp xuống đất, nói, hồi bẩm trưởng giáo, đệ tử kỹ không bằng người, thua ở luân hồi chi chủ dưới quyền. Trương Thanh Vũ gật gật đầu nói, ừ, thắng bại là chuyện thường binh ra, ta cũng không trách ngươi, ngươi thính vũ kiếm đâu. Ánh mắt bắn về phía Dạ Vô Tẫn giữa eo, nơi đó nhưng là trống trơn như vậy. Ta, Dạ Vô Tẫn mồ hôi lạnh nhễ nhại, môi xanh trắng, nói ta cùng luân hồi chi chủ quyết định đánh cuộc, ta thua, liền đem thính vũ kiếm giao cho hắn. Nghe vậy, Trương Thanh Vũ ra mặt co rút một tí, nói ai kêu ngươi loạn định đánh cuộc. Vậy thính vũ kiếm là bổn môn trọng bảo, bên trong phong ấn một đạo cửu u kiếm hồn, giá trị không phải chuyện đùa. Ai cho ngươi lá gan, cầm thính vũ kiếm đi đánh cuộc. Dạ Vô Tẫn cả người run rẩy, nói trưởng giáo, thanh kiếm kia, ngươi ban cho ta có quyền xử trí, lần này mất, là ta sai, nhưng... Bót! Hắn lời còn chưa nói hết, trước mắt mực ảnh chớp mắt, Trương Thanh Vũ đã hung hăng tát hắn một bạt tai. Ta cho ngươi chính là của ngươi. Ngươi thật là to gan, bổn môn trọng bảo cũng dám cầm đi đánh cuộc. Trương Thanh Vũ cặp mắt tức giận đến cơ hồ muốn phun lửa, hắn không nghĩ tới Dạ Vô Tẫn lớn gan như vậy, lại sẽ cầm thính vũ kiếm đi đánh cuộc. Tống Cát trưởng lão đứng ra, ánh mắt cũng là mang che lấp, nói, Vô Tẫn, ngươi áp chế cảnh giới,
cùng vậy luân hồi chi chủ quyết đấu, coi như thua, người vậy có thể khôi phục thiên quân thủ đoạn, trực tiếp không nhận nợ là được, vì sao phải ngu xuẩn như vậy, thật đem Thính Vũ kiếm giao cho hắn. Dạ Vô Tẫn nói, trưởng lão, nhưng mà như vậy, há chẳng phải là ruồng bỏ chữ tín. Tống Cát hì hì cười lạnh một tiếng, nói chữ tín nhằm nhò gì. Ngươi lại không phát qua thể độc, không cần lo lắng nhân quả cắn trả, coi như không nhận nợ, vậy luân hồi chi chủ có thể thế nào ngươi vì sao? Dạ Vô Tẫn nói, nhưng mà, trưởng lão, ngươi không phải nói, luân hồi chi chủ sau lưng, có Nhâm Phi Phàm bảo vệ sao? Tống Cát thở dài nói, chỉ cần ngươi không bị thương tính mạng hắn, vậy Nhâm Phi Phàm vậy sẽ không dễ dàng hiện thân, à, ngươi đầu óc không biết biến báo, quá mức máy móc, luyện kiếm thật thành si nhi. Dừng một chút, Tống Cát lại ngẩng đầu nhìn Trương Thanh Vũ nói, trưởng giáo, thật may chúng ta còn không đem bổn môn bí mật, nói cho hắn, nếu không sợ rằng làm hư đại sự. Dạ Vô Tẫn vội nói, trưởng lão, bổn môn có gì bí mật trọng đại? Vì sao các ngươi một mực không chịu theo ta nói? Không cần nói nữa. Trương Thanh Vũ không nhìn được phất phất tay, hắn luôn muốn đào tạo Dạ Vô Tẫn, thành là tâm phúc. Nhưng từ chuyện hôm nay xem ra, Dạ Vô Tẫn đích xác là một kiếm si, rất nhiều chuyện cũng không biết biến báo, lại có thể không giải thích được, liền bị mất kiếm môn trọng bảo Thính Vũ kiếm. Ngươi làm mất bổn môn truyền thừa mười mấy vạn năm Thính Vũ kiếm, dựa theo môn quy, nên làm phế bỏ đan điền, trục xuất sư môn. Nghe nói như vậy, Dạ Vô Tẫn thoáng chốc mặt xám như cho tàn, quỳ xuống đất, nói trưởng giáo chí tôn, khai ân. Trương Thanh Vũ mặt âm trầm, không nói gì, chỉ hướng Tống Cát phất tay một cái. Tống Cát cũng là ánh mắt lạnh lùng, đạp tiến lên, bắt Dạ Vô Tẫn cổ áo, nói, Vô Tẫn, người hôm nay bị mất Thính Vũ kiếm, là ta kiếm môn vạn cổ tội nhân, người thẹn với kiếm môn thất tử danh hiệu, hôm nay ta liền muốn phế bỏ ngươi đan điền, đem ngươi trục xuất sư môn, ngươi còn có lời gì muốn nói? Kiếm môn rất nhiều thiên tài bên trong, nổi danh nhất có 7 người, gọi là kiếm môn thất tử. Dạ Vô Tẫn chính là kiếm môn thất tử một trong. Nhưng, hắn hôm nay phạm vào lỗi, thực sự quá lớn, kiếm môn đã không tha cho hắn. Trưởng lão, khải ân, ta có thể đem đền bù qua. Dạ Vô Tẫn lòng như đao cắt, liền liền khẩn cầu, nội tâm bi thương dưới, loạn mưa kiếm tâm chấn động thiên địa, lại làm được cái này phiến trong tranh thế giới, bay lên mưa to. Từng giọt nước mưa, rơi vào thủy mặc trên vùng đất, nhặt lên một bãi than mực, như mộng như ảo. Đem đền bù qua liền không cần, nhận tội đi. Tống Cát giơ bàn tay lên, liền muốn phế bỏ Dạ Vô Tẫn đan điền. Sư phụ, chậm đã. Lúc này, một giọng nói vang lên. Chỉ gặp một cái lưng đeo màu đỏ trường kiếm nam tử, sải bước vào trong tranh bên trong thế giới. Tống Viêm Quân. Dạ Vô Tẫn nhìn nam tử kia, da mặt nhảy lên một tí. Nam tử kia tên là Tống Viêm Quân, đã từng cùng Dạ Vô Tẫn, cạnh tranh kiếm môn thất tử danh hiệu, nhưng cuối cùng bị Dạ Vô Tẫn đánh bại. Cái này Tống Viêm Quân, vẫn là Tống Cát trưởng lão đệ tử thân truyền. Viêm Quân, ngươi tới làm gì? Tống Cát trưởng lão chậm rãi nói. Tống Viêm Quân chắp tay một cái, nói, sư phụ, trưởng giáo, cái này Dạ Vô Tẫn tội đại ác vô cùng, cũng không cần các ngươi ra tay, ta tới phế bỏ hắn đan điền đi. Tống Cát ngẩn ra, nhìn trưởng giáo Trương Thanh Vũ một mắt. Trương Thanh Vũ không nói gì, là ngầm cho phép. Tống Cát gật đầu một cái, nói, được, liền giao cho ngươi xử trí. Nói xong, hắn liền bắt Dạ Vô Tẫn cổ áo, phong tỏa hắn linh khí, trực tiếp ném cho Tống Viêm Quân. Đa tạ sư phụ. Tống Viêm Quân đại hỉ, nhìn trên đất Dạ Vô Tẫn, hì hì cười lạnh nói, Vô Tẫn sư huynh, vậy xin lỗi, ai kêu ngươi khùng như vậy ngông, làm mất ta kiếm môn cao nhất binh khí, ngày hôm nay ngươi bị phế đan điền, trục xuất sư môn, cũng là lỗi do tự mình gánh. Dứt lời, Tống Viêm Quân nâng lên tay, hung hăng một chưởng, đánh vào Dạ Vô Tẫn trên bụng. Phốc! Dạ Vô Tẫn há mồm cuồng phún ra máu tươi, chỉ cảm thấy bụng đau nhức, đan điền đã bể tan tành. Trừ đan điền bị phế bên ngoài, hắn rõ ràng cảm thấy, có một món nóng bỏng ly hỏa ám kình, chui vào mình trong cơ thể. Tống Viêm Quân, ngươi! Dạ Vô Tẫn gương mặt vặn vẹo, biết Tống Viêm Quân là dùng việc công để báo thù riêng, trừ phế bỏ hắn đan điền bên ngoài, còn âm thầm cho hắn chôn một món thâm độc sát khí, cùng vậy sát khí phát tác, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trưởng giáo, sư phụ. Tống Viêm Quân phế bỏ Dạ Vô Tẫn đan điền sau đó,
liền đứng lên, khom người hướng Trương Thanh Vũ cùng Tống Cát thi lễ. Trương Thanh Vũ sắc mặt âm trầm, cũng không nói nhảm, tay áo bảo phất một cái, Dạ Vô Tẫn thân thể bay ra trong tranh thế giới. Từ hôm nay trở đi, vậy Dạ Vô Tẫn liền không còn là ta kiếm môn đệ tử. Tống Viêm Quân, kiếm môn thất tử vắng mặt, liền do ngươi bổ sung. Trương Thanh Vũ nhàn nhạt nói. Tống Viêm Quân đại hỉ, nói, đa tạ trưởng giáo. Tống Cát trưởng lão nhưng là lo lắng, nói trưởng giáo, chúng ta bị mất Thính Vũ kiếm, đạo thống khí vận lớn bị ảnh hưởng, sau này nên làm như thế nào? Trương Thanh Vũ trầm ngâm một hồi, liền cau mày nói, ly hỏa chi cảnh rơi xuống, điều tra được như thế nào? Tống Cát trưởng lão nói, người nói là ngày xưa hỗn độn viêm đế bảo tàng sở tại, ly hỏa chi cảnh. Trương Thanh Vũ nói, không sai. Tống Cát trưởng lão nói, ly hỏa chi cảnh rơi xuống, ta đã sớm tra được, thậm chí mang Viêm Quân cùng đi qua vậy bí cảnh vòng ngoài, đoạt được một chút ly hỏa thần viêm, cho hắn tu luyện nội tức. Vừa nói nhìn về Tống Viêm Quân. Tống Viêm Quân vội nói, chính phải. Hắn mới vừa ngay tại Dạ Vô Tẫn đan điền bên trong, lặng lẽ chôn xuống một đạo ly hỏa sát khí, đủ để đem Dạ Vô Tẫn giết chết. Trương Thanh Vũ nói, ta nghe nói ở ly hỏa chi cảnh bên trong, cất giấu hỗn độn viêm đế trọn đời bảo vật, trong đó có hai đại chí bảo, cũng phải hắn còn để lại thần hỏa, hai là trong truyền thuyết người đồ thánh bôi. Chúng ta bị mất Thính Vũ kiếm, tổn thất quá lớn, dưới mắt chỉ có thể dựa vào ly hỏa chi cảnh bổ sung, nếu là có thể tìm được hỗn độn viêm đế thần hỏa, còn có người nọ đồ thánh bôi, vậy tất cả tổn thất, đều có thể bù đắp lại. Tống Cát âm thầm chắc lưỡi hít hà, nói, nhưng mà, trưởng giáo, chỗ đó, nhưng mà Vạn Khư Thần Điện đang ngó chừng sao. Ly hỏa chi cảnh, đặc biệt thần bí, bên trong có rất nhiều bảo vật. Hấp dẫn người nhất bảo vật, dĩ nhiên chính là hỗn độn viêm đế năm xưa lưu lại bổn mạng thần hỏa, còn có trong truyền thuyết 33 thiên thái thượng thần khí, hồng quân thất bảo một trong, người đồ thánh bôi. Cái này hai kiện bảo bối, giá trị không phải chuyện đùa, Vạn Khư Thần Điện đã sớm âm thầm để mắt tới, chuẩn bị cướp lấy. Chỉ là bởi vì người đồ thánh bôi sát khí quá lớn, hình thành cấm chế quá nặng, người bình thường khó mà đi vào thôi. Trương Thanh Vũ nếu như muốn tranh đoạt ly hỏa chi cảnh mà nói, đó chính là cùng Vạn Khư là địch. Trước kia, Tống Cát trưởng lão đã từng mang Tống Viêm Quân, đi qua ly hỏa chi cảnh, nhưng chỉ dám ở vòng ngoài hoạt động, căn bản không dám đến gần hạch tâm. Vùng trung tâm, có Vạn Khư chiến khôi bảo vệ, còn có ly hỏa chi cảnh, bản thân từ mang sát khí cấm chế. Sát khí kia cấm chế, xuất xứ từ người đồ thánh bôi. Cho dù có thể đột phá Vạn Khư phong tỏa, vậy rất có thể bị giết khí cấm chế chôn vùi. Không thời gian cân nhắc nhiều như vậy, hôm nay ta kiếm môn tổn thất thảm trọng, chỉ có thể dựa vào ly hỏa chi cảnh bảo tàng bổ sung. Tống Cát trưởng lão, ngươi và Viêm Quân dẫn đội lên đường, mạo hiểm tiến vào ly hỏa chi cảnh, cướp lấy hỗn độn viêm đế bảo tàng. Các ngươi yên tâm, ta sẽ mời Vô Thiên lão tổ. Tạm thời đem vậy vĩnh sanh chi môn, cho chúng ta mượn, như vậy thứ nhất, là được ngăn cản Vạn Khư mũi nhọn, còn có sát khí kia cấm chế ăn mòn. Trương Thanh Vũ phất phất tay, ánh mắt kiên quyết, hiển nhiên là dự định không tiếc bất cứ giá nào, cướp lấy ly hỏa chi cảnh bảo tàng. Tống Cát trưởng lão cùng Tống Viêm Quân một hồi kinh hãi, nhưng nghe đến có thể mượn dùng vĩnh sanh chi môn, tâm thần liền an ổn rất nhiều. Vậy vĩnh sanh chi môn, là ma tổ Vô Thiên một kiện bí bảo. Nếu như có vĩnh sanh chi môn phụ trợ, cướp lấy ly hỏa chi cảnh bảo tàng, cũng không chuyện không thể nào. Trưởng giáo, ta nhất định không phụ ngươi ủy thác quan trọng. Tống Viêm Quân lập tức chắp tay đáp ứng. Kiếm môn là ma tổ Vô Thiên đào tạo thế lực, Dạ Vô Tẫn không biết, nhưng hắn là biết. Nếu quả thật có ma tổ Vô Thiên hỗ trợ, vậy đoạt bảo liền sẽ thành được đơn giản rất nhiều. Ba người ở chỗ này mưu đồ thời điểm, Dạ Vô Tẫn sớm bị đuổi ra kiếm môn. Té rớt ở một phiến hoang sơn dã lĩnh bên trong. Tức thì mưa to như chút nước, nước mưa lạnh như băng đánh vào người, Dạ Vô Tẫn cả người ướt đẫm, giống như một cái chó chết chủ. Trời đất bao la, nơi nào là ta chỗ dung thân? Dạ Vô Tẫn vùng vẫy bỏ dậy, cả người dính đầy bùn, một tiếng cười thảm. Đan điền bị phế, hắn linh khí đang không ngừng trôi qua, hơn nữa kinh mạch bên trong, còn có một đạo Tống Viêm Quân lưu lại ly hỏa ám kình. Cái này đạo ám kình, không biết lúc nào sẽ nổ. Một khi sát khí nổ, chính là hắn ngày rỗ. Ta lấy là kiếm môn là cái chánh đạo môn phái, nào nghĩ tới Tống Cát trưởng lão lại nói,
kêu ta không cần tuân thủ cam kết, như vậy môn phái, không đợi cũng được. Dạ Vô Tấn lắc đầu một cái, trong lòng đối vậy kiếm môn, đã không việc gì lưu luyến. Cái gọi là tâm bất chính, kiếm thì tà. Ở hắn trong mắt, nhất định phải tuân theo chánh đạo chi tâm, mới khá lĩnh ngộ cao nhất kiếm đạo. Thôi, ta đi liền đầu dựa vào luân hồi chi chủ. Dạ Vô Tấn sờ một cái bụng đan điền, cuối cùng không cam lòng chỉ như vậy lâm vào là phế vật, thậm chí chết đi. Hắn nhớ tới Diệp Thần, đi đầu dựa vào Diệp Thần mà nói, có lẽ có thể được cứu chữa cùng thu nhận. Diệp Thần đạo tâm, cường đại đến chạm đến không không, Dạ Vô Tấn đã sớm bị thuyết phục. Hắn vậy tin tưởng luân hồi trật tự, là chân chính chánh nghĩa trật tự, sẽ không phụ lòng kiếm đạo của hắn. Lập tức, Dạ Vô Tấn liều mạng trong đan điền cuối cùng một tia linh khí, biến dạng hư không, trở lại vậy Thiên Châu bí cảnh, chỉ hy vọng Diệp Thần còn ở. Lúc này, trong Thiên Châu bí cảnh, Diệp Thần đang dung hợp cửu u kiếm hồn. Dung hợp quá trình, đặc biệt thuận lợi, thính vũ kiếm cửu u kiếm hồn, linh khí toàn bộ truyền đến luân hồi thiên kiếm bên trong. Luân hồi thiên kiếm, lại có một đạo kiếm hồn trở về vị trí cũ, nhất thời toát ra sáng chói kiếm quang màu vàng. Diệp Thần tiện tay giơ giơ kiếm, kiếm khí kia lướt qua hư không, loáng thoáng có thể thấy luân hồi thiên đường bóng dáng. Rất tốt, còn thiếu cuối cùng một đạo kiếm hồn, luân hồi thiên kiếm là được khôi phục viên mãn. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, thu thập kiếm hồn, so hắn tưởng tượng, còn thuận lợi hơn rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hiện tại còn thiếu luyện hóa sau cùng luân hồi thiên kiếm tu la kiếm hồn, luân hồi thiên kiếm là có thể hoàn toàn khôi phục. Thằng nhóc, đừng quá đắc ý. Luân hồi thiên kiếm kiếm khí, tự thành cấm chế, nếu không đánh vỡ tầng kia cấm chế, người coi như gom đủ 6 kiếm to hồn, cũng là vô dụng. Hỗn độn viêm đế thanh âm truyền tới, cho Diệp Thần tạt một chậu nước lạnh. Diệp Thần nhưng không có chút nào bị đả kích hình dáng, cười cười nói, tiền bối, đánh vỡ cấm chế cũng không khó, chờ ta bắt được ngươi trong bảo tàng người đồ thánh bôi, lấy giết chứng đạo là được. Hỗn độn viêm đế cười ha ha một tiếng, khá có chút khinh thường, nói, ngươi có thể tìm được ly hỏa chi cảnh ở nơi nào nói sau. Ngay vào lúc này, hư không biến dạng, một đạo ướt nhẹp, máu rầm rề bóng người, rớt ra. Lại là Dạ Vô Tấn. Dạ Vô Tấn, là ngươi. Diệp Thần thấy Dạ Vô Tấn rớt xuống, nhất thời một hồi kinh hãi. Tên này hơi thở rất suy yếu, hắn đan điền bị phế. Hỗn độn viêm đế cảm nhận được Dạ Vô Tấn hơi thở, cũng là kinh ngạc. Diệp Thần đi tới, chụp chụp Dạ Vô Tấn gương mặt, kêu lên, này, Dạ Vô Tấn, ngươi thế nào? Dạ Vô Tấn ánh mắt mở phân nửa nửa khép, hơi thở mong manh, nói, luân hồi chi chủ, cứu. Cứu mạng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống. Không biết Dạ Vô Tấn gặp biến cố gì, lại có thể luân lạc tới này cùng hình dáng. Lập tức, Diệp Thần vội vàng thi triển ra bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao, là Dạ Vô Tấn chữa trị. Dịu dàng đan khí, từng luồng thiên tiên cá chép hơi thở, bơm vào nhập Dạ Vô Tấn trong thân thể, hắn bởi vì đan điền bị phế, mà tắc tắc suy kiệt kinh mạch, khôi phục rất nhanh tới đây. Trong phút chốc, Dạ Vô Tấn gương mặt tái nhợt, chính là khôi phục đỏ thắm, hai mắt mở ra. Thần thái sáng láng, một cái xoay mình, bắt đầu từ trên đất bắn lên, ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, là ngươi cứu ta. Dạ Vô Tấn sờ một cái mình đan điền, mặc dù vẫn là tan vỡ, nhưng ít nhất có một món nguyên khí đang lưu chuyển, bảo đảm tính mạng hắn không việc gì. Hắn nội tâm tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ tới Diệp Thần y thuật như thế lợi hại, đơn giản là hoạt tử nhân, thịt xương trắng. Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Sao sẽ luân lạc đến đây? Diệp Thần trầm giọng hỏi. Đối với Dạ Vô Tấn, hắn vẫn là rất có hảo cảm, dù sao đối phương vậy coi là tuân thủ cam kết, thật cầm thính vũ kiếm giao cho hắn. Dạ Vô Tấn yên lặng hồi lâu, sau đó than thở một tiếng, nói ta đã bị phế đan điền, trục xuất sư môn. Lập tức liền đem mình mất đi thính vũ kiếm, trở lại kiếm môn sau đủ loại gặp gỡ, nói tường tận một lần. Diệp Thần nghe hắn nói đến. Vậy Tống Cát trưởng lão, lại muốn xúi dục hắn không nhận nợ, nhất thời một hồi nổi nóng, nói, xem ra ngươi vậy kiếm môn, đạo thống bất quá như vậy, mà Tổ Vô Thiên còn muốn dựa vào kiếm môn giết ngược vạn khư, đó là nói vớ vẩn. Dạ Vô Tấn một hồi nghi ngờ, nói, ta kiếm môn và ma Tổ Vô Thiên, có quan hệ như thế nào? Diệp Thần ngớ ngẩn, nói các ngươi kiếm môn,
là ma tổ Vô Thiên âm thầm đào tạo thế lực, người không biết sao? Dạ Vô Tấn ngạc nhiên, nói ta không biết. Diệp Thần nói, khó trách ngươi trên mình, không có một chút cựu Nhật Minh nhân quả hơi thở, xem ra bọn họ quả nhiên gạt ngươi. Kiếm môn thuộc về ma tổ Vô Thiên, chuyện này, Diệp Thần là từ Giả Thiên Ma Đế trong miệng biết được, tuyệt không giả tạo. Hiện tại Dạ Vô Tấn nghe được Diệp Thần lời này, vậy cảm thấy thiên cơ phù hợp, nhất thời bật cười khanh khách, nói ta nguyên lấy là ta kiếm môn ngang dọc thái thượng, là hùng bá một phe cự phách, lúc đầu chỉ là ma tổ Vô Thiên một con cờ, trưởng lão và trưởng giáo nhưng vẫn gạt ta. Diệp Thần nói, ngươi hiện tại có gì dự định? Dạ Vô Tấn nói, hôm nay ta bị trục xuất sư môn, trời đất bao la, lại cũng không có ta chỗ dung thân, luân hồi chi chủ, ta muốn đầu dựa vào ngươi, chờ mong mời ngươi thu nhận. Vừa nói liền quỳ xuống. Diệp Thần kinh hãi, theo bản năng đem Dạ Vô Tấn đỡ dậy, nói ta là một cái hạ vị người, có cái gì tư cách thu nhận ngươi? Dạ Vô Tấn ánh mắt ác liệt, nói, không, luân hồi chi chủ, ngươi mới thật sự là cường giả. Cái gọi là thượng vị giả, bất quá một đám bè lũ su nịnh tiểu nhân thôi, ta thẹn thùng cùng nhập bọn. Diệp Thần nhìn Dạ Vô Tấn kiên quyết ánh mắt, trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích. Dạ Vô Tấn là thiên quân cấp cường giả khác, hơn nữa hàng năm ở thái thượng thế giới sinh hoạt, quen thuộc thái thượng thế giới quy tắc bí mật. Nếu như thu nhận hắn, vậy thì đồng nghĩa với đạt được một cái thiên quân cấp bậc dưới quyền. Mấu chốt này người vượt cấp năng lực vậy không thể khinh thường. Luân hồi chi chủ, ta lấy thiên đạo thề, ta đời này nguyện ý đi theo ngươi, tuyệt không phản bội. Dạ Vô Tấn hiển thị liền nặng thề, thái độ quả quyết. Thằng nhóc, liền nhận lấy hắn đi, tốc độ nhanh một chút, lại không thay hắn đan điền chữa trị, chỉ sợ cũng không cách nào vãn hồi. Luân hồi mộ địa bên trong, Hỗn Độn Viêm Đế cũng là khuyên. Một tôn thái thượng thế giới thiên quân cường giả đầu dựa vào, không phải chuyện đùa. Có thiên quân cấp bậc trợ lực, chỗ tốt kia không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần cắn răng một cái, hướng Dạ Vô Tấn nói, được. Ngươi nếu không chê, sau này liền đi theo ta, ta trước vì ngươi chữa trị đan điền thương thế. Dạ Vô Tấn đại hỉ, cùng Diệp Thần bốn tay nắm nhau, nói, đa tạ. Diệp Thần lập tức luyện chế một ít chữa thương đan dược, phối hợp bát quái thiên đan thuật, trực tiếp chữa trị Dạ Vô Tấn đan điền. Lấy trước mắt hắn y thuật, nặng hơn thương thế đều có thể trị, chữa trị một cái hư hại đan điền, tự nhiên vậy không nói ở đây. Ồ, đây là... Diệp Thần trong mắt nhất thời có giúp một cái, ở thay Dạ Vô Tấn trị liệu thời điểm, hắn cảm thấy Dạ Vô Tấn trong kinh mạch, ẩn núp một món sát khí. Vậy một món sát khí, mang khí tức nóng bỏng, thuộc về cách hỏa chi đạo. Cái này ly hỏa sát khí, nhưng để cho Diệp Thần cảm thấy hết sức quen thuộc, hơi thở thậm chí cùng Hỗn Độn Viêm Đế có chỗ giống nhau. Tôn chủ, thế nào? Dạ Vô Tấn liền vội vàng hỏi, chỉ sợ chuyện gì xảy ra bất ngờ, đan điền vĩnh viễn không trị hết, vậy thì phiền toái. Hiện tại hắn phụng Diệp Thần là chủ nhân, gọi vậy đổi thành tôn chủ. Diệp Thần nói, bên trong cơ thể ngươi ẩn núp ly hỏa sát khí, là từ đâu tới? Ly hỏa sát khí. Dạ Vô Tấn sửng sốt một tí, sau đó liền nói, là ta sư đệ Tống Viêm Quân Lưu, hắn muốn dùng việc công để báo thù riêng mưu hại ta, điểm sát khí này, dự đoán lấy tôn chủ đan đạo thủ đoạn, có thể thiện tay loại trừ. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không phải, sát khí này, có cổ quái. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần tay vừa kéo, đem vậy một món ly hỏa sát khí, từ Dạ Vô Tấn trong cơ thể rút ra. À, là ly hỏa chi cảnh hơi thở. Luân hồi mộ địa bên trong, Hỗn Độn Viêm Đế nhìn vậy một món sát khí, cũng là một tiếng thét kinh hãi. Từ vậy ly hỏa sát khí bên trong, hắn rõ ràng cảm thấy ly hỏa chi cảnh hơi thở. Cái này tia sát khí, xuất từ ly hỏa chi cảnh. Ha ha, xem ra cái gì đó Tống Viêm Quân, đi qua ly hỏa chi cảnh. Diệp Thần cười lạnh một tí, trong lòng ngầm ám cùng Hỗn Độn Viêm Đế câu thông, nói. Tiền bối, người bảo tàng, có đầu mối. Hỗn Độn Viêm Đế cũng là ngạc nhiên mừng rỡ, nói, thằng nhóc, có thể suy diễn ra cụ thể rơi xuống. Diệp Thần liếm môi một cái, nói ta lại thử một chút. Lập tức, Diệp Thần luân hồi hơi thở dâng lên, hội tụ cặp mắt, mở ra luân hồi thiên nhãn, nhìn chằm chằm vậy một món ly hỏa sát khí, suy diễn xem bói sau lưng nhân quả. Nhất thời, tầng tầng nhân quả sương mù dày đặc tản ra, Diệp Thần thấy được một phiến mênh mông hư không. Ở đó phiến trong hư không,
loáng thoáng có từng mảnh ly hỏa, còn có vô tận sát khí đang trôi lơ lửng, lăn lăn sát khí sương mù dày đặc bên trong, lại có rất nhiều hơn không thể danh trạng bóng người. Hỗn độn viêm đế nói, thằng nhóc, như thế nào, có thể thấy bảo tàng chỗ. Diệp thần thu hồi luân hồi thiên nhãn, nhếch mép, nói, miễn cưỡng có thể thấy, ở một phiến hư không bí cảnh bên trong, không có ở đây thái thượng thế giới. Hỗn độn viêm đế nói, hư không bí cảnh sao? Ha ha, không nghĩ tới cuộc bể dâu, lão phu bảo tàng, lại có thể bay tới loại địa phương này, năm đó nhưng mà ở thái thượng thế giới cắm rễ. Diệp thần nói tiếp, trừ ly hỏa sát khí bên ngoài, ta mơ hồ thấy được kéo ra mảng lớn sát khí sương mù dày đặc, hình thành từng tầng một cấm chế, rất là dày đặc. Hỗn độn viêm đế cười nói, là ta bày trận, lợi dụng người đồ thánh bôi làm tâm trận, bố trí ra sát khí cấm chế, có sát khí kia cấm chế bình phong che chở, người bình thường liền không thể đến gần ta bảo tàng. Người đồ thánh bôi, sát khí cực kỳ khủng bố, hình thành cấm chế, tự nhiên cũng là vô cùng nồng nặc. Diệp thần nói có chút im lặng, sẽ không liền ta cũng chặn lại chứ. Hỗn độn viêm đế cười nói, người đi đến nơi đó nói sau, ta đã cho ngươi một món sen lửa, nếu như ngươi liền nho nhỏ cấm chế cũng không phá nổi, vậy uổng gọi luân hồi chi chủ. Diệp thần lại là không nói, xem hỗn độn viêm đế hình dáng, coi như mình đi đến vậy ly hỏa chi cảnh, hắn đều sẽ không hỗ trợ quá nhiều, hết thảy đều phải dựa vào mình. Đây là, Dạ Vô Tấn thấy Diệp thần khác thường diễn cảm. Không hề biết hắn trong bóng tối cùng hỗn độn viêm đế trò chuyện, nói tôn chủ, cái này ly hỏa sát khí, là ta sư đệ Tống Viêm Quân, ở ly hỏa chi cảnh cướp được. Diệp thần phục hồi tinh thần lại, ánh mắt híp lại, nói, ngươi cũng biết ly hỏa chi cảnh. Dạ Vô Tấn nhẹ khẽ gật đầu nói, hơi có nghe đồn, truyền thuyết đó là hỗn độn viêm đế bảo tàng sở tại, hỗn độn thần hỏa và người đồ thánh bôi, cũng thu núp ở bên trong. Ta kiếm môn đã từng một lần muốn đi tìm bảo. Nhưng làm sao vậy phiến ly hỏa chi cảnh, khắp nơi đều là hung hiểm, đặc biệt là người nọ đồ thánh bôi tản ra sát khí, lại là vô cùng đáng sợ, ta có một lần, cũng thiếu chút nữa bị sát khí kia chém chết. Hơn nữa, chỗ này, Vạn Khư sớm nhìn chằm chằm, phái đại lượng chiến khôi chấn thủ, người bình thường căn bản không vào được. Nghe được Dạ Vô Tấn mà nói, Diệp Thần khá có chút bất ngờ, nói, lúc đầu Vạn Khư vậy theo dõi sao? Thật đúng là âm hồn không tiêu tan sao? Xem ra muốn tìm ly hỏa chi cảnh, thừa kế hỗn độn viêm đế y bát và di vật, tuyệt không phải chuyện dễ. Dạ Vô Tấn nhìn Diệp Thần cái biểu tình này, mơ hồ có chút lo âu nói, tôn chủ, người muốn làm gì, người nên sẽ không muốn đi ly hỏa chi cảnh tìm bảo chứ. Diệp Thần hắc cười một tí, nói, đáp đối. Dạ Vô Tấn cả kinh nói, tôn chủ, ly hỏa chi cảnh hung hiểm trùng trùng, người muôn ngàn lần không thể đi à. Nếu không không cẩn thận chết. Cho dù là Dạ Vô Tấn, đã từng là thiên quân cường giả, đi ly hỏa chi cảnh thời điểm, cũng thiếu chút nữa bị chém chết. Thời khắc này Diệp Thần, tu vi chỉ có quá chân cảnh. Dạ Vô Tấn chỉ sợ Diệp Thần đi, tại chỗ chết. Ly hỏa chi cảnh, chỗ đó, thật là quá mức nguy hiểm. Diệp Thần đứng dậy, ngắm nhìn phương xa, nói, chỗ đó, ta nhất định phải đi, ngươi không cần nhiều lời. Trong sâu thẳm, Diệp Thần đã bắt được thiên cơ. Kiếm môn bên kia, cái đó Tống Viêm Quân, vậy sắp lên đường đi ly hỏa chi cảnh. Nếu như ly hỏa chi cảnh bảo tàng, thật bị người ngoài cướp đi, vậy thì phiền toái. Huống chi, ly hỏa chi cảnh là hỗn độn viêm đế địa phương, bị Vạn Khư và một đám người ngoài chiếm cứ, vậy không còn hình dáng. Vô luận như thế nào, Diệp Thần đều phải nắm giữ quyền chủ động. Dạ Vô Tấn hơi có chút nóng nảy, nói tôn chủ, nghĩ lại. Vạn Khư ở đó ly hỏa chi cảnh, bố trí đại lượng chiến khôi, chỗ đó quá nguy hiểm. Hơn nữa, ta trong sâu thẳm, cảm ứng được kiếm môn bên kia, cũng có động tác. Ta sư đệ Tống Viêm Quân, phỏng đoán không bao lâu, liền sẽ dẫn đội tiến vào ly hỏa chi cảnh. Hắn là thiên quân cấp bậc cao thủ, hơn nữa thay thế ta, thành kiếm môn thất tử một trong, chính là đại khí vận thêm thân, ngươi nếu là đụng phải hắn, vậy thì phiền toái. Diệp Thần thực lực coi như mạnh hơn nữa, cùng chân chính thái thượng thế giới thiên quân cường giả so sánh, như không có quy tắc áp chế, cuối cùng có chênh lệch thật lớn. Trước Diệp Thần cùng Dạ Vô Tấn chiến đấu, có thể thắng lợi, là bởi vì là Dạ Vô Tấn áp chế cảnh giới. Nếu quả thật đối chiến thiên quân, Diệp Thần muốn thắng được, cơ hồ không có thể. Huống chi, Diệp Thần cướp lấy kiếm môn thính vũ kiếm,
nếu là đụng phải kiếm môn cao thủ, ví dụ như Tống Viêm Quân, nhất định gặp phải nghiêm khắc trả thù. Dạ Vô Tẫn đan điền mới vừa phục hồi như cũ, tu vi còn không khôi phục, trong thời gian ngắn, sức chiến đấu có hạn, có thể không giúp được Diệp Thần nhiều ít. Diệp Thần nghe được Dạ Vô Tẫn mà nói, vậy cảm thấy có điểm khó giải quyết. Ly hỏa chi cảnh, ở một phiến hư không bí cảnh bên trong. Vậy hư không bí cảnh, không chịu vực ngoại thiên đạo áp chế, Diệp Thần muốn phải đối phó những địch nhân kia, cực kỳ khó khăn. Nhưng mà, ngắn ngủi do dự sau đó, Diệp Thần chính là kiên quyết lắc đầu, nói, bất kể như thế nào, vậy ly hỏa chi cảnh, ta nhất định phải đi một chuyến. Người đồ thánh bồi ngay tại ly hỏa chi cảnh bên trong, Diệp Thần muốn lấy giết chứng đạo, phá vỡ luân hồi thiên kiếm cấm chế, người nọ đồ thánh bôi là mấu chốt. Nếu như không lấy được người đồ thánh bôi, luân hồi thiên kiếm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như luân hồi thiên kiếm cấm chế, vẫn luôn không mở ra, vậy thanh kiếm này liền hoàn toàn phế, không cách nào phát huy ra cực hạn mũi nhọn, coi là cái gì thiên kiếm. Nếu là có thể giải trừ hết luân hồi thiên kiếm cấm chế, mũi nhọn toàn bộ bùng nổ nói, Diệp Thần thậm chí có chắc chắn chém chết thiên quân. Cho nên, vậy ly hỏa chi cảnh, hắn phải đi. Hắn nhất định phải cướp lấy người đồ thánh bôi. Dạ Vô Tẫn thấy Diệp Thần kiên quyết hình dáng, cũng là khẽ cắn răng, nói, nếu tôn chủ tâm ý đã quyết, vậy ta liền không ngăn trở. Mặc dù ta tu vi còn không hoàn toàn khôi phục, nhưng ta sẽ dùng hết tất cả lực lượng, bảo vệ tôn chủ. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, rất tốt, cái này cầm thính vũ kiếm, còn đưa ngươi. Dứt lời, Diệp Thần đem thính vũ kiếm trả lại cho Dạ Vô Tẫn. Hắn đã lấy được cửu u kiếm hồn, thanh kiếm này cũng không có dùng. Dạ Vô Tẫn nhận lấy thính vũ kiếm, chỉ cảm thấy lưỡi kiếm một như thường lệ sắc bén, chỉ là nội bộ mất đi cửu u kiếm hồn, nhưng thính vũ kiếm bản thân mũi nhọn, cũng không bị ảnh hưởng. Hắn nhất thời ngây dại, nói tôn chủ, thanh kiếm này lại còn là hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp Thần nói, đúng vậy, ta rút ra lấy cửu u kiếm hồn thời điểm, thuận tay dụng binh tự quyết, bảo vệ được thanh kiếm này, cho nên thanh kiếm này vẫn là hoàn hảo, ta liền vật quy nguyên chủ. Vốn là, cửu u kiếm hồn cùng thính vũ kiếm, hơi thở hòa hợp, một khi trừ ly, thanh kiếm này vậy sẽ đi theo hư hại. Nhưng, Diệp Thần thần thông cường hãn, dựa vào binh tự quyết bảo vệ, nhưng là rất miễn cưỡng đem thanh kiếm này hoàn hảo không hao tổn cất giữ tới. Tôn chủ quả nhiên thần thông quảng đại, thuộc hạ bội phục. Dạ Vô Tẫn vô cùng kinh ngạc vui mừng khen ngợi một tiếng, không nghĩ tới thính vũ kiếm lại có thể mất mà phục được. Thanh kiếm này đi theo hắn nhiều năm, hắn đã có cảm tình. Đi theo luân hồi chi chủ, quả nhiên là vô cùng sáng suốt lựa chọn. Hiện tại Diệp Thần chỉ là quá chân cảnh, thần thông liền cường hãn như vậy, cùng hắn phi thăng trở thành thiên quân, vậy còn có. Như vậy, nghỉ ngơi một đêm, chỉnh đốn, ngày mai liền lên đường đi ly hỏa chi cảnh. Diệp Thần quyết định chủ ý, ngày mai sẽ lên đường. Dạ Vô Tẫn vậy đáp ứng. Đêm đó, Diệp Thần và Dạ Vô Tẫn, liền ở nơi này phiến thiên châu bí cảnh bên trong nghỉ ngơi dưỡng thần, là ngày mai lịch luyện làm chuẩn bị. Đến được sáng sớm ngày thứ hai, Dạ Vô Tẫn hơi thở đã tốt lắm rất nhiều, tu vi khôi phục lại phổ thông thiên quân hình dáng. Có một tôn thiên quân làm dưới quyền, Diệp Thần nội tâm dĩ nhiên là an ổn rất nhiều. Chỉ là, Dạ Vô Tẫn như cũ lo lắng, bởi vì hắn biết rõ ly hỏa chi cảnh hung hiểm. Hơn nữa, kiếm môn bên kia, vậy sẽ phái người cướp đoạt, vậy thì càng khó giải quyết. Hắn đan điền mới vừa hết bệnh, nếu như đụng phải Tống Viêm Quân mà nói, chưa chắc là người sau địch thủ. Nghĩ tới đây, Dạ Vô Tẫn hướng Diệp Thần chắp tay một cái, nói tôn chủ, chậm đã lên đường. Ta trở về thái thượng thế giới một chuyến, chuẩn bị mang người bạn cùng đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe được Dạ Vô Tẫn mà nói, Diệp Thần khá có chút bất ngờ, nói, à, người bạn kia, là cái gì tu vi? Dạ Vô Tẫn nói, nàng kêu Nam Cung Hân Nhiên, là Đan Thanh Tiên Tông Thiên Kim Đại Tiểu Thư, cũng là thiên quân cường giả, bất quá tu vi so ta thấp không thiếu, trước kia đã từng ở lịch luyện bên trong, thiếu qua ta một cái mạng. Ta bị trục xuất sư môn. Thanh danh bề bối, thừa dịp tin tức còn không truyền bá ra ngoài, ta hiện tại đi gọi nàng hỗ trợ, nàng có lẽ sẽ đáp ứng. Nếu là lại chờ sau này, nàng biết ta bị phế, có thể cũng sẽ không lý ta. Nói xong lời cuối cùng, Dạ Vô Tẫn cũng có chút đắng chát. Hắn bị trục xuất kiếm môn, đã thành chó chết chủ,
ngày xưa thân cố bằng hữu, rất có thể cũng sẽ rời hắn mà đi. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói có thể tin được không? Dạ Vô Tẫn nói, đáng tin, nàng thiếu ta một cái nhân quả, dĩ nhiên là phải trả. Ta cũng không phải là nhìn chúng nàng thực lực, mà là nhìn chúng nàng thân phận, nàng là Đan Thanh Tiên Tông đại tiểu thư, mà Đan Thanh Tiên Tông, ở Thái Thượng Thế Giới cũng coi là một khối cự phách, có nàng ở đây, lúc mấu chốt, có lẽ có thể tránh khỏi rất nhiều nhiều phiền toái. Diệp Thần trong đầu nghĩ, hơn một cái thiên quân trợ trận cũng không tệ, dù là thực lực đối phương không tính là quá mạnh mẽ, nhưng thân phận có lẽ thật có dùng, liền nói, được, vậy ngươi đi liền cùng nàng thương lượng, ta cho ngươi 2 tiếng. Một lúc lâu sau, bỏ mặc ngươi người bạn kia có đáp ứng hay không, ngươi cũng muốn quay về. Hơn nữa, không muốn bại lộ ta thân phận. Dạ Vô Tẫn chắp tay nói, tôn chủ. Sau đó liền biến dạng hư không rời đi. Diệp Thần đeo lên một cái mặt nạ, che giấu tốt thân phận, liền tại chỗ chờ, đợi một hồi, chợt hôm nay trên huyết nguyệt ánh sáng lững lờ, ác liệt kiếm khí đại tác, hô hô vang dội. Nhâm tiền bối tới. Diệp Thần thấy cái này dị tượng. Nhất thời cả kinh, quả nhiên liền thấy một đạo tiêu sái bóng người, từ huyết nguyệt bên trong đi ra, chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm tiền bối. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm hạ xuống, có vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, hoảng vội vàng tiến lên nghênh đón. Thằng nhóc, vẫn khỏe chứ? Nhâm Phi Phàm chắp hai tay sau lưng, khẽ mỉm cười. Nhâm tiền bối, ngươi làm sao tới? Diệp Thần rất là tò mò. Nhâm Phi Phàm ánh mắt đông lại một cái. Nhưng là có chút ngưng trọng, nói, ngươi phải đi ly hỏa chi cảnh. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối thần thông quảng đại, cái này cũng bị ngươi suy tính đến. Nhâm Phi Phàm trầm giọng nói, ly hỏa chi cảnh, chỗ đó 10 phần nguy hiểm, ngươi muốn đi đoạt bảo, tuyệt không phải chuyện dễ, có thể sẽ đụng phải rất nhiều thái thượng thế giới cường giả. Diệp Thần nhếch mép, cười nói, ta sẽ lưu ý, tận lực khiêm tốn một chút, không cùng người khác dậy tranh đấu là được. Diệp Thần trong lòng đã có chủ ý, tóm lại chính là lặng lẽ đoạt bảo, bắt được hỗn độn thần hỏa và người đồ thánh bôi liền đi. Hắn có hỗn độn viêm đế chỉ dẫn, muốn đến có thể tránh sương mù dày đặc, mau người một bước, đạt được bảo tàng. Nhâm Phi Phàm nói, bất kể như thế nào, người lần này đi trước, cuối cùng quá mức nguy hiểm, khối ngọc bội này ngươi cầm. Nhâm Phi Phàm móc ra một cái ngọc bội, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp lấy, nói, đây là... Nhâm Phi Phàm nói, ngươi như đụng phải nguy cơ sinh tử, liền bóp vỡ cái ngọc bội này, ta phân thân sẽ hạ xuống, giúp ngươi một tay. Nghe vậy, Diệp Thần có vẻ kinh ngạc. Xem Nhâm Phi Phàm như thế trịnh trọng chuyện lạ hình dáng, đi ly hỏa chi cảnh đoạt bảo, hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm, thậm chí muốn so với Diệp Thần tưởng tượng, còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu không, Nhâm Phi Phàm cũng sẽ không như thế ngưng trọng phân phó, thậm chí đem mình phân thân ngọc bội, giao cho Diệp Thần. Đa tạ Nhâm tiền bối, ta sẽ chú ý. Diệp Thần nguyên nghiêm túc gương mặt, chắp tay nói. Nếu thật thuận lợi bắt được bảo tàng, chú ý người đồ thánh bôi sát khí đánh vào. Người nọ đồ thánh bôi sát khí, liền ta cũng không cách nào trấn áp. Nhâm Phi Phàm yếu ớt thở dài. Diệp Thần hoàn toàn rung động, ngơ ngác nói, Nhâm tiền bối, ngươi. Liền ngươi cũng không cách nào trấn áp người đồ thánh bôi. Vậy ta... Diệp Thần muốn còn muốn hỏi cái gì, nhưng Nhâm Phi Phàm đã hóa thành một món gió mát, chạy trốn xa đi. Sợ rằng vật này không đơn giản như vậy, còn dính dấp đến rất nhiều nhân quả. Diệp Thần lật đật câu thông luân hồi mộ địa, hướng hỗn độn viêm đế hỏi, tiền bối, người nọ đồ thánh bôi rốt cuộc có nhiều đáng sợ, ta thật có thể hàng phục. Hỗn độn viêm đế cười hắc hắc nói, làm sao, thằng nhóc, sợ. Ta sớm nói với, người đồ thánh bôi. Là Hồng Quân lão tổ dùng hàng tỷ sinh linh máu tươi hài cốt đúc, thậm chí đúc nóng liền hắn bản thân sát ý máu niệm, sát khí kia là ngất trời hám, một ít vô lượng cường giả cũng không đè ép được. Người dòm ngó gặp qua không không bí ẩn, có lẽ có thể lấy không không thần uy, áp chế người đồ thánh bôi vậy không nhất định, đây là duy nhất phương pháp. Diệp Thần trong lòng nhưng là trầm xuống, thật sâu cảm thấy thu phục người đồ thánh bôi khó khăn, lại có thể liền Nhâm Phi Phàm. Đều không cách nào áp chế vậy pháp bảo sát khí, có thể gặp vậy thánh bôi, có bao nhiêu ngoại hạng. Chờ một hồi, Diệp Thần tâm thần thoáng chấn định. Lúc này, hư không biến dạng, Dạ Vô Tẫn vậy mang một người cô gái trở về. Phụ nữ kia mặc quần áo trắng, dáng vẻ thướt tha, sau lưng nhưng thua trước một cán cự bút, đầu bút lông trên dính có mực,
binh khí tương đối đặc biệt. Diệp Thần tò mò nhìn mấy lần, trong đầu nghĩ người phụ nữ này, xuất thân cái gì Đan Thanh Tiên Tông, nếu kêu Đan Thanh Tiên Tông, hơn phân nửa là cùng bút mực sử sách có liên quan. Tôn, huynh đệ, ta trở về. Dạ Vô Tấn hướng Diệp Thần chào hỏi, vốn là muốn gọi tôn chủ, nhưng nghĩ tới Diệp Thần kêu hắn không muốn bại lộ thân phận, liền lập tức sửa lại gọi. Ta cho ngươi giới thiệu, vị này là Đan Thanh Tiên Tông đại tiểu thư, ở thái thượng thế giới rất nhiều thiên tài bên trong, cũng là một khối cao thủ, Nam Cung Hân Nhiên. Dạ Vô Tấn lại hướng Diệp Thần giới thiệu. Nam Cung tiểu thư, lần đầu gặp mặt, ta kêu Trần Dạ. Diệp Thần chắp tay, cũng không có bại lộ tên thật, Diệp Thí Thiên, Trần Dạ, hai cái danh tự này là hắn am hiểu nhất dùng tên giả. Diệp Thí Thiên ba chữ, nếu là có người tâm điều tra, vẫn có thể phát hiện luân hồi chi chủ tin tức, mà Trần Dạ hai chữ, Diệp Thần dùng không nhiều. Trần Dạ. Nam Cung Hân Nhiên thấy Diệp Thần còn mang mặt nạ, hơi có chút không vui, mày liễu hơi cao lại, hướng Dạ Vô Tấn nói, Dạ Vô Tấn, người bạn này, giấu đầu lòi đuôi, vì sao phải mang mặt nạ, mọi người thẳng thắn gặp nhau không tốt sao? Dạ Vô Tấn hoảng hốt vội nói, ta vị này huynh đệ, thân phận không thích hợp bại lộ, xin Nam Cung tiểu thư thứ lỗi. Nam Cung Hân Nhiên hai cánh tay ôm ngực, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, gặp Diệp Thần tu vi, chỉ có quá chân cảnh 6 tầng thiên, tuy lập tức muốn đột phá 7 tầng thiên, nhưng ở nàng trong mắt cũng là con kiến hôi, liền không buông ở bên trong mắt, nói, ha ha, đây chính là người ta phải bảo vệ. Quả nhiên có đủ nhỏ yếu, bất quá lá gan ngược lại là thật lớn, lại dám đi ly hỏa chi cảnh, nghe nói chỗ đó, người đồ thánh bôi sát khí, che khuất bầu trời, ta cũng chưa chắc có thể chịu được, huống chi là hắn. Dạ Vô Tấn nghe được Nam Cung Hân Nhiên giọng bên trong, tràn đầy khinh thường, lật đật hướng Diệp Thần nói, huynh đệ, Nam Cung tiểu thư không có ác ý gì, người không nên để ở trong lòng. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, không sao, nếu như cũng chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền lên đường đi. Cái loại này lộ ra khinh miệt lời nói, Diệp Thần nghe được quá nhiều, nội tâm cũng miễn dịch, trong lòng không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn buồn cười. Hắn cẩn thận cảm ứng Nam Cung Hân Nhiên hơi thở, đối phương đích xác là cái thiên quân cường giả, hắn cũng yên lòng. Nhiều một cái thiên quân đi theo, lần này mạo hiểm tự nhiên sẽ an toàn rất nhiều. Lập tức, Diệp Thần đại khái phong tỏa ly hỏa chi cảnh vị trí, trực tiếp biến dạng hư không, mang Dạ Vô Tấn và Nam Cung Hân Nhiên lên đường. Ly hỏa chi cảnh, ở một phiến hư không đại bí cảnh bên trong. Vậy phiến hư không, kém không nhiều có một phiến ngân hà vậy khổng lồ. Chân chính ly hỏa chi cảnh, liền núp ở trong đó. Diệp Thần không dám trực tiếp truyền tống đến vậy hư không bí cảnh trung ương, nếu không, đụng phải cái gì sát khí cấm chế, vậy thì phiền toái. Cho nên, hắn là truyền tống đến hư không bí cảnh vòng ngoài. Hạ một sát, Diệp Thần, Dạ Vô Tấn, Nam Cung Hân Nhiên ba người, chính là xuất hiện ở đó hư không bí cảnh bên bờ. Trước mắt ba người, là một mảnh tối đỏ hư không. Mênh mông hư không trong thế giới, nhấp nhô hàng tỷ nhỏ vụn tinh thần. Những ngôi sao kia, đều là còn quấn từng luồng ngọn lửa hơi thở. Dõi mắt nhìn lại, mênh mông hư không thế giới, khắp nơi lửa cháy bừng bừng bốc hơi lên, nham thạch nóng chảy gầm thét, lạnh như băng vũ trụ, vậy vì vậy đổi được ấm áp mà nóng bỏng. Nơi này chính là ly hỏa chi cảnh sao, thật thua thiệt ngươi có thể tìm được. Nam Cung Hân Nhiên nhìn trước mắt mênh mông cảnh tượng, lại nhìn xem Diệp Thần, ánh mắt hòa hoãn rất nhiều. Phải biết, ở thái thượng thế giới, ly hỏa chi cảnh cũng là khá là thần bí tồn tại, biết người không nhiều. Cho dù là Nam Cung Hân Nhiên, cũng chỉ là mơ hồ nghe nói qua, cũng không có bắt được vị trí cụ thể. Nhưng Diệp Thần, lại có thể trực tiếp truyền đưa tới, quả thực làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vào đi thôi, cẩn thận một chút. Diệp Thần cũng không quá nhiều lời nói, phi thân lướt vào trước mắt ngân hà trong hư không. Nam Cung Hân Nhiên ha ha cười một tiếng, nói yên tâm, ta không sẽ cùng ngươi cướp đoạt bảo tàng, ta lần này tới đây, chỉ là trả lại năm đó thiếu Dạ Vô Tấn nhân quả thôi. Ta Nam Cung Hân Nhiên, từ không thua thiệt người ngoài. Lập tức, Nam Cung Hân Nhiên và Dạ Vô Tấn, liền đi theo Diệp Thần sau lưng, vậy cùng nhau tiến vào vậy phiến mênh mông trong hư không. Cái này phiến hư không như sao sông vậy to lớn, Nam Bắc ngang qua mười mấy vạn năm ánh sáng, khổng lồ như vậy khoảng cách, đối người bình thường mà nói, tự nhiên khó mà vượt qua. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói,
Cái này mênh mông hư không thế giới, so một cái thành phố nhỏ chẳng qua nhiều ít, nếu như không phải là cố kỵ nguy hiểm, nháy mắt bước có thể đạt tới. Liên quan tới ly hỏa chi cảnh, ngoại giới có đủ loại tin đồn, nhất làm người ta chấn động chỉ, chính là trong truyền thuyết người đồ thánh bôi. Nghe nói người đồ thánh bôi tản ra sát khí, cả ngày quân cao thủ đều có thể chém chết. Cho nên, khi tiến vào cái này phiến hư không thế giới bên ngoài, Diệp Thần, Nam Cung Hân Nhiên, Dạ Vô Tẫn ba người, đều là thức tỉnh 12 phần tinh thần, rối rít rút ra binh khí. Nam Cung Hân Nhiên đem sau lưng vậy cự bút rút ra, nắm trong tay, hơi có vẻ thon nhỏ thân thể, ở đó cự bút làm nổi bật dưới, lộ vẻ được càng thon nhỏ. Đột nhiên, một viên tinh cầu khổng lồ, thoát khỏi quỹ đạo, lấy vô cùng tấn mãnh tình thế, hướng Diệp Thần ba người oanh tập kích tới. Viên tinh cầu kia, cách lửa sát khí hàng năm ngâm nhuộm hạ, sớm biến thành một viên dung nham tinh thần. Trên tinh cầu, khắp nơi đều là sôi trào nham thạch nóng chảy, kịch liệt nổ ngọn lửa, nóng bỏng hơi thở đập vào mặt. Dung nham tinh cầu mất đi khống chế, gào thét oanh đập. Ở đó tinh cầu khổng lồ nổi bật hạ, Diệp Thần ba người thân thể, cũng lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé. Phá! Nam Cung Hân Nhiên nhỏ hết sức béo mập bàn tay, nắm chặt cây viết, dẫn đầu xuất thủ. Thiên quân cấp bậc khí thức bén nhọn, bơm vào ở đầu bút lông bên trên, nhất thời bộc phát ra động trời khí thế. Cho dù thân thể của nàng, ở đó tinh cầu khổng lồ làm nổi bật dưới, rất là thon nhỏ mềm yếu, nhưng đầu bút lông nổ lên thiên quân uy nghiêm, nhưng là so mặt trời còn muốn mênh mông, đủ để uy áp vũ trụ tinh không. Vậy là chân chính cấp trên uy thế. Rắc rắc sát. Nguyên viên dung nham tinh cầu, bị Nam Cung Hân Nhiên một khoản vạch trần, hóa thành vô số mảnh vụn vẫn thạch, đi tứ phương tinh không bay tản ra đi. Nam Cung tiểu thư, người võ đạo lại có tinh tiến. Dạ Vô Tẫn nhìn Nam Cung Hân Nhiên xuất thủ khí thế, khen ngợi một tiếng nói. Hi hi, quá khen. Nam Cung Hân Nhiên rất là đắc ý quát mình một chút lỗ mũi, sau đó đem cự bút thu hồi, trong mắt không tự chủ được nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần diễn cảm, nhưng là lãnh đạm, không có chút nào gợn sóng. Nam Cung Hân Nhiên một hồi bất ngờ, nàng còn lấy là, mình biểu dương ra thiên quân uy thế sau đó, cái này mang mặt nạ cổ quái ra hỏa, nhất định sẽ bị khiếp sợ sát đất, nào nghĩ tới đối phương lại có thể lạnh như vậy mà. Trang cái gì trang, nếu không phải bổn tiểu thư, người mới vừa đều bị ngôi sao kia đụng chết. Nam Cung Hân Nhiên thấp giọng thầm thì, thanh âm tuy nhỏ, nhưng Diệp Thần và Dạ Vô Tẫn đều nghe được. Dạ Vô Tẫn lúng túng cười một tiếng, cũng không biết nói gì. Diệp Thần chỉ làm là không có nghe gặp, trong tay sử dụng một món ngọn lửa màu xanh, như hoa sen tách thả ra, chính là hỗn độn viêm đế trước đây cho hắn sen lửa. Vậy sen lửa hơi chập chờn, ánh lửa chỉ hướng một phương hướng. Ly hỏa chi cảnh, hẳn ở bên này. Diệp Thần không do dự, lập tức dựa theo sen lửa chỉ thị, đi về trước bay vút đi. Cái này một món sen lửa, có thể chỉ dẫn hắn đi ly hỏa chi cảnh, chỉ cần đi theo cảm giác đi, liền có thể tìm được hỗn độn viêm đế năm xưa lưu lại bảo tàng. Cảm nhận được Diệp Thần vậy bình tĩnh mà tự tin tư thái, Nam Cung Hân Nhiên thoáng có chút hoảng hốt cùng ngạc nhiên, trong lòng âm thầm muốn, chẳng lẽ tên này, hiểu biết chính xác đạo bảo tàng chỗ. Đây chính là liền rất nhiều cao cấp thiên quân, đều không từng biết được bí mật à. Dưới khiếp sợ, Nam Cung Hân Nhiên liền theo sát Diệp Thần đi, muốn tìm tòi kết quả. Mà Dạ Vô Tẫn, tự nhiên vậy là nhanh đi theo lên. Ba người một đường đi tới trước, đi không bao xa, liền thấy phía trước xuất hiện kinh khủng cảnh tượng. Từng luồng máu đỏ sương mù, che khuất bầu trời, vắt ngang hư không, hình thành một phiến mênh mông màu máu đại dương, hoàn toàn ngăn trở con đường phía trước. Mảnh máu này sắc đại dương, là như vậy mênh mông cùng khổng lồ, thật là một mắt không thấy được cuối. Ở huyết sắc kia trên biển, nổi lơ lửng từng vì sao, từng cái mặt trăng, còn có mấy viên mặt trời. Cho dù là những cái kia trời trăng sao, cùng vậy mảnh màu máu đại dương so sánh, cũng giống như một viên viên đạn vậy nhỏ bé, có thể gặp vậy vùng đại dương, có bao nhiêu mênh mông cùng bàng bạc. Mảnh máu này biển, hoàn toàn là sát khí, máu tươi, âm hồn, xương trắng hội tụ mà thành. Đại dương bên trong, không biết nổi lơ lửng nhiều ít sinh linh xương trắng. Vô tận oan hồn, ở trên biển gào khóc, kêu oan, kêu gào. Hồng quân lão tổ, còn tính mạng của ta. Hồng quân lão tổ, người người này đổ sát, ngươi là cường giả, liền có thể tùy ý tàn sát tên yếu sao.
Hồng Quân lão tổ, ngươi chết không được tử tế. Cuối cùng có một ngày, tội của ngươi qua, sẽ phải chịu không không phép tắc trừng phạt. Không không quy luật, sẽ hàng cho ngươi lớn nhất thống khổ. Ta nguyền rủa ngươi, thê tử ngươi sẽ chết đi, bạn ngươi sẽ phản bội rời. Ngươi chết không được tử tế. Vô tận oan hồn gào khóc, từng tiếng truyền vào Diệp Thần các người trong lỗ tai. Diệp Thần ba người, chố mắt nhìn nhau, hoàn toàn bị rung động ở. Cái này, đây là nhân đồ thánh bôi, huyễn hóa ra tới sát khí dị tượng. Nam Cung Hân Nhiên thân thể mềm mại đang run rẩy, nàng cho tới bây giờ không có gặp qua như thế kinh khủng cảnh tượng. Như tinh không vậy mênh mông vô tận biển máu bên trong, nổi lơ lửng vô tận huyết thi cùng hài cốt, bể khổ lật ra cừu hận cùng oan nghiệt, trên đời gian nói ra khó khăn để trốn vận mệnh. Nàng nghe qua truyền thuyết lâu đời, Hồng Quân lão tổ đã từng vì chứng đạo, tàn sát hơn 100 triệu vạn vũ trụ sinh linh. Một cái vũ trụ sinh linh, 100 triệu tỷ vạn triệu. Hồng Quân lão tổ, là một cái vũ trụ đi giết, giết tới vạn giới cũng sụp đổ, sở tạo liền máu nghiệt cùng khủng bố, không cách nào dùng thế gian lời nói đi hình dạng. Nhưng, Hồng Quân lão tổ, cũng không có một chút tà niệm. Hắn giết người, cũng chỉ là thuần túy vì chứng đạo, muốn thử một chút xem có thể hay không mượn này bước vào không không mà thôi. Chỉ bất quá, bất kể như thế nào, những cái kia người bị giết, đều là vô tội. Bọn họ hài cốt, máu tươi, linh hồn, bị đúc tạo thành thánh bôi. Hôm nay, không biết nhiều ít năm trôi qua, vậy thánh bôi phóng thích ra hơi thở, như cũ sáng tạo ra một phiến núi thây biển máu ảo ảnh, vắt ngang ở vũ trụ không trung sâu thẳm, để cho người xem làm chấn động phố. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Dạ Vô Tẫn, Nam Cung Hân Nhiên, bọn họ cũng từng giết người, hơn nữa không phải số ít, gió to sóng lớn là thấy cũng nhiều, nhưng bọn họ vẫn bị trước mắt, vậy vô cùng vô tận sát khí oan nghiệt biển máu kinh hãi. Nam Cung Hân Nhiên dưới sự kinh hoàng, theo bản năng khoác lên Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần cảm thấy tay trên cánh tay, truyền tới một hồi ôn nhuyễn xúc cảm, trong lòng vô hình ấm áp, mới từ vậy ngất trời máu nghiệt bao phủ hạ tỉnh lại. Đừng hoảng hốt, chân chính nhân đồ thánh bôi, không ở nơi này. Diệp Thần sau khi tĩnh hồn lại, chính là thả ra thiên tiên cá chép sao, hòa tan hết chung quanh đè nén huyết khí. Nam Cung Hân Nhiên và Dạ Vô Tẫn, vậy phục hồi tinh thần lại. Nam Cung Hân Nhiên thấy mình kéo Diệp Thần cánh tay, liền vội vàng buông, sau đó yếu ớt thở dài nói, xem ra mảnh máu này biển, chính là thánh bôi chế tạo ra sát khí cấm chế, muốn đến chân chính bảo tàng sở tại, phải vượt qua mảnh máu này biển. Diệp Thần gật đầu một cái, Nam Cung Hân Nhiên nói không sai. Mảnh máu này biển, chính là ly hỏa chi cảnh bên trong truyền thuyết sát khí cấm chế. Hắn dựa vào sen lửa, cũng có thể mơ hồ bắt được. Hỗn độn viêm đế bảo tàng, liền ở mảnh máu này biển sau lưng. Nhưng mà, muốn vượt qua biển máu, nói dễ vậy sao? Khó khăn, không phải khoảng cách. Lấy Diệp Thần ba người tu vi, ngay cả là 10 mấy vạn năm ánh sáng, trong nháy mắt là được vượt qua. Chân chính khó khăn, là vô cùng máu nghiệt, vô tận sát khí, ngập trời oan khuất, đủ loại mặt trái tâm trạng, hòa vào nhau thành luyện ngục vậy ác mộng. Diệp Thần ba người, thậm chí liền bước vào biển máu dũng khí cũng không có. Bọn họ sợ, mình đạp sau khi tiến vào, đạo tâm sẽ lập tức bị lạc, sẽ bị vô tận oan hồn gào khóc, vô tận sát khí cùng tức giận chìm ngập. Hồng Quân lão tổ năm đó tạo ra sát nghiệt, chân thực quá kinh khủng chút. Có lẽ, hắn thê tử chết đi, bản thân võ tổ cùng hắn quyết liệt, chính là báo ứng. Diệp Thần thật sâu cảm thấy lo lắng, cái này là bên ngoài sát khí cấm chế, giống như này đáng sợ. Muốn là chân chánh nhân đồ thánh bôi, vậy sẽ kinh khủng đến cái gì bước? Xem ra Nhâm Phi Phàm không có nói láo, vậy thánh bôi sát khí máu nghiệt, thật là biến thái đến không cách nào tưởng tượng bước, liền Nhâm Phi Phàm này nhóm cao thủ, đều không cách nào trấn áp. Tiền bối, ta nên phải như thế nào vượt qua mảnh máu này biển cấm chế? Diệp Thần âm thầm câu thông luân hồi mộ địa bên trong hỗn độn viêm đế, hỏi. Tự nghĩ biện pháp, chút vấn đề nhỏ này đừng tới phiền ta. Nếu như liền điểm nhỏ này cấm chế, ngươi cũng không xông qua đi, vậy đừng nói thu phục nhân đồ thánh bôi, ngươi xem thánh bôi ngay tức thì, đạo tâm cũng sẽ bị nghiền nát. Hỗn độn viêm đế khinh thường ngáp một cái, cũng không có chỉ điểm Diệp Thần ý, hết thảy đều phải Diệp Thần tự mình giải quyết. Diệp Thần không biết làm sao cười khổ một tí, xem ra chỉ có thể là tự mình giải quyết. Chỗ này quá mức kiềm chế,
chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một tí, lại nghĩ một chút biện pháp. Diệp Thần chỉ xa xa một ngôi sao, nói. Ngôi sao kia, khoảng cách biển máu khá là xa xôi, sẽ không bị ngất trời huyết khí ảnh hưởng đến. Nam Cung Hân Nhiên cùng Dạ Vô Tẫn gật đầu một cái, liền đi theo Diệp Thần cùng nhau đi trước. Ba người đi ngôi sao kia bay đi, chỉ bay đến nửa đường, nhưng chợt thấy có một chi đội ngũ, từ một hướng khác bay tới. Dạ Vô Tẫn, ngươi xem, ngươi kiếm môn người tới. Nam Cung Hân Nhiên tròng mắt sáng lên, chi đội kia ngũ, ước chừng có hơn 20 người, đều mặc trước kiếm môn phục trang. Dẫn đầu, là hai cái thiên quân cao thủ, một cái là trưởng lão Tống Cát, một cái khác là mới kiếm môn thất tử Tống Viêm Quân. Dạ Vô Tẫn và Diệp Thần nhìn nhau, sắc mặt chợt biến. Nam Cung Hân Nhiên nhưng là không biết ẩn tình, phe phẩy tay lớn tiếng kêu lên, Tống Viêm Quân, Tống Cát trưởng lão, bên này. Lại nói Tống Viêm Quân, Tống Cát hai người, dẫn đội tiến vào cái này phiến hư không, đang muốn tìm ly hỏa chi cảnh, nghe được Nam Cung Hân Nhiên tiếng hô, đều là sửng sốt một chút. Khi bọn hắn thấy, bị trục xuất sư môn Dạ Vô Tẫn, lại ở Nam Cung Hân Nhiên bên người, hơn nữa xem hơi thở, tựa hồ liền đan điền cũng khôi phục, mơ hồ như vậy có bữa quân uy thế tràn ra tới, bọn họ tại chỗ liền kinh hãi. Tống Viêm Quân, Tống Cát hai thầy trò nhìn nhau, không nói một lời, lập tức dẫn người bay đi. Dạ Vô Tẫn, lúc đầu ngươi sư môn cũng người đến, vậy ngươi còn kêu ta bảo vệ. Há chẳng phải là hơn này một lần hành động. Nam Cung Hân Nhiên bĩu môi, hơi có chút oán giận nói. Dạ Vô Tẫn không nói gì, nhìn Tống Viêm Quân các người, sắc mặt rất là âm trầm. Diệp Thần vậy khoanh tay, yên lặng đánh giá Tống Viêm Quân, Tống Cát, Nam Cung Hân Nhiên cùng cái này mấy người, hiển nhiên đều là biết. Nam Cung tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tống Viêm Quân ôm quyền, tỉnh bơ hỏi. Là Dạ Vô Tẫn kêu ta tới, bảo là muốn bảo vệ cái này đến từ người hạ giới. Nam Cung Hân Nhiên chỉ Diệp Thần, lại hướng Tống Viêm Quân nói, nếu các ngươi đều tới, vì sao còn phải kêu ta bảo vệ? Các ngươi bảo vệ hắn không được sao? Tống Viêm Quân ha ha cười một tiếng, nói, Nam Cung tiểu thư, thực không dám giấu giếm, cái này Dạ Vô Tẫn, bị mất ta kiếm môn chí bảo Thính Vũ Kiếm, trưởng giáo phế bỏ hắn đan điền, đem hắn đuổi ra khỏi kiếm môn, hắn kiếm môn thất tử chỗ ngồi, vậy do ta bổ sung. Nam Cung Hân Nhiên nghe lời này, cảm thấy khiếp sợ, chỉ Dạ Vô Tẫn giữa eo, nói, Thính Vũ Kiếm không phải còn ở trên tay hắn sao? Hơn nữa hắn đan điền vậy không có bị phế à? Nàng đầu đầy mê hoặc, chỉ cảm thấy có cái gì trọng đại khớp xương, là mình không biết. Tống Viêm Quân và Tống Cát, thấy ở Dạ Vô Tẫn giữa eo, quả nhiên treo Thính Vũ Kiếm, đều là thần sắc đại biến. Dạ Vô Tẫn, ngươi làm sao đoạt lại Thính Vũ Kiếm? Lại là như thế nào khôi phục đan điền, mau nói rõ ràng. Tống Viêm Quân rút ra sau lưng màu đỏ trường kiếm, nghiêm nghị nói. Ngày hôm qua Dạ Vô Tẫn, vẫn là một cái chó chết chủ, lúc này mới ngắn ngủi một ngày thời gian, đan điền và Thính Vũ Kiếm cũng khôi phục, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tống Viêm Quân mơ hồ cảm thấy có điểm khủng hoảng, chỉ sợ sau lưng có luân hồi chi chủ trợ lực. Dạ Vô Tẫn ra mặt co rút một tí, cuối cùng lạnh lùng nói, ta đã bị trục xuất kiếm môn, sau này ta và kiếm môn, lại không nửa điểm dây dưa dễ má, ta không cần trả lời các ngươi bất kỳ vấn đề. Ngày hôm qua kiếm môn đủ loại cử động, quả thực để cho Dạ Vô Tẫn tổn thương thấu tim. Còn nữa, kiếm môn là ma tổ vô thiên âm thầm đào tạo thế lực, trọng đại như vậy bí mật, hắn lại có thể bị che giấu. Hắn nội tâm bên trong, càng cảm thấy từng cơn bi thương, đối kiếm môn là hoàn toàn thất vọng, hiện tại chỉ nguyện đi theo luân hồi chi chủ Diệp Thần. Dạ Vô Tẫn, ngươi thật bị trục xuất kiếm môn. Nam Cung Hân Nhiên che cái miệng nhỏ nhắn, đầy mặt kinh ngạc. Lúc này mới biết sự thật không phải là giả. Thời khắc này Dạ Vô Tẫn, đã sớm bị đuổi ra kiếm môn. Dạ Vô Tẫn, ta bỏ mặc ngươi là làm sao khôi phục đan điền, nhưng Thính Vũ Kiếm, là ta kiếm môn cao nhất binh khí, không tới phiên một mình ngươi phản đồ chấm mút. Cho ta cầm về. Tống Viêm Quân hai tròng mắt tức giận, màu đỏ trường kiếm bỗng nhiên vung chém ra, kiếm khí như mưa, cũng là loạn vũ kiếm đạo. Hắn loạn vũ kiếm đạo, nóng rực, kích động. Hung mãnh, cùng Dạ Vô Tẫn có vẻ không cùng, nhưng uy lực tuyệt đối cường hãn. Thiên quân cấp bậc linh khí, hoàn toàn bơm vào ở trên thân kiếm, làm một kiếm này chém ra, kiếm khí kích động dưới, lại làm được chu vi mấy trăm ngàn năm ánh sáng trong phạm vi tinh thần,
đều là rắc rắc sát nghiền. Nóng rực vô cùng kiếm khí, nhắm thẳng vào Dạ Vô Tấn tim, không nể mặt. Dạ Vô Tấn vội vàng rút ra Thính Vũ kiếm, rất kiếm đón đỡ. Song kiếm giao kích, tranh ních một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Dạ Vô Tấn chật vật lui về phía sau một khoảng cách, hắn đan điền cuối cùng mới vừa khôi phục, thực lực kém hơn Tống Viêm Quân, vừa đối mặt liền rơi xuống hạ phong. Tống Viêm Quân mặt đầy tức giận, liền muốn nâng kiếm truy kích. Này, Tống Viêm Quân, đủ rồi. Lúc này, Nam Cung Hân Nhiên cua múa cự bút, đầu bút lông hắt mực, sử sách biến ảo thành sơn hà, ngăn trở Tống Viêm Quân kiếm. Ngón này, là đan thanh tiên tông bí truyền đạo pháp, kêu Thái Thượng Đan Thanh Đạo. Thái Thượng Đan Thanh Đạo, chính là Thái Thượng Đạo bát cực một trong, ở Thái Thượng 30 lục đạo bên trong, khá là cường hãn, đủ để cùng kiếm môn Thái Thượng Loạn Vũ Đạo, Diệp Thần Thái Thượng Thiên Điểu Đạo cũng giá tể khu. Thái Thượng Đan Thanh Đạo, lấy bút mực biến ảo chư thiên, có thể diễn hóa sơn hà, bầu trời, mặt đất, vạn thú, hết thảy thực tế tồn tại đồ, chỉ cần là bút mực có thể vẽ ra, sử sách đạo pháp đều có thể biến ảo. Đây chính là Thái Thượng Đan Thanh Đạo cường hãn chỗ, Đan Thanh Tiên Tông lấy môn đạo pháp này, ở Thái Thượng thế giới hùng bá một khối. Giờ phút này, Nam Cung Hân Nhiên thuận tiện lấy sử sách đạo pháp, bút mực hóa thành sơn hà, ngăn cản Tống Viêm Quân kiếm khí. Hai người thực lực cùng với nội tình, tổng hợp tới xem không kém quá nhiều, thực lực tương đương. Tống Viêm Quân cố kỵ Nam Cung Hân Nhiên thân phận, lui về phía sau hai bước, trầm giọng nói, Nam Cung tiểu thư, tránh ra. Ta muốn thanh lý môn hộ. Nam Cung Hân Nhiên ưỡn ngực, một tay chống nạnh, một tay thụ nắm cự bút, nói cái gì thanh lý môn hộ, Dạ Vô Tấn không phải là bị các ngươi đuổi ra kiếm môn liền sao. Tống Viêm Quân cười khanh khách, sau đó lại nói, trong tay hắn Thính Vũ kiếm, là ta kiếm môn cao nhất binh khí, ngươi cũng biết, ta chỉ là muốn đoạt lại ta kiếm môn binh khí. Nam Cung Hân Nhiên nói, ta xem bộ dáng của ngươi, không chỉ là muốn đoạt kiếm, còn muốn giết người đi. Tống Viêm Quân sắc mặt trầm xuống, nói, Nam Cung tiểu thư, đây là ta kiếm môn ân oán cá nhân, mời ngươi cho chúng ta trưởng giáo một cái mặt mũi, không nên nhúng tay, ta kiếm môn ngày sau nhất định tới cửa nói cảm ơn.